chương 3329 thời không cấm địa. Cường giả trí tôn tụ tập ở xung quanh sinh mệnh chi thành tuy nhiều, số lượng đạt tới hơn 30 vạn, nhưng số người phát động thế công đối với trí tôn của nhân tộc lại cũng không nhiều. Đại đa số đều chỉ ôm tâm tính xem náo nhiệt, sống chết mặc bay. Chân chính muốn đưa những trí tôn của nhân tộc này vào chỗ chết, hoặc là từng trở mặt với nhân tộc, hoặc chính là tu luyện cùng một loại đại đạo, tồn tại sự cạnh tranh. Dù vậy, cường giả trí tôn ra tay, cũng vượt qua con số một vạn đối số trăm vị trí tôn của nhân tộc mà nói, hơn một vạn trí tôn, tuyệt đối là lực lượng mà bọn họ khó có thể chống cự. Nếu không phải là ngư ông, tiểu phu, nông phu và đầu bếp của huyền tẫn Sơn ra tay trợ giúp, canh giữ ở phía trước nhất, chỉ sợ là cường giả trí tôn của 36 động thiên và 72 phúc địa, đã ngã xuống hết. Đại đạo mà bốn vị tới từ huyền tẫn sơn này tu luyện được cực kỳ đặc thù, mặc dù phổ thông tới cực điểm, nhưng ở trong tay bốn người thi triển đi ra, lại mang theo uy lực vô tận. Ngư ông cầm một cây cần câu trong tay, lấy đại đạo làm dây, thả câu chúng sinh. Mỗi một lần vung cần câu ra, sẽ câu lấy một vị cường giả trí tôn, quăng bay đi. Mà tiểu phu tu luyện được là đạo chặt cây. Chỉ là, khác so với việc mở núi đốn củi bình thường. Giờ phút này, mua đốn củi trong tay hắn, chặt không còn là cây cối nữa, mà là từng vị trí tôn. Đầu bếp tu luyện là đại đạo nhà bếp, trong tay cầm hai con dao mổ bò, trên dưới tung bay, thành thạo điêu luyện. Trong nháy mắt, đã có thể lột bỏ một sinh linh sống sờ sờ thành một bộ xương trắng, phía trên không dính một chút máu thịt nào. Nông Phu tu luyện lại là sinh chi đại đạo. Trong tay hắn, lực lượng đại đạo liên tục không ngừng, hóa thành tơ liễu đầy trời, chữa thương cho một đám chí tôn của nhân tộc bọn ngư ông, tiểu phu, đầu bếp. Đương nhiên, ở trong mắt của trí tôn của các đại thánh địa, những nhân tộc phía dưới này đã là chim trong lồng, thịt cá trên thớt. Chỉ cần bọn họ ra lệnh một tiếng, mấy chục vạn trí tôn quét ngang, có thể lấy nghiền chết bọn nhân tộc này vào bất cứ lúc nào. Các ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại hay sao? Cổ xa trí tôn của thời không thánh địa đạp không mà đứng, từ trên cao nhìn xuống nhìn bọn ngư ông, cười nhạt một tiếng, nói, ta là nể mặt mũi của bốn người các ngươi, mới cho những trí tôn của nhân tộc này một cơ hội sống sót, nhưng các ngươi đừng không biết tốt xấu. Ngư ông trầm giọng nói, cổ xa, chúng ta sẽ mang theo những trí tôn còn lại của nhân tộc rời khỏi nơi đây, không tranh đoạt đại đạo thánh vị với các ngươi nữa không được. Vẻ mặt của cổ sa trí tôn lạnh lùng, lắc đầu nói, các ngươi rời khỏi nơi đây, vẫn có cơ hội hợp đạo thành thánh. Ta nể tình cũ, không muốn đuổi tận giết tuyệt, chỉ cần những trí tôn của nhân tộc các ngươi tự nguyện phế bỏ đại đạo, ta sẽ có thể để lại cho các ngươi một mạng. Tự phế đại đạo, có nghĩa là cảnh giới sẽ rơi xuống, sẽ phải tu luyện lại từ đầu. Không cần nói nhảm với hắn. Một vị trí tôn của nhân tộc cười to nói, nhân tộc ra đời hai vị thánh nhân. Hôm nay, coi như chúng ta chết ở chỗ này, cũng có thể nhắm mắt, Đúng thế, một vị trí tôn khác của nhân tộc nói, người không thành thánh, khó tránh khỏi cái chết. Nếu như có thể chết ở trong thánh địa của nhân tộc, chết ở dưới sinh mệnh chi thạch, chính là kết cục tốt nhất mà ta có thể nghĩ đến. Các vị trí tôn của nhân tộc cùng chung mối thù, đã ôm lòng quyết muốn chết. Bọn họ đứng ở trên mảnh thổ địa từng nuôi dưỡng nhân tộc này, không muốn vứt bỏ tôn nghiêm của nhân tộc, càng không muốn bỏ qua vinh quang từng có của nhân tộc. Bọn họ biết, giờ phút này đang có vô số tộc nhân, vạn tộc sinh linh đều ở bên ngoài nhìn bọn họ nếu như khuất phục ở trước mặt vạn tộc, từ nay về sau, nhân tộc đều khó có thể giữ sống lưng thẳng tắp. Nếu như các ngươi đã một lòng muốn chết, vậy ta thành toàn cho các ngươi. Cổ xa trí tôn phất phất tay, chỉ về phía trước một cái, hạ lệnh, toàn bộ giết. Không ít trí tôn ở trong đám người hơi có chút trần chờ. Trên thực tế, rất nhiều cường giả trí tôn tụ tập ở dưới chướng năm đại thánh địa, chỉ là vì tự vệ, bị ép bất đắc dĩ. Bọn họ không có ân oán gì với nhân tộc, cũng không muốn đối địch với nhân tộc, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhưng giờ phút này, thân ở trong đó, trí tôn các tộc đã ở thế thân bất do kỷ. Huống chi, giết chết những trí tôn của nhân tộc này, tương đương với việc dọn sạch chứng ngại, quả thật là có thể, để cơ hội hợp đạo thành thánh của bọn họ tăng lên một chút xíu. Ha ha, đầu bếp đột nhiên cười lớn một tiếng, nói, thật sự là đáng buồn nha. Các ngươi thuận theo năm đại thánh địa, trợ giúp bọn họ làm ác, thật chẳng lẽ cho rằng mình có thể may mắn thoát khỏi hôm nay chúng ta táng thân ở đây, kế tiếp sẽ đến phiên các ngươi. Chí tôn của vạn tộc im lặng không nói. Coi như ý thức được điều này thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ bọn họ còn có thể hợp lực đi đối phó với năm đại thánh địa? Ở trên đại thiên thế giới, năm đại thánh địa cao cao tại thượng, nắm trong tay tất cả, ai dám, vi phạm. Càng ngày có càng nhiều cường giả trí tôn tiến lên, gia nhập vào trong chiến đấu. Trong thiên địa, đại đạo tung hoành, lan tràn xen lẫn. Áp lực lên một đám nhân tộc bọn ngư ông đột nhiên tăng mạnh. Bọn họ có thể kiên trì đến bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà. Dù sao thì số lượng giữa hai bên chênh lệch nhau quá xa. Coi như cổ Sa Chí Tôn không hạ lệnh, bọn họ cũng không trèo chống được bao lâu. Ngư ông lạnh lùng nói: Các ngươi đánh vỡ quy tắc của thánh địa, dẫn đến người ở đây đều cảm thấy bất an, rơi vào chiến loạn mới đáng giết nhất. Cổ Sa Chí Tôn khẽ cười một tiếng, nói: Như thế nào là thánh địa? Sự tồn tại của thánh địa chính là có thể không nhìn chuẩn mực của quy tắc tất cả quy tắc chuẩn mực ở trong vùng thiên địa này đều là vì hạn chế ước thúc bầy kiến cỏ các ngươi người trong thánh địa chúng ta tùy thời có thể vượt qua quy tắc mà làm việc thánh địa cũng chẳng có gì ghê gớm nhưng ngay lúc này một giọng nói từ nơi xa truyền đến không đợi đám người kịp phản ứng giọng nói này đã đi tới gần tốc độ cực nhanh chỉ nghe thấy người này lên tiếng một lần nữa đừng nói là người trong thánh địa thánh tộc ta cũng đã từng giết lời nói ra cực kỳ rung động người nói chuyện còn từng giết cả thánh tộc Câu nói này dẫn tới một mảnh xôn xao trong đám trí tôn vạn tộc. Ngay cả thế công đối với đám trí tôn của nhân tộc bọn ngư ông cũng vì thế mà dừng lại. Trí tôn của vạn tộc đồng loạt quay đầu, theo tiếng trông lại, chỉ gặp hai bóng người ngự không mà đi, lại là một nam một nữ cùng nhau đi tới. Nam tử tóc đen mặc áo bào màu xanh, nữ tử mặc một bộ huyết bào. Hai người dắt tay sóng vai, tay áo bồng bềnh, giống như thần tiên quyến nữ do trời đất tạo nên. Hai người này là ai? Nam tử mặc áo xanh kia, hình như là đã từng thấy qua ở nơi nào đó rồi. Mặc kệ là tô tử mặc, hay là điệp nguyệt, thời gian quật khởi đều không dài. Một trận chiến dương danh chân chính của tô tử mặc ở trên đại thiên thế giới, là ở trong bốn dãy núi ở tổ hỏa thánh địa. Nhưng đó là trận chiến giữa các thiên tôn, cường giả ngự đạo cảnh chú ý tới cũng không nhiều. Các vị trí tôn ở đây, dường như là đều chưa từng thấy hắn. Mà điệp nguyệt sau khi bước vào tu hành, lâu dài ẩn cư ở huyền tẫn sơn, hiếm khi lộ diện, ở trên đại thiên thế giới, cũng là bừa bãi vô danh, cho nên sau khi hai người xuất hiện, đông đảo trí tôn ở đây lại không có bao nhiêu người nhận ra bọn họ, một đạo tôn ngự đạo cảnh tiểu thành, thế mà còn dám chạy đến nơi đây. Một vị trí tôn của thần tộc hơi cười lạnh, tiến vào thời không cấm địa, dường như đều là cường giả trí tôn ngự đạo cảnh viên mãn, tùy thời đều có thể xung kích thánh cảnh. Tô Tử Mặc chỉ là ngự đạo cảnh tiểu thành, tự nhiên là không bị các vị trí tôn để vào trong mắt. Một đạo tôn còn dám ăn nói cùng điên giết người trong thánh địa thậm chí còn giết qua thánh tộc một vị trí tôn khác của thiên nhãn tộc cười nhạo một tiếng ha ha cũng không sợ đau đầu lưỡi các vị trí tôn cười vang một tiếng hắn thật đúng là đã từng giết qua thánh tộc hơn nữa còn giết bốn vị nhưng ngay lúc này tiếng của cổ sa vang lên nụ cười của các vị cường giả trí tôn cứng ở trên mặt tiếng cười xung quanh dần dần thưa thớt cổ sa trí tôn nhìn chằm chằm vào tô tử mặc sâu kín nói tô tử mặc rốt cục ngươi cũng đi ra rồi truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em ly Cà Phê nhé. Lúc trước, bên trong số các cường giả tiến công hỗn độn thánh địa, có cả cổ sa trí tôn. Tô tử mặc là ai? Hình như nghe thấy ở đâu rồi ấy. Ta nhớ ra rồi, chủ nhân của hỗn độn thánh địa bây giờ, tên là Tô tử mặc. Đám người bên trong thời không cấm địa, vang lên từng đợt nghị luận. Cổ sa trí tôn hơi cười lạnh, nói, ngươi không thành thành thật thật trốn ở bên trong hỗn độn thánh địa, tự mình đưa tới cửa, không nên trách ta ân oán giữa chúng ta, có thể giải quyết vào bất cứ lúc nào. Vẻ mặt của Tô Tử Mặc vẫn như thường, nhìn thoáng qua mấy trăm vị trí tôn của nhân tộc xung quanh sinh mệnh chi thạch, nói, nhưng trước đó, để cho bọn họ rời khỏi nơi này trước đã. Hừ, một vị trí tôn của thạch tộc lộ ra sắc mặt không thiện, hừ lạnh nói, coi như ngươi là hỗn độn chi chủ, cũng không có mặt mũi lớn như vậy. Đám cường giả trí tôn này vừa mới bộc phát đại chiến với một đám trí tôn, của nhân tộc bọn ngư ông, hai bên đều có tử thương, đều đã giết đỏ cả mắt, như thế nào lại tùy tiện thả người. Tô huynh đệ, điệp cô nương, các ngươi mau mau rời đi, không cần quan tâm tới chúng ta. Đầu bếp hét lớn một tiếng, nhưng ở phía dưới sự gia hiệu của cổ xa, sớm có một đám cường giả trí tôn vây quanh, phủ kín đường lui của tô tử mặc và điệp nguyệt. Thú vị! Cổ xa trí tôn nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, tự thân ngươi còn khó đảm bảo, còn muốn xen vào việc của người khác, thật sự là ngại mình chết không đủ nhanh à. Chư vị không thả người đúng không? Tô tử mặc ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy những ánh mắt lạnh lùng mỉa mai. Vậy ai sống ai chết, cũng không nhất định. Tô tử mặc thấp giọng lầm bẩm Giả thần giả quỷ, quỳ xuống cho ta. Hai vị cường giả trí tôn ra tay, một người, khống chế đại đạo, uy áp như vực sâu, khó có thể phỏng đoán, lại như núi lớn, nặng như ngàn tấn. Thiên uy đại đạo buông xuống, bóng hình một vị trí tôn khác giống như u linh trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu nữa lặng lẽ đi về phía điệp nguyệt quỷ mị đại đạo uy thế như vậy buông xuống tô tử mặc chỉ là hơi vận chuyển khí huyết đã hóa giải xong sau đó thân hình khẽ động trong chớp mắt đã đi tới trước mặt người này lật tay đánh ra một trưởng vỗ xuống đỉnh đầu người này ngươi tâm thần của vị trí tôn này bị chấn động mạnh không nghĩ tới thiên uy đại đạo của mình lại không hề có tác dụng đối với tô tử mặc như vậy đợi tô tử mặc giết tới gần hắn đã không né tránh kịp vị trí tôn này lại một lần nữa khống chế thiên uy đại đạo bao phủ ở trên hai cánh tay của mình muốn chống chọi một trưởng này của tô tử mặc ầm quyền va chạm với cánh tay một tiếng vang trầm đục vang lên tạch 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 không đợi đám người kịp phản ứng tiếng xương nứt chói tai làm người ta sợ hãi vang lên cánh tay của vị trí tôn này bị một trưởng của tô tử mặc đánh gãy thiên uy đại đạo và thân thể của vị trí tôn này ở trước mặt tô tử mặc không chịu nổi một đòn bàn tay đập xuống, chỉ hơi dừng lại, đã phá vỡ trở ngại, rơi lên trên đầu vị trí tôn này, chấn động cho vỡ nát, nguyên thần cũng theo đó là bị phá diệt, người chết đạo tiêu tan. Một vị trí tôn, ở trong tay tô tử mặc, không chống nổi một chiêu. Càng đáng sợ chính là, tô tử mặc thậm chí còn không khống chế tu luyện đại đạo của mình, chỉ dựa vào thân thể huyết mạch, đã chụp chết một vị trí tôn. Người có thể dùng thân thể huyết mạch trọi cứng với đại đạo, chỉ sợ là chỉ có thánh tộc của các đại thánh địa. Các vị cường giả trí tôn ở đây, phần lớn đều không để tô tử mặc ở trong mắt đơn giản là bởi vì tu vi cảnh giới của tô tử mặc không cao nhưng hắn đã dung hợp tạo hóa thanh liên nghiệp hỏa hồng liên công đức kim liên thân thể huyết mạch cực mạnh thậm chí còn thắng qua thánh tộc cùng cấp bậc đặc biệt là sau khi dung hợp công đức kim liên lực lượng thân thể của hắn tăng vọt đã đạt tới cảnh giới bất hủ tinh khiết vô ngần bên kia vị trí tôn tu luyện quỷ mị đại đạo kia đi tới bên cạnh điệp nguyệt điệp nguyệt giống như là cũng không phát giác vẫn không nhúc nhích nhưng ngay lúc vị trí tôn này ra tay, ở bên cạnh điệp nguyệt, đột nhiên có một cơn lốc dấy lên, cuốn vị trí tôn này vào trong đó. Vị trí tôn này hét thảm một tiếng. Trong nháy mắt, đã bị cơn lốc đột nhiên hiện ra này xé nát, hình thần đều bị tiêu diệt. Phong chi đại đạo. Bọn ngư ông, tiểu phu cũng không lo lắng cho điệp nguyệt. Bọn họ biết, chiến lực của vị điệp nguyệt này, trên thực tế còn mạnh hơn bọn họ một bậc. Bọn họ lo lắng nhất vẫn là tô tử mặc. Mặc kệ là như thế nào, dù sao thì tô tử mặc cũng chỉ là ngự đạo cảnh tiểu thành thứ nhất số lượng cường giả trí tôn tụ tập dưới chướng năm đại thánh địa có nhiều lắm hơn 30 vạn người lít nha lít nhít che khuất bầu trời chỉ có người ở trong cuộc đối mặt với đội hình khủng bố như thế mới có thể cảm nhận được loại cảm giác áp bách làm cho người hít thở không thông kia đông đảo nhân tộc ở xung quanh huyền tẫn sơn giờ phút này cũng lộ ra vẻ mặt khẩn trương trái tim cao cao treo lên mắt không chớp nhìn trận đại chiến sắp bộc phát ở bên trong thời không cấm địa hai bên có tranh lệch với nhau quá lớn. Chỉ có hai người, làm sao có thể cứu được mấy trăm vị trí tôn của nhân tộc bên trong. Cổ xa trí tôn mỉm cười, cất giọng nói, ai có thể giết chết hai người này, ta sẽ cho người đó một cơ hội gia nhập thời không thánh địa. Trí tôn của vạn tộc ở đây nghe vậy, hai mắt đều tỏa sáng. Ai không muốn gia nhập năm đại thánh địa? Chỉ cần trở thành người trong thánh địa, mặc kệ là thân phận hay là địa vị, đều ở phía trên vạn tộc, sau này có thể đi ngang ở trên đại thiên thế giới. Câu nói này, làm cho vô số trí tôn động tâm. Ngay cả những cường giả trí tôn vốn định không đếm xỉa đến, khoanh tay đứng nhìn, lúc nhìn Tô Tử Mặc và Điệp Nguyệt cũng sinh ra một tia địch ý. Cẩn thận, Tô Tử Mặc nhìn Điệp Nguyệt, căn dặn một tiếng, sau đó thân hình khẽ động, phóng về phía cổ xa trí tôn ở trong đám người. Trí tôn của vạn tộc ở xung quanh quá nhiều, coi như chiến lực của Tô Tử Mặc có mạnh hơn nữa, cũng không có khả năng giết chết tất cả mọi người. Chỉ có chém giết người trong thánh địa, mới có thể hình thành sự chấn nhiếp mạnh mẽ nhất đối trí tôn của vạn tộc. Giết hắn. Cường giả trí tôn xung quanh kịp phản ứng, khống chế đại đạo, phóng thích đạo binh, đồng loạt ra tay. Khí huyết ở trong cơ thể tô tử mặc bốc lên, sau lưng có ba cây hoa sen hiển hóa ra, lột xác ra hình thái ba đầu sáu tay, trong tay cầm tam bảo ngọc như ý, thái ất phất trần, cửu thiên tức nhưỡng, đài sen nghiệp hỏa. Hai tay nắm chặt hai thanh kiếm A Tỳ, U Minh, giết vào trong đám người. Hai bên chỉ vừa mới giao thủ, Tô Tử Mặc đã bộc phát ra toàn lực, không giữ lại một chút nào. Hắn biết, Điệp Nguyệt bên kia cũng gặp phải cảnh ngộ tương tự. Hắn chỉ có bộc phát ra toàn bộ lực lượng trước, lấy thủ đoạn, sấm sét, giết lùi, giết sợ trí tôn của vạn tộc, mới có cơ hội hóa giải thế cục hôm nay. Ba cây hoa sen ở sau lưng Tô Tử Mặc mọc ra, phóng lên tận trời, giống như là muốn đánh nứt vùng đất trời này. Mà mỗi một gốc hoa sen, lại đối ứng với một cái đầu lâu, hai cánh tay của Tô Tử Mặc. Ở trước mặt trí tôn của vạn tộc, huyết mạch thanh liên đã cho thấy uy lực của nó. Huyết mạch của cường giả trí tôn các tộc ở trước mặt tô tử mặc rõ ràng là bị áp chế, dị tượng huyết mạch của một ít trí tôn thậm chí đều không thể thả ra. Phốc, phốc, tô tử mặc giết vào trong đám người, hoàn toàn dựa vào lực lượng thân thể khí huyết, ỉ vào sự sắc bén sát phạt của hai thanh kiếm a tỳ, u minh, những nơi đi qua, xương máu tràn ngập, lưu lại từng bộ thi thể. A tỳ kiếm, sắc bén nhất, bất cứ loại đạo binh nào va chạm tới, đều sẽ bị đứt gãy trong nháy mắt chém lên trên người trí tôn của vạn tộc a à tỷ đại địa ngục sẽ biến hóa ra âm khí âm u túng nguyên thần vào trong đó u minh kiếm sát sinh đứng đầu chỉ cần lưu lại một vết thương ở trên người trí tôn của vạn tộc dù chỉ là bị thương ngoài da đều đủ để lấy tính mạng của đối phương tô tử mặc ở trạng thái ba đầu sáu tay những nơi đi qua chân cụt tay đứt bay loạn như vào chỗ không người chém cho các vị trí tôn thất linh bát lạc trực tiếp xông ra một con đường máu trí tôn của vạn tộc, không ai cản nổi một kiếm của Tô Tử Mặc. Đông đảo cường giả trí tôn cam nguyện tụ tập dưới chướng năm đại thánh địa, chủ yếu vẫn là vì tự vệ. Nhưng bây giờ, trí tôn của vạn tộc thấy khi đối đầu với Tô Tử Mặc, ngay cả mạng đều mất đi, ai còn sẽ đần độn áp sát tới để chịu chết. Mặc dù cơ hội gia nhập thánh địa quý giá, nhưng cũng phải có mạng mới hưởng được. Tô Tử Mặc cầm hai thanh kiếm A Tỳ, u minh trong tay thả tay chém giết, nhắc lên gió tanh mưa máu xác thực là tạo thành xung kích và chấn nhiếp to lớn đối với trí tôn của vạn tộc. Chỉ trong vòng mười mấy, mấy lần hô hấp, cường giả trí tôn ngăn cản ở trước mặt hắn cũng đã cực kỳ thưa thớt. Tuyệt đại đa số trí tôn đồng loạt né tránh. Một màn này, nhìn cực kỳ quỷ dị. Rõ ràng là đại quân đông tới 30 vạn trí tôn, thanh thế to lớn, lại bị một người cưỡng ép tách ra. Ở trong mắt của sinh linh các nơi trên đại thiên thế giới, một màn này lại càng thêm rung động. Vô số vị cường giả trí tôn tập hợp ở cùng một chỗ, giống như dòng lũ sắt thép lại bị người trực tiếp cắt đứt cường giả của năm đại thánh địa bọn cổ xa trí tôn căn bản là không thèm để tô tử mặc vào trong mắt năm đó tô tử mặc chỉ dám trốn ở bên trong hỗn độn thánh địa ỉ vào tòa hỗn độn đại trận kia để đối địch theo bọn họ nghĩ coi như tô tử mặc bước vào ngự đạo cảnh thì vẫn còn tranh lệch hai cảnh giới so với bọn họ huống chi dưới chứng bọn họ còn có đại quân mấy chục vạn trí tôn chỉ cần hiệu lệnh một tiếng cho dù là hao tổn cũng có thể mài chết hắn nhưng bọn cổ xa trí tôn còn đánh giá thấp tô tử mặc đánh giá thấp sự kinh khủng của hai thanh kiếm a tỳ u minh mũi kiếm lướt qua đánh đầu thắng đó tô tử mặc theo mũi kiếm mà đi xé rách đám người tiến quân thần tốc cũng không lâu lắm đã giết tới trước mặt bọn cổ xa trí tôn tới quá nhanh lúc bọn cổ xa trí tôn ý thức được tình thế không ổn lại đã đối mặt với tô tử mặc rồi các vị trí tôn trong thánh địa không dám khinh thường đồng loạt thả ra khí huyết khống chế đại đạo, tế ra đạo binh, vây công về phía Tô Tử Mặc. Bọn họ thân là người trong thánh địa, đương nhiên là sẽ không tùy tiện lui lại. Hơn nữa, cường giả trí tôn của năm đại thánh địa, gộp chung vào một chỗ cùng có tới mấy ngàn vị. Không có bất kỳ một phương thế lực nào, có thể chống chọi lại, chớ nói chi là Tô Tử Mặc chỉ đơn thương độc mã. Đối mặt với sự vây công của các vị trí tôn trong thánh địa, bước chân của Tô Tử Mặc vẫn không ngừng, khí tức ở trong cơ thể lại một lần nữa tăng lên, lực lượng ở trong cơ thể tăng vọt mắt sáng như đuốc, hét lớn một tiếng, muốn lấy mạng của ta, các ngươi còn kém xa lắm. Tô Tử Mặc cũng điều động hỗn độn đại đạo, từng sợi hỗn độn chi khí vờn quanh người, bám lên phía trên hai thanh kiếm a tỳ, u minh. Tô Tử Mặc ở trạng thái ba đầu sáu tay, lại một lần nữa giết vào trong đám người. Đối đầu với cường giả trí tôn của chủng tộc khác, Tô Tử Mặc thậm chí ngay cả hỗn độn đại đạo đều không cần phóng thích. Nếu không phải là số lượng trí tôn của vạn tộc quá nhiều, hắn chỉ dựa vào thân thể huyết mạch dung hợp ba cây hoa sen, đã đủ để một đường quét ngang qua. Bây giờ, đối đầu với các vị trí tôn trong thánh địa, Tô Tử Mặc đã sử dụng ra hỗn độn đại đạo, đẩy lực lượng của mình lên đến mức cực hạn. Thương thương thương, phốc phốc, đạo binh của các vị trí tôn trong thánh địa cũng không ngăn được sự sắc bén của hai thanh kiếm A Tỳ, U Minh. Mặc kệ là thần binh lợi khí gì, chỉ cần va chạm tới, hoặc trực tiếp đứt gãy, hoặc sẽ vỡ thành cạn bã. Đại đạo mà các vị cường giả trí tôn khống chế, cũng bị Tô Tử Mặc khống chế xong kiếm, mạnh mẽ chặt đứt ở thời điểm còn là ngộ đạo cảnh viên mãn muốn phá vỡ đại đạo của cường giả trí tôn tô tử mặc còn phải mượn nhờ linh tê quyết triệu hoán võ đạo bản tôn tìm kiếm sơ hở và nhược điểm của đại đạo của đối phương sau khi bước vào ngự đạo cảnh tô tử mặc bằng vào lực lượng của mình đã có thể dựa vào hai thanh kiếm a tỷ u minh chặt đứt đại đạo của đối phương máu tươi tràn ngập nhuộm đỏ bầu trời các vị cường giả trí tôn trong thánh địa cũng không ngăn được tô tử mặc sát phạt Tô Tử mặc một đường mạnh mẽ đâm tới, giống như là chém dưa thái rau, giết cho các vị trí tôn trong thánh địa quân lính tan rã, quỷ khóc sói gào, tiếng kêu rên vang lên liên hồi. Cổ sa trí tôn cũng thành vong hồn dưới kiếm của Tô Tử mặc. Số lượng trí tôn của vạn tộc tuy nhiều, nhưng nhìn thấy cảnh này, mặt mũi đều tràn đầy sự rung động, sắc mặt tái nhợt, từ đáy lòng dâng lên từng đợt ý lạnh, nào còn dám tùy tiện tiến lên. Ngay cả cường giả trí tôn của năm đại thánh địa, tính mạng ở dưới kiếm của vị tô tử mặc này đều giống như cỏ rác coi như bọn họ cùng nhau tiến lên chỉ sợ là cũng không đáng chú ý trên thực tế nếu như hơn 30 vạn cường giả trí tôn này thật sự hung hãn không sợ chết không ngừng vây công tô tử mặc cũng không chống đỡ nổi dù sao thì hắn cũng chỉ là ngự đạo cảnh tiểu thành dù thanh liên chi thân có mạnh hơn nữa lực lượng cũng không phải là liên tục không ngừng không có điểm cuối cùng chỉ tiếc trí tôn của vạn tộc đã bị thủ đoạn sát phạt vừa rồi của tô tử mặc triệt để dọa sợ rồi Giờ phút này, tâm lý của các vị cường giả trí tôn, đều đang cầu khẩn đừng bị tô tử mặc tìm tới, ai còn dám tùy tiện đi khiêu chiến tô tử mặc. Quá mạnh a à? không hổ là hỗn độn chi chủ, quá là lợi hại. Các vị trí tôn của nhân tộc nhìn thấy cảnh tượng này, mặt mũi cũng tràn đầy vẻ kinh sợ, trợn mắt há miệng. Vừa rồi Điệp Nguyệt chạy tới, gia nhập chiến trường, khống chế phong chi đại đạo, chống lại cường giả trí tôn xung quanh, đã để bọn họ cảm thấy kinh hãi. Mà người tên Tô Tử Mặc kia, vậy mà dựa vào sức một mình, trực tiếp giết sợ đại quân 30 vạn trí tôn. Trí tôn trong năm đại thánh địa, đều bị hắn giết đến phải quang mũ cởi giáp, thất bại thảm hại. Giết tới cuối cùng, đã không còn ai dám tiến lên nữa. Ở xung quanh tô tử mặc, giết ra một mảng lớn khu vực đầy máu, trừ một mình hắn cầm kiếm đứng thẳng ra, tất cả những người khác đều phơi thay tại chỗ. Ở dưới hai thanh kiếm A Tỳ, U Minh, không có người bị thương, chỉ có vong hồn. Tô tử mặc ở bên này tung hoành vô địch, giết quang năm đại thánh địa, cũng để cho áp lực bên chỗ trí tôn của nhân tộc bọn điệp nguyện, ngư ông giảm nhiều. Trí tôn các tộc vốn đang vây công bọn họ, không thể không suy nghĩ một chút, vị nữ tử mặc huyết bào này và hỗn độn chi chủ dắt tay mà đến, nếu như bọn họ làm nàng bị thương, vậy còn không phải là vị hỗn độn chi chủ kia sẽ muốn mạng của bọn họ. Thế công của các vị cường giả trí tôn cũng dần dần trở nên bó tay bó chân, sợ làm bị thương điệp nguyện, thế công dần dần suy yếu xuống. Vị đạo lữ này của ngươi quả thực là có chút dữ dội. Đầu bếp thở một tiếng, không nhịn được tán thưởng một tiếng, cười to nói, chờ tới lúc trở về thôn, ta làm cho các ngươi một bàn đầy thức ăn ngon. Xung quanh huyền tẫn sơn, đông đảo tu sĩ nhân tộc thấy cảnh này, tinh thần cũng đều bị chấn động mạnh. Vừa rồi sau khi trí tôn của vạn tộc tề tụ, thanh thế dọa người, ép cho bọn họ dường như là không thở nổi. Mắt thấy mấy trăm vị trí tôn của nhân tộc sắp bị toàn diện, trong lòng của bọn họ, chỉ còn lại tuyệt vọng. Không nghĩ tới, một nam một nữ vừa rồi tiến vào bên trong thời không cấm địa, trong nháy mắt thế cục đã thay đổi. Hai vị thánh nhân Giang Triều, Huệ Minh, giờ phút này cũng thở nhẹ một hơi. Nhìn thấy mấy trăm vị trí tôn của nhân tộc có thể được cứu, sự áy náy trong lòng bọn họ cũng có thể hòa tan một phần. Hai vị đạo hữu này vô cùng lạ mắt, trước đó không có thanh danh, không nghĩ tới, lại có chiến lực đáng sợ như thế, thật là sự may mắn cho nhân tộc chúng ta. Người ta là hỗn độn chi chủ, tộc cỏ cây, có liên quan gì tới nhân tộc chúng ta? Thế nào lại không có quan hệ? Hắn kết làm đạo lữ với trí tôn của nhân tộc chúng ta, chính là người bên phe chúng ta hơn nữa ta luôn cảm thấy giống như là từng thấy hai người này ở đâu rồi ấy cảm giác đặc biệt thân thiết khoan hãy nói ta cũng cảm thấy có chút quen thuộc không chừng là đã từng gặp mặt bọn họ một lần rồi các ngươi đang thiếp vàng lên trên mặt mình à trong đám người truyền đến từng đợt tiếng cười tinh thần của đám người vốn đang căng cứng cũng dần dần trầm tĩnh lại chỉ có lâm huyền cơ nhỏ giọng thầm thì một câu quen thuộc là bình thường thời không cấm địa hỗn loạn tưng bừng Mấy chục vạn cường giả trí tôn tụ tập ở dưới chướng năm đại thánh địa, giờ phút này đã bị tô tử mặc xông đến thất linh bát lạc, đồng loạt né tránh. Năm đại thánh địa cũng bị thương vong không nhỏ. Trong lòng tô tử mặc rõ ràng, không nên ở lâu ở nơi này. Nhìn thấy loại tình huống này, trí tôn của thánh tộc trong năm đại thánh địa, tuyệt đối là sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đương nhiên, nếu chỉ là một hai vị trí tôn thánh tộc tham gia, uy hiếp đối với hắn cũng không, lớn. Tô tử mặc chỉ lo lắng là thế cục mất khống chế, gây nên tai họa càng lớn hơn. Đi mau. Tô Tử Mặc không tiếp tục đuổi giết Chí Tôn trong năm đại thánh địa, xoay người lại đến bên cạnh bọn Điệp Nguyệt. Các vị cường giả Chí Tôn vốn đang vây công bọn họ thấy Tô Tử Mặc trở về, lộ ra vẻ mặt sợ hãi, không dám ngăn cản, lập tức giải tán. Tô Tử Mặc, ngươi thật là to gan. Giết người trong thánh địa chúng ta, còn muốn toàn thân trở ra. Hôm nay, mấy người bọn ngươi đều chôn ở đây đi. Nơi tận cùng của bầu trời đột nhiên vang lên một tràng tiếng quát chói tai. Ngay sau đó, ở năm phương hướng bên trong thời không cấm địa, lần lượt xuất hiện từng bóng người đang chạy nhanh đến nơi đây. Chí tôn thánh tộc trong năm đại thánh địa xuất hiện. Trừ Thủy Thiên, Thanh Ung, Cửu Ảnh, Mộc Kỳ từng gặp mặt một lần ở Hỗn Độn Thánh Địa ra, còn có 8 vị trí tôn thánh tộc khác nữa. Điều kiện để trở thành thánh tộc cực kỳ hà khắc. Số lượng thánh tộc rất thưa thớt. 12 vị trí tôn thánh tộc đồng thời xuất hiện, càng là cảnh tượng khó gặp. 12 vị trí tôn thánh tộc này mỗi một vị đều từng là trí tôn vô địch phía dưới thánh cảnh, ít nhất đã tại vị một ức năm, hung danh hiển hách. Chỉ là, bởi vì đại đạo mà bọn họ tu luyện, đã sớm có thánh nhân chiếm cứ, những năm gần đây mới không thể thành thánh. Chủ nhân, nhìn thấy những trí tôn thánh tộc này xuất hiện, trí tôn trong năm đại thánh địa giống như là thấy được cứu tinh, đồng loạt chen trúc chạy về phía 12 vị trí tôn thánh tộc. Là Thủy Thiên Thánh Tử, huyết mạch côn bằng. Mộc kỳ thánh tử, nghe nói vị này là mộc kỳ lân cực kỳ hy hữu, Tu luyện sinh chi đại đạo, dù gặp phải tổn thương nghiêm trọng, đều có thể khôi phục lại. Bích lạc thánh nữ cũng tới. Trời ạ, à, đó đều là vô thượng trí tôn vang dội cổ kim năm đó. Thánh nhân không ra, chính là những cường giả này tuần sát vạn tộc, thế thiên hành phạt. Ở trên đại thiên thế giới, thánh nhân không ra, trí tôn thánh tộc dường như chính là tồn tại mạnh mẽ nhất. Những trí tôn thánh tộc này, mặc dù bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể bước vào thánh cảnh, nhưng đối với vạn tộc mà nói cũng không cho phép kẻ khác khinh nhờn, đều là tồn tại mạnh mẽ không thể chống lại. Bình thường vạn tộc sinh linh đều sẽ xưng là thánh tử, thánh nữ, để tỏ lòng tôn kính. Tình hình 12 vị thánh tử thánh nữ đồng thời xuất hiện, trừ lúc năm đại thánh địa đại chiến với bốn đạo ở 33 thiên, còn chưa từng xuất hiện qua. Trừ vị nghe lệnh, Thùy Thiên thánh tử ngắm nhìn bốn phía, trầm giọng nói, giao tên tô tử mặc này cho chúng ta, những người còn lại toàn lực ra tay, giết chết những trí tôn của nhân tộc kia, một tên cũng không để lại. Lời này, Thùy Thiên Thánh Tử không chỉ là nói riêng với người trong thánh địa, cũng là đang mệnh lệnh trí tôn của vạn tộc tản mắt ở xung quanh. Trên thực tế, một phen huyết chiến vừa rồi, trí tôn của các tộc đã bị tô tử mặc giết sợ. Nhưng bây giờ, 12 vị thánh tử thánh nữ xuất hiện, phát ra loại hiệu lệnh này đối với bọn họ, bọn họ cũng không dám vi phạm. Huống chi, chỉ cần 12 vị thánh tử thánh nữ chấn áp tên tô tử mặc kia, chỉ là mấy trăm vị trí tôn của nhân tộc, ngược lại cũng không đủ để gây sợ. Giết! Dường như là ngay lúc Thủy Thiên Thánh Tử hạ lệnh, Tô Tử Mặc cũng thét dài một tiếng, trạng thái ba đầu sáu tay, khống chế hai thanh kiếm A Tỳ, U Minh, đánh về phía 12 vị thánh tử thánh nữ. Chỉ cần chém giết 12 người này, những người còn lại sẽ không chiến mà bại. Thủy Thiên Thánh Tử đối mặt với Tô Tử Mặc đang chém giết tới, vẻ mặt cũng lộ vẻ nghiêm túc, không toát ra một chút ý khinh thường nào. Vừa rồi bọn họ ở trong các đại thánh địa, tận mắt nhìn thấy sự kinh khủng của hai thanh kiếm A Tỳ, U Minh, Lần này đến đây, tự nhiên là đã sớm có chuẩn bị. Đi! Thùy Thiên Thánh Tử lấy một chùm sáng màu đỏ như máu ra, ném lên trên không trung, diễn biến thành một lá cờ màu máu, tràn ngập mùi máu tanh nhàn nhạt, nhạt. Cùng lúc đó, 12 vị Thánh Tử Thánh Nữ đồng thời khẽ cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, phun lên trên lá cờ vải này, rót thần hồn vào. Ngay sau đó, 12 vị Thánh Tử Thánh Nữ, đồng thời thành lập được một tia cảm ứng với cán cờ màu máu này. Ở bên trong lá cờ này bọn họ cảm nhận được một mùi máu tanh quỷ dị, lực lượng vô cùng mạnh mẽ. 12 vị thánh tử thánh nữ đồng thời điều khiển cây cờ màu máu này, không ngừng lay động ở trước mặt Tô Tử Mặc, trong chốc lát, mùi máu mãnh liệt. Trong thiên địa, giống như là xuất hiện một dòng sông máu, mãnh liệt tuôn về phía Tô Tử Mặc, muốn nuốt chọn hắn vào. Tô Tử Mặc cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Con sông máu này ẩn chứa lực lượng, tuyệt không phải là hắn có thể chống cự, cũng không thể nào là cường giả ngự đạo cảnh có khả năng khống chế. Loại lực lượng này chỉ sợ là đến từ thánh cảnh." Tô Tử Mặc vội vàng ngừng lại, song kiếm giao nhau, ngăn ở trước mặt, đồng thời thân hình lùi về phía sau, nhưng dòng sông máu không ngừng gào thét, tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt đã đi tới gần, muốn nuốt Tô Tử Mặc vào bên trong. Nước sông mãnh liệt đã nuốt trọn hai thanh kiếm A Tì, U Minh. Hai thanh thần kiếm này từ khi rơi vào trong tay Tô Tử Mặc, còn chưa từng chịu đựng loại áp chế nào. Nhưng giờ phút này, đối mặt với dòng sông máu này, sự sắc bén và sát khí của hai thanh kiếm A Tỳ, U Minh, giống như là cũng phai nhạt đi mấy phần, thân kiếm đang run rẩy cũng bình tĩnh trở lại. Trong dòng sông máu, bắn ra một luồng lực lượng cắn nuốt mạnh mẽ, muốn nuốt cả Tô Tử Mặc và hai thanh kiếm A Tỳ, U Minh vào trong. Tô Tử Mặc không có cách nào chống lại, chỉ có thể buông tay ra, mặc cho dòng sông máu này bao trùm lấy hai thanh kiếm A Tỳ, U Minh. Nhưng sau khi nuốt mất xong kiếm, dòng sông máu này lại một lần nữa biến hóa ra bản thể, khôi phục dáng vẻ lá cờ màu máu, trôi nổi ở trên không trung. Mặc cho 12 vị thánh tử thánh nữ điều khiển như thế nào đi nữa, lá cờ màu máu này đều không nhúc nhích. Sau khi cắn nuốt hai thanh kiếm A Tỷ, U Minh, lá cờ này cũng bị tiêu hao cực lớn, trước mắt nó không có cách nào phân thần, giống như là đang nếm thử chấn áp hai thanh kiếm A Tỷ, U Minh. 12 vị thánh tử thánh nữ liếc nhau, đều giãn nhẹ một hơi. Đối với bọn họ mà nói, uy hiếp lớn nhất chính là hai thanh kiếm A Tỷ, U Minh chỉ cần khống chế hai thanh thần kiếm này lại, chỉ còn lại một mình tô tử mặc, không đủ để gây sợ. Xung quanh huyền tẫn sơn, thấy cảnh này, đám người lại một lần nữa trở nên khẩn trương. Vậy mà kinh động tới 12 vị thánh tử thánh nữ. Lá cờ màu máu kia là bảo vật gì, lại có uy lực như thế, cần 12 vị thánh tử thánh nữ đồng thời thúc giục. Có vẻ là những thánh tử thánh nữ này cũng cực kỳ kiêng kỵ hai thanh kiếm kia. Trong lúc đám người nghị luận, Giang Triều Thánh Nhân, Huệ Minh Thánh Nhân nhìn chằm chằm lá cờ màu máu kia lông mày nhíu chặt. Hai vị thánh nhân giống như là nghĩ tới điều gì, nhưng lại không dám xác định, quay đầu nhìn về phía sơn trưởng, không nhịn được hỏi, sơn trưởng, lá cờ màu máu kia giống như là... Đó là thánh huyết hồn phiên. Sơn trưởng vẫn giữ vẻ mặt đau khổ như cũ, nói, thánh khí của chiêu hồn thánh nhân, bị bọn tiểu bối này mượn tới. Đám người nghe thấy vậy, vừa sợ vừa giận. Đây là kiểu gì? Xung đột giữa các ngự đạo cảnh, mà thánh nhân lại ra mặt, năm đại thánh địa còn biết xấu hổ hay không? mặc dù không trực tiếp ra tay cũng coi như là gián tiếp can thiệp vào nhân tộc chúng ta cũng không phải là không có thánh nhân không ít tu sĩ đều theo bản năng nhìn về phía hai vị thánh nhân giang triều huệ minh hai vị thánh nhân lộ ra vẻ mặt khó xử lắc đầu thở dài bọn họ vừa mới trở thành thánh nhân bản mệnh linh bảo còn chưa tương dung với đại đạo rèn đúc thành thánh khí huống chi coi như rèn đúc thành thánh khí cấp cho tô tử mặc cũng khó có thể phát huy ra uy lực của thánh khí mà hai người lại không thể vì một món thánh khí xuất hiện, chân thân lại trực tiếp buông xuống, ra tay can thiệp, như thế sẽ chỉ bị người nắm lấy cán, dẫn tới phiền toái càng lớn hơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 12 vị thánh tử thánh nữ xuất hiện, tế ra thánh huyết hồn phiên cắn nuốt chấn áp hai thanh kiếm A Tì, U Minh, cũng để cho trí tôn của vạn tộc như chút được gánh nặng. Vừa rồi bọn họ tận mắt nhìn thấy sự kinh khủng của hai thanh kiếm A Tì, U Minh, nếu trong tay Tô Tử Mặc vẫn còn hai thanh kiếm này, có ai dám tiến lên? Bây giờ, ở phía dưới sự hiệu lệnh của 12 vị thánh tử thánh nữ, trí tôn của vạn tộc mới tản mát ra các nơi, lại một lần nữa tụ tập lại. Tô tử mặc lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Hắn đã đã mất đi cảm giác đối với hai thanh kiếm A Tỳ, U Minh. Đây là tình hình chưa bao giờ có. Bởi vậy cũng có thể phỏng đoán, lá cơ màu máu kia mạnh mẽ cỡ nào. Mà mất đi hai thanh kiếm A Tỳ, U Minh, chiến lực của hắn cũng sẽ giảm mạnh theo, muốn lấy sức một mình, chống lại trí tôn của vạn tộc, gần như là không có khả năng. Huống chi, còn có 12 vị thánh tử thánh nữ đang nhìn chằm chằm. Ở phía dưới hiệu lệnh của bọn Thủy Thiên Thánh Tử, cường giả trí tôn của các tộc tụ tập ở cùng một chỗ, như là dòng lũ diệt thế, đánh thẳng chỗ đông đảo trí tôn của nhân tộc. 12 vị thánh tử thánh nữ cũng vây quanh tô tử mặc, đồng thời ra tay. Thấy cảnh này, không ít cường giả trí tôn đều âm thầm líu lưỡi. Từ xưa đến nay, chỉ sợ là chưa từng có vị trí tôn nào có loại đãi ngộ này, bị 12 vị thánh tử thánh nữ vây công. Huống chi, vị hỗn độn chi chủ này còn không phải là trí tôn, chỉ là một vị đạo tôn ngự đạo cảnh tiểu thành. Thánh tử thánh nữ, bất cứ vị nào, đều từng là tồn tại trí cao vô thượng, vô địch trong cùng cấp bậc, sừng sững không ngã bên trong dòng sông thời gian. Mà bây giờ, 12 vị thánh tử thánh nữ hợp lực, đây là cảnh tượng kinh khủng tới cỡ nào. 12 loại đại đạo hiển hóa ra ngoài, ở trong tay các vị thánh tử thánh nữ, biến hóa ra vô số thần binh lợi khí, đánh tới phía tô tử mặc. Cho dù mất đi hai thanh kiếm A Tỳ, U Minh, Tô Tử Mặc cũng hoàn toàn không sợ. Giờ phút này, hắn đã dung hợp ba cây hoa sen tạo hóa, nghiệp hỏa, công đức, coi như không có hai thanh kiếm A Tỳ. U Minh, chiến lực cũng không yếu hơn bất cứ trí, tôn nào. Ba cây hoa sen nối liền trời đất, lóe ra các loại ánh sáng khác biệt, khẽ đung đưa, ánh sáng hỗn độn tràn ngập, diễn hóa ra tầng tầng gợn sóng, dập dờn tràn ngập ra khắp bốn phía. Tô Tử Mặc ở dưới trạng thái ba đầu sáu tay, chiến lực phát huy đến cực hạn, Bộc phát đại chiến với 12 vị thánh tử thánh nữ. Ầm. Um, Ầm. Um, khí huyết, đại đạo, thân thể, linh bảo của hai bên không ngừng va chạm với nhau ở trên không trung, truyền ra một tràng tiếng vang kinh thiên động địa. Tu luyện tới cảnh giới này, đã không có thần thông cấm thuật phức tạp huyền ảo gì nữa, càng không có chiêu thức đẹp đẽ màu mè. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đều là đại đạo tranh phong. 12 vị thánh tử thánh nữ âm thầm kinh hãi, hoảng sợ một trận bọn họ vốn cho rằng, chỉ cần chấn áp hai thanh kiếm A Tỳ, U Minh lại, đám người hợp lực, sẽ có thể nhẹ nhõm chém giết Tô Tử Mặc. Nhưng đối mặt với sự vây công của bọn họ, chẳng những là Tô Tử Mặc không lộ ra thế bại, ngược lại còn càng đánh càng hăng. Không dám tưởng tượng, nếu như có hai thanh kiếm A Tỳ, U Minh trong tay, chiến lực của người này sẽ đạt tới tình trạng kinh khủng như thế nào. Chỉ sợ là 12 vị thánh tử thánh nữ bọn họ, đều phải gãy ở chỗ này. Trong cơ thể của bọn họ, chảy xuôi huyết mạch phản tổ nhưng dù cho như thế, đều không ép được khí huyết của Tô Tử Mặc. Đương nhiên, dù sao cũng là 12 vị thánh tử thánh nữ hợp lực, Tô Tử Mặc muốn tránh thoát ra ngoài, nghịch chuyển thế cục cũng là việc khó như lên trời. Chiến cuộc lúc này vẫn một mực được nắm chắc ở trong tay bọn họ. Huống chi, ở trên một chỗ chiến trường khác, đám chí tôn của nhân tộc kia căn bản là không trèo chống được bao lâu. Rõ ràng là Tô Tử Mặc cũng chú ý tới dấu hiệu này, thế công không ngừng, chỉ là sắc mặt lại càng ngày càng lạnh lẽo bên trong đôi mắt lóe ra một tia lạnh lùng. Tô tử mặc, người bó tay chịu trói đi. Có chiến tiếp, cũng không có chút ý nghĩa nào, người vẫn khó thoát khỏi cái chết. Đối nghịch với thánh tộc chúng ta, người chỉ có một người cô đơn, trong vạn tộc, không có ai dám giúp ngươi. 12 vị thánh tử thánh nữ, còn đang tạo áp lực đối với tô tử mặc. Chiến. Nhưng ngay lúc này, một tiếng gầm giận dữ vang vọng đất trời, giống như là sấm sét nổ vang, đinh tai nhức óc. Ầm ầm. Ngay sau đó, một cây trường côn to lớn từ trên trời giáng xuống tràn ngập ánh sáng màu vàng ròng, rơi đập vào trong đám người làm cho đất rung núi chuyển có cường giả trí tôn không né tránh kịp bị một côn trực tiếp đập chết biến thành một bãi máu thịt nghe được tiếng hét quen thuộc này hai con ngươi của tô tử mặc tỏa ra một chúng ánh sáng rực rỡ tinh thần chấn động mạnh hầu tử đến rồi ai nói ở trong vạn tộc không ai dám giúp hắn một bóng hình cao lớn sừng sững cầm trường côn toàn thân mọc đầy lông dài hai tay thật dài sinh ra sáu tai, bên trong đôi mắt hiện ra tia sáng màu máu, khí thế ngập trời, vẻ mặt kiệt ngạo, nhìn chằm chằm xuống chiến trường phía dưới, lớn tiếng nói, lão tử muốn giúp hắn. Ừm. Ánh mắt của 12 vị thánh tử thánh nữ quét ngang, rơi lên trên người hầu tử, đều nhíu mày lại. Là hắn, con khỉ ngang ngược của Hỗn Thế Ma Viên tộc kia. Đối với con khỉ này, 12 vị thánh tử thánh nữ đều từng nghe nói tới hỗn thế ma viên thuộc về tồn tại độc nhất vô nhị ở trong vạn tộc ở trong đất trời này vốn cũng chỉ sinh ra một con mà con hỗn thế ma viên này được xưng là hỗn thế đại thánh mấy vạn năm trước nghe nói ở dưới trung thiên thế giới có hỗn độn ma viên thứ hai phi thăng bị hỗn thế đại thánh tiếp dẫn đi vị hỗn thế đại thánh này vô cùng kiêu ngạo từ trước đến nay đều luôn độc lai độc vãng cho dù là năm đại thánh địa thánh nhân đối với hắn đều kính sợ ba phần vị hỗn thế đại thánh này đạt được một người thừa kế có thể thức tỉnh huyết mạch sự coi trọng đối với người thừa kế này có thể nghĩ mà biết. Năm đại thánh địa đều nghe nói qua, người thừa kế này danh xưng là đấu chiến ma viên, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua. Bây giờ, vẫn là lần đầu tiên chạm mặt. 12 vị thánh tử thánh nữ cũng không phải là sợ vị đấu chiến ma viên này. Chỉ là, nếu thật sự giết con đấu chiến ma viên này, sợ rằng sẽ kinh động tới hỗn độn đại thánh ở phía sau hắn. Vô tận năm tháng đến nay, hỗn thế ma viên tộc cũng chỉ có hai con. Nếu như con đấu chiến ma viên này chết ở trong tay bọn họ, một con khác khẳng định là sẽ rơi vào điên cuồng. Nếu như hỗn thế đại thánh nổi điên lên, chỉ sợ là chỉ có các đại thánh chủ ra mặt mới có thể chấn áp. Đấu chiến trí tôn, ta không muốn đối địch với ngươi. Thùy thiên thánh tử trầm giọng nói, nể tình ta, chuyện hôm nay, ngươi không nên nhúng tay vào. Mặt mũi của ngươi tính là cái gì chứ? Hầu tử lộ ra vẻ mặt khinh thường, gắt một cái, nói, y vào người đông thế mạnh, còn xưng là thánh tử thánh nữ cái gì? Một đám khốn kiếp không cần mặt mũi lời nói này nói cực kỳ khó nghe. Sắc mặt của 12 vị thánh tử thánh nữ, trong nháy mắt đã âm trầm xuống. Bọn họ thân là trí tôn thánh tộc, đã từng xưng bá vạn cổ, vô địch ở phía dưới thánh cảnh, đâu chịu nổi vũ nhục như vậy, đấu chiến trí tôn. Thanh ung hít hai mắt lại, lạnh giọng nói, chúng ta chỉ không muốn tranh đấu với ngươi, chứ không phải là sợ ngươi, ngươi đừng không biết tốt xấu. Ta cho ngươi một lời khuyên, không cần xen vào chuyện bao đồng. Cửu ảnh phát ra một tràng tiếng kêu chói tai. Ha ha, Hầu tử nhách miệng cười to, từ bên trên trường côn nhảy xuống, mắng, các ngươi tính là thứ gì, cũng xứng cho ta lời khuyên. Hầu tử nhìn về phía Tô Tử mặc ở trong đám người. Một người một khỉ nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy sự vui sướng bên trong đôi mắt của đối phương. Từ dãy núi Thương Lang đến Thiên Hoang đại lục, đến Trung Thiên thế giới, lại đến Đại Thiên thế giới, hai huynh đệ bọn họ cùng nhau đi tới, vào sinh ra tử. Giữa bọn họ, không cần phải nói cái gì, sớm đã hiểu rõ nhau hốc mắt của hầu tử giống như là đỏ hơn một chút là lớn lão đại hôm nay chúng ta sóng vai chiến một trận giết cho thống khoái tốt tô tử mặc cũng lớn tiếng nói hôm nay huynh đệ chúng ta chiến thống khoái trong thoáng chốc hai người giống như là đã trở lại dãy núi thương lang nhớ lại đoạn năm tháng kể vai chiến đấu kia thương hải tăng điền thế sự biến thiên thứ duy nhất không đổi chính là phần tình cảm chân thành tha thiết ban đầu của bọn họ vượt qua ngăn cách chủng tộc vượt qua sống chết vượt qua tất cả tình nghĩa hai huynh đệ tô tử mặc hầu tử hội hợp ở trong thời không cấm địa trên đại thiên thế giới dựa lưng vào nhau sóng vai hợp lực đại chiến 12 vị thánh tử thánh nữ chỉ đối mặt với một mình tô tử mặc 12 vị thánh tử thánh nữ còn có thể vững vàng ngăn chặn bây giờ có hầu tử gia nhập một người một khỉ đã bắt đầu phản công mơ hồ có dấu hiệu tránh thoát khỏi sự vây khốn của đám người hầu tử đã sớm được hỗn thế đại thánh tiếp đón lên đại thiên thế giới hơn nữa là con hỗn thế ma viên thứ hai trong trời đất, sự coi trọng đối với hắn có thể nghĩ mà biết hỗn thế đại thánh dường như là hao hết tất cả tâm huyết để bồi dưỡng hầu tử mặc dù thánh tộc trong các đại thánh địa hy hữu bình thường cũng sẽ không đạt được đại thánh chỉ điểm hơn nữa tài nguyên còn tương đối phân tán nhưng ở hỗn thế đại thánh bên này hắn chỉ cần chỉ điểm một mình hầu tử vô tận năm tháng đến nay tất cả kinh nghiệm tu luyện tất cả bảo vật tài nguyên tích lũy được của hỗn thế đại thánh đều dồn lên trên người hầu tử không khoa trương một chút nào hoàn cảnh tu luyện của hầu tử thậm chí còn tốt hơn thánh tộc trong các đại thánh địa. Dưới loại tình huống này, cảnh giới của hầu tử mới có thể đột nhiên tăng mạnh, đạt tới cảnh giới ngự đạo cảnh viên mãn. Cùng là trí tôn, chiến lực của hầu tử cũng không yếu hơn các đại trí tôn thánh tộc. Huyết mạch hỗn thế ma viên, đối đầu với huyết mạch các đại thánh tộc, không hề rơi xuống thế yếu một chút nào. Đương nhiên, chỉ bằng vào một người một khỉ, muốn chấn áp 12 vị thánh tử thánh nữ, vẫn còn kém không ít. Có thể được xưng là thánh tử thánh nữ, đều là vô thượng trí tô xưng bá vạn cổ, không có một ai dễ đối phó. Mà theo thời gian trôi qua, thế cục đối với nhân tộc bên này đã càng ngày càng bất lợi. Tô tử mặc và hầu tử còn có thể trèo trống, mà điệp nguyệt và mấy trăm vị trí tôn của nhân tộc, căn bản là không ngăn cản nổi thế công của trí tôn của vạn tộc. Tô tử mặc thét dài một tiếng, khí huyết tăng vọt. Hầu tử và hắn giống như có thần giao cách cảm, hai người hợp lực, toàn lực bộc phát, xông phá vòng vây của 12 vị thánh tử thánh nữ, giết vào trong đám người, hướng về phương hướng chỗ bọn điệp nguyệt mà tụ hợp lại. Phốc phốc, trừ 12 vị thánh tử thánh nữ, lít nha lít nhít cường giả trí tôn ở trên không trung, nào có ai là đối thủ của tô tử mặc, hầu tử. Những nơi đi qua, người ngã ngựa đổ, thầy ngang khắp đồng. Khí thế của một người một khỉ như cầu vòng, giống như là hai thanh kiếm sắc, xé rách vòng vây của đám trí tôn của vạn tộc, giống như gió quét lá khô, đạp trên núi thay biển máu, đi tới gần sinh mệnh chi thạch. 12 vị thánh tử thánh nữ theo sát phía sau, như bóng với hình, đuổi giết mà tới. Tô Tử Mặc, Hầu Tử một mạch liều chết đi tới, không có khả năng lông tóc không tổn hao gì, trên thân cũng đã có thêm từng vết thương, máu me đầm đìa. Hai người giống như là không hề hay biết, Tô Tử Mặc vận chuyển huyết mạch, vết thương cấp tốc khép lại. Vết thương trên người Hầu Tử cũng cấp tốc hóa đá, sau khi thấy máu, tia sáng màu máu bên trong đôi mắt của hắn càng tăng lên, khí tức càng ngày càng cuồng bạo trí tôn của vạn tộc tề tụ ở dưới chướng 12 vị thánh tử thánh nữ, số lượng nhiều lắm. Trong lúc đại chiến vừa rồi, cường giả trí tôn chết trong tay bọn họ, ước chừng có mấy trăm vị, nhưng đối với con số mấy chục vạn trí tôn mà nói, dường như là có thể không cần tính. Chỉ cần 12 vị thánh tử thánh nữ không chết, ở phía dưới sự hiệu triệu của bọn họ, trí tôn của vạn tộc sẽ không thối lui. Mất đi hai thanh kiếm A Tỳ, U Minh, muốn giết chết 12 vị thánh tử thánh nữ, Tô Tử mặc cũng có chút lực bất tòng tâm. Trừ khi, tế gia linh tê quyết, triệu hoán võ đạo bản tôn. Nhưng, nếu làm như thế, thân phận hoang võ của hắn bại lộ, sợ rằng sẽ gây ra hỗn loạn lớn hơn. ầm um, ầm um, ở dưới sự chỉ huy của 12 vị thánh tử thánh nữ, trí tôn của vạn tộc khống chế đại đạo, ngưng tụ ra vô số đạo binh, từ trên trời giáng xuống, dày đặc như mưa, đánh xuống như chút nước. Dưới loại tình huống này, chỉ có tô tử mặc có đông đảo bảo vật như, cửu thiên tức những là còn có thể tự vệ, ngay cả hầu tử. Điệp Nguyệt đều không chịu nổi, chớ nói chi là những trí tôn khác của nhân tộc. Càng ngày có càng nhiều trí tôn của nhân tộc bị trọng thương, mất đi chiến lực. Lên, tô tử mặc cắn chót lưỡi, phun ra một luồng tinh huyết, bắn lên phía trên đài sen công đức, thuận tay ném đi. Đài sen công đức cấp tốc bay lên, lơ lửng ở trên đỉnh đầu các vị trí tôn của nhân tộc, xoay chậm chậm, hoa sen nở rộ ra, tràn ngập ánh sáng màu vàng vạn trượng. Công đức kim liên, bất hủ bất diệt, chính là bảo vật phòng ngự cực hạn công đức của người sử dụng càng cao, đài sen công đức phát huy ra sức phòng ngự càng lớn. Mà Tô Tử Mặc từng bố võ thương sinh, bình định loạn hung tộc, trấn áp huyết ma hạo kiếp, ở trên trung thiên thế giới, còn dẫn theo vạn tộc sinh linh, đạp nát thiên đỉnh, đánh vỡ cửu thiên. Mỗi một sự kiện đều tích lũy được công đức vô thượng. Chính vì vậy, dựa vào công đức kim liên chống đỡ, mới tạm thời ngăn trở thế công của trí tôn của vạn tộc, để cho các vị trí tôn của nhân tộc đạt được một chút cơ hội thở dốc. Chỉ là, thế công của trí tôn của vạn tộc không ngừng, những công đức này cũng đang không ngừng bị hao mòn hao tổn. Theo thời gian trôi qua, công đức kim liên bị đánh cho không ngừng lay động, ánh sáng màu vàng dòng chợt sáng chợt tối, giống như là sẽ rơi xuống vào bất cứ lúc nào. Tô huynh đệ, các ngươi đi thôi, mặc kệ chúng ta đi. Tiểu phu lao máu tươi trên khóe miệng, thở hào hển nói. Đúng vậy, nếu như ngươi kiên trì như thế, cũng sẽ phải chết ở chỗ này. Các ngươi rời khỏi nơi đây, giữ được tính mạng, nhân tộc vẫn còn có tương lai đông đảo trí tôn của nhân tộc cũng đồng loạt mở miệng bọn họ bị trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi đã là khó thoát khỏi cái chết nhưng bọn họ không muốn liên lụy tới bọn tô tử mặc mặt của tô tử mặc âm trầm không nói lời nào ba cây hoa sen chập trờn phát sáng hòa lẫn sáu cánh tay chống đỡ công đức kim liên lên nổi gân xanh ngăn cản thế công của trí tôn của vạn tộc lực lượng ở trong cơ thể đã được thúc giục đến cực hạn ầm um, ầm um, thế công của trí tôn của vạn tộc liên miên không ngừng Mặc dù có công đức kim liên hóa giải không ít tổn thương, nhưng vẫn có vô tận lực lượng xuyên thấu qua công đức kim liên, truyền lên trên sáu cánh tay của Tô Tử Mặc. Mỗi một lần xung kích, thân thể Tô Tử Mặc đều sẽ run rẩy một chút, khóe miệng của hắn cũng tràn ra một vết máu đỏ tươi. Giống, Hầu Tử đấm ngực dậm chân, dựng thẳng Trường Côn trong tay lên, chống xuống phía dưới công đức kim liên, muốn trợ giúp Tô Tử Mặc chống đỡ. Nhưng Trường Côn của hắn, ở phía dưới lực áp bách làm cho người ta hít thở không thông kia, cũng dần dần bị uốn cong, phát ra một tràng tiếng ken két làm người ta sợ hãi. Hai tay của hầu tử đụng vào trường côn, lập tức cảm nhận được luồng lực lượng khủng bố kia, trong nháy mắt máu thịt trên hai cánh tay nổ tung, máu thịt bé bét, bị bắn bay ra ngoài. Công đức kim liên giống như là một khoảng trời che ở trên đỉnh đầu đám người, còn đang dần dần chìm xuống. Đám trí tôn của nhân tộc bọn Điệp Nguyệt vẫn còn chiến lực, cũng đồng loạt tiến lên, khống chế đại đạo, chống hai tay lên, muốn trợ giúp tô tử mặc chống đỡ nhưng hai tay của mọi người vừa mới chạm lên bên trên công đức kim liên đã cảm nhận được luồng lực lượng sôi trào mãnh liệt từ phía trên truyền đến luồng lực lượng này quá mức khổng lồ mênh mông như là vũ trụ giống như biển rộng bọn họ giống như là một chiếc thuyền con bên trong vùng biển giận dữ này trong nháy mắt sẽ bị sóng biển lật tung nuốt trọn phốc vẫn chưa tới một lần hô hấp các vị trí tôn của nhân tộc đã không chống đỡ nổi nữa từng người giống như là bị xét đánh phun ra một ngụ máu tươi tê liệt ở trên mặt đất mặt mũi của đám người tràn đầy vẻ kinh hãi nhìn tô tử mặc tới tận lúc này bọn họ mới ý thức được giờ phút này tô tử mặc đang phải thừa nhận áp lực như thế nào lực sung kích lớn cỡ nào người kia đang lấy sức một mình chọi cứng với lực lượng của trí tôn của vạn tộc đối kháng với ý chí của trí tôn của vạn tộc thân thể kia nhìn qua chỉ gầy gò như thế nhưng sống lưng lại thẳng tắp hai chân chống ra cắm rễ ở trên mặt đất giống như là một chữ nhân sừng sững không ngã nguy nga hùng vĩ, thay bọn họ chống phiến bầu trời lung lay sắp đổ kia lên. Không chỉ là các vị trí tôn của nhân tộc, ngay cả đám đông trí tôn của vạn tộc đang ra tay nhìn thấy cảnh này, cũng khó khăn che đệ sự rung động trong lòng. 12 vị thánh tử thánh nữ ở trên cao nhìn xuống, nhìn thấy cảnh này, lộ ra vẻ mặt lạnh lùng. Bọn họ biết, tô tử mặc căn bản là không thắng được. Thùy thiên thánh tử cất giọng nói, tô tử mặc, người lấy sức một mình, chống, lại trí tôn của vạn tộc, thật sự là không biết sống chết đối kháng với ý chí của vạn tộc người chống chọi được sao thanh ung cũng quát lớn một tiếng thế công của trí tôn của vạn tộc càng ngày càng hung mãnh hơn mà công đức ở trên công đức kim liên đã dần dần bị hao mòn hầu như không còn đang chậm rãi chìm xuống loại lực lượng này quá mạnh mẽ chính như các vị thánh tử đã nói công đức kim liên phải gánh chịu chính là lực lượng của vạn tộc ý chí của vạn tộc cũng không phải là lực lượng mà một người có khả năng tiếp nhận tô tử mặc vẫn duy trì tư thế nâng cao công đức kim liên nhưng sáu cánh tay lại đang không ngừng uốn lượn phía dưới công đức kim liên dường như là đã chạm đến đỉnh đầu của hắn áp lực cực lớn truyền tới khuôn mặt tô tử mặc đỏ bừng trên cổ nổi gân xanh ống tay áo ở trên cánh tay đã sớm bị vỡ vụn ngay cả hắn đều không thể không cúi đầu xuống công đức kim liên chậm rãi hạ xuống lưng của hắn phốc toàn thân tô tử mặc chấn động mạnh hơi lay động phun ra một ngụ máu tươi lớn nhưng hắn vẫn không hề buông tay Mặc dù cúi đầu, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp. Cây trường côn của hầu tử đều bị ép cho uốn lượn thành một đường cong cực kỳ khoa trương, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đứt đoạn. "Tô huynh đệ, ngươi mau trốn đi, mặc kệ chúng ta. Chỉ cần ngươi còn sống, nhân tộc vẫn còn hy vọng." Bọn Ngư Ông, tiểu phu lớn tiếng nói. Những lời này, các vị trí tôn của nhân tộc nghe thấy, đều cảm thấy hơi kỳ quái. Tô tử mặc rõ ràng là hỗn độn chi chủ, vì sao hắn sống sót, nhân tộc lại sẽ có hy vọng? Nhưng ở dưới loại tình thế này, đám người cũng không có tâm tư đi suy nghĩ kỹ về những chuyện này. Tô Tử Mặc không nói lời nào, sắc mặt âm trầm đến dọa người. Phía sau hắn, chính là mấy trăm vị trí tôn của nhân tộc. Nếu như hắn lui, mấy trăm vị trí tôn của nhân tộc, trong nháy mắt sẽ bị thế công của trí tôn của vạn tộc nhấn chìm, hóa thành bột mị. Hầu tử nhe răng trợn mắt đứng dậy, tia sáng màu máu bên trong đôi mắt, đều ảm đạm đi rất nhiều, khập khẽ đứng ở bên cạnh tô tử mặc. Cho dù chết, bọn họ cũng muốn chết ở cùng một chỗ sắc mặt của điệp nguyệt tái nhợt cũng đi đến bên cạnh tô tử mặc ánh mắt kiên định cho dù là giờ phút này nàng cũng chưa từng hối hận mình đã đi vào thời không cấm địa mấy trăm vị trí tôn của nhân tộc dắt dìu nhau từng người dãy ruộ đứng dậy ngẩng đầu mà đứng đối mặt với trí tôn của vạn tộc đối mặt với tử vong sắp buông xuống nhưng vẻ mặt không sợ hãi xung quanh huyền tẫn sơn hàng trăm triệu nhân tộc tụ tập ở chỗ này đầy khắp núi đồi ngửa đầu nhìn cảnh tượng đang diễn ra ở bên trong thời không cấm địa có người lộ ra vẻ mặt bi phẫn có mắt người chảy lệ nóng, cũng có ít người không còn dám nhìn tiếp, cúi đầu xuống, nhỏ giọng khóc. Phẫn nộ, tuyệt vọng, cảm động, bi thương, bất lực, đủ loại cảm xúc quanh quẩn ở trên bầu trời Huyền Tẫn Sơn, ép cho đông đảo nhân tộc dường như là hít thở không thông. Bóng người đối kháng với vạn tộc kia, ở thời khắc này, lại lộ ra bi tráng như thế. Còn có ai có thể giúp được hắn không? Mặt mũi Hải Đường tràn đầy nước mắt, giọng nói run rẩy, mang theo một tia nghẹn ngào hai vị thánh nhân, các ngươi cứ như vậy đứng nhìn tô tử mặc, nhìn những trí tôn của nhân tộc kia vẫn lạc sao hay sao? Thánh nhân, không phải là nên che chở cho nhân tộc hay sao? Không ít tu sĩ nhân tộc nhìn về phía hai vị thánh nhân giang triều, huệ minh, bên trong đôi mắt lộ ra một tia khẩn cầu, một tia hy vọng. Hai vị thánh nhân giang triều, huệ minh cúi đầu không nói, lộ ra vẻ mặt áy náy. Trong lòng của bọn họ, cũng cực kỳ khó chịu, cực kỳ thống khổ. Bọn họ đương nhiên là không đành lòng, nhưng hai người lại không dám đánh vỡ cân bằng tham dự vào chuyện này ngay cả chính bọn họ đều không rõ ràng mình đến tột cùng là đang e sợ năm đại thánh địa giận cho đánh mèo gây phiến phức cho nhân tộc hay là e ngại dẫn lửa thiêu thân phế bỏ vị trí thánh nhân sơn trưởng ngài suy nghĩ biện pháp gì đi đông đảo nhân tộc lại nhìn về phía lão nhân tóc trắng xóa kia sắc mặt của sơn trưởng càng thêm đau khổ bàn tay dùng sức nắm chặt lấy quyển sách nát kia khẽ run nhưng lại không nói một lời nếu như hoang võ đại đế của nhân tộc không chết, nhất định là hắn sẽ phi thăng lên đại thiên thế giới, tuyệt đối là sẽ không tùy ý để nhân tộc bị vạn tộc ức hiếp. Một vị nhân tộc nắm chặt hai tay lại, đột nhiên nói. Những năm gần đây, Lâm Huyền cơ du lịch khắp nơi kể chuyện, truyền thuyết liên quan tới hoang võ lập đạo, các vị đại đế chinh chiến cửu thiên, đã sớm truyền khắp mọi nơi. Phần lớn các vị nhân tộc ở đây đều từng nghe nói qua. Hoàng võ đại đế, huyết điệp đại đế một lần cuối cùng hợp lực phạt thiên, càng làm cho đám người khác sâu ấn tượng. Đương nhiên, kết cục sau cùng của hoang võ đại đế cũng làm cho mọi người tiếc hận. Giờ này phút này, nhìn thấy trí tôn của nhân tộc bị vạn tộc chèn ép ức hiếp, gặp phải nguy cơ sinh tử, trong đầu đám người, không khỏi nhớ lại truyền thuyết liên quan tới hoang võ đại đế. Đông đảo tu sĩ nhân tộc ở đây, có không ít người, tu vi, cảnh giới đều ở phía trên đại đế. Nhưng đối với hoang võ đại đế, trong lòng mọi người cũng đều ôm lấy kính ý cực lớn. Chỉ là chuyện hoang võ lập đạo, bố võ thương sinh, đã để cho đông đảo cường giả của nhân tộc nổi lòng tôn kính. Huống chi, về sau còn có chuyện chinh chiến cửu thiên, đạp nát thiên đình, đánh vỡ phong tỏa trong vô tận năm tháng của các đại thánh địa, đối với trung thiên thế giới. Loại chuyện đối kháng với thánh địa như thế, ngay cả bọn họ cũng không dám làm. Ở trong lòng các vị nhân tộc, hoang võ đại đế, chính là biểu tượng của sự thẳng tiến không lùi, dũng mãnh không sợ, dám chống lại tất cả bất công cho nên mới có người bật thốt lên nói nếu như hoàng võ đại đế vẫn còn sẽ tuyệt đối không tùy ý để nhân tộc bị ức hiếp lầm huyền cơ hơi há miệng muốn nói lại thôi lúc hắn kể chuyện vì bảo vệ tô tử mặc đương nhiên là sẽ không lộ ra chuyện hoàng võ đại đế chính là tô tử mặc ngay mới vừa rồi hắn đột nhiên có một loại xúc động muốn nói việc này cho mọi người ở đây biết hoàng võ đại đế vẫn luôn tồn tại chính là hoàng võ đại đế đang dựa vào sức một mình đối kháng với lực lượng của vạn tộc ý chí của vạn tộc nhưng làm như thế có tác dụng gì? Nhưng ngay lúc này, chiến trường bên trong thời không cấm địa, giống như là đã xảy ra một chút biến hóa. Ở phía dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, bóng người lung lay sắp đổ đang chống công đức kim liên lên kia, đột nhiên không còn lắc lư nữa. Tô tử mặc bỗng nhiên ngẩng đầu, trong hai con ngươi vốn thâm thúy kia, đang thiêu đốt lên hai ngọn lửa màu tím sáng tỏ nóng rực. Hai ngọn lửa màu tím này, sáng trói lóa mắt. Ngay cả 12 thánh tử thánh nữ lướt nhau, đều không khỏi cảm giác được trong lòng có một trận run sợ. Ở bên trong cảm giác của bọn họ, khí tức trên người Tô Tử Mặc đều đang xảy ra biến hóa, giống như là đã thay đổi một người hoàn toàn khác, biến thành một tồn tại đáng sợ làm cho bọn họ sinh lòng sợ hãi. "Giống?" Tô Tử Mặc đột nhiên há miệng, bộc phát ra một tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, vang vọng đất trời. Ngay sau đó, ở xung quanh thân thể của hắn, thiên địa dung lô to lớn mơ hồ hiện ra, lửa lớn bừng bừng dường như là đã bao phủ toàn bộ trí tôn của vạn tộc vào trong. Đây dĩ nhiên không phải là thiên địa dung lô chân chính. Dù sao thì chỉ bằng vào linh tê quyết, võ đạo bản tôn không có cách nào thực sự buông xuống. Nhưng vào giờ khắc này, mượn nhờ linh tê quyết, tâm ý của hai đại chân thân tương thông, võ đạo bản tôn lấy ý chí võ đạo mạnh mẽ vô song, không thể lay động, diễn hóa ra cảnh tượng thiên địa dung lô đáng sợ, dọa sợ vạn linh. Ý chí võ đạo, lần thứ nhất xuất hiện ở trên đại thiên thế giới. Đây là loại cảnh tượng này, làm sao lại giống như thiên địa dung lô mà người kể chuyện kia từng kể như thế. Bên trong cặp mắt của hắn, cũng đều có ngọn lửa màu tím. Đông đảo tu sĩ nhân tộc ở xung quanh huyền tẫn sơn thấy cảnh này, không khỏi trừng to hai mắt, toát ra vẻ mặt khó có thể tin. Chẳng lẽ người này có quan hệ gì với hoang võ đại đế? Vị nữ tử mặc áo bào đỏ kia, giống hệt như là huyết điệp đại đế ở trong truyền thuyết. Không ít nhân tộc nhìn thấy cảnh tượng thiên địa dung lô, lại nhìn thấy điệp nguyệt đang đứng sóng vai với tô tử mặc, không khỏi phát ra một chàng tiếng thốt lên người kể chuyện đây là có chuyện gì không ít tu sĩ nhân tộc trông thấy lâm huyền cơ đứng ở trong đám người vội vàng truy hỏi lâm huyền cơ trông thấy ý chí võ đạo xuất hiện đã ý thức được tô tử mặc đã quyết định không che giấu thân phận nữa nếu đã như vậy hắn cũng không cần thiết phải giấu giếm nữa trầm giọng nói tên thật của hoàng võ đại đế chính là tô tử mặc lúc trước vẫn lạc ở bên trong trận chiến phạt thiên chỉ là võ đạo chân thân của hắn thật sự là hoàng võ đại đế đám người vừa mừng vừa sợ lâm huyền cơ tiếp tục nói hơn nữa các ngươi đoán không sai vị nữ tử mặc áo bào đỏ bên cạnh hắn kia chính là huyết điệp đại đế sau khi chuyển thế nghe đến đó tinh thần của đám người chấn động mạnh hoàng võ đại đế huyết điệp đại đế đều đã phi thăng lên đại thiên thế giới hơn nữa ở phía dưới cái nhìn chăm chú của mọi người ở đây lại một lần nữa hợp lực đối kháng với năm đại thánh địa với trí tôn của vạn tộc bên trong thời không cấm địa dù sao thì vạn tộc chỉ ở phía dưới uy áp của các đại thánh tộc, mới miễn cưỡng liên hợp ở cùng một chỗ, lòng người không đủ bền chắc. Ý chí võ đạo xuất hiện, diễn hóa thiên địa dung lô, lửa nóng bừng bừng, ý chí của vạn tộc đều không ngăn cản nổi, mơ hồ có dấu hiệu hỏng mất. Đương nhiên, ý chí võ đạo có mạnh hơn, cũng không thể nào hóa giải thế công của trí tôn của vạn tộc. Nhưng ngay lúc này, nơi xa đang có hơn 10 vị cường giả trí tôn chạy nhanh mà đến, đằng đằng sát khí, một người cầm đầu cất giọng nói, Chủ thượng, chúng ta tới giúp ngài. Hơn 10 vị này, chính là một đám trí tôn bọn trường thanh, hòe an của hỗn độn thánh địa. Ở dưới cục diện bực này, dám đến gia nhập chiến trường, lại đứng ở phía tô tử mặc, tức là đã ôm lòng quyết muốn chết. Mấy chục vị cường giả trí tôn của hỗn độn thánh địa cũng chỉ có mười mấy người bọn họ dám đến trợ giúp tô tử mặc. Dù sao thì thực lực hai bên sai biệt nhau quá xa. Cho dù có bọn trường thanh trí tôn, hòe an trí tôn hỗ trợ, đối với toàn bộ chiến cuộc cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn cản bọn họ lại. Thùy Thiên Thánh Tử chỉ hơi liếc mắt, phất ống tay áo một cái, chỉ huy các vị trí tôn trong thánh địa, tiến lên ngăn cản hơn 10 vị cường giả trí tôn của hỗn độn thánh địa lại. Có 3 vị thánh tử hơi động một chút, đối đầu với Trường Thanh Trí Tôn, Hoa Nhược Trí Tôn và Hòe An Trí Tôn. Chỉ có 3 vị này có huyết mạch thánh tộc. Cường giả trí tôn còn lại của hỗn độn thánh địa, không đủ để gây sợ. Ha ha, thì ra đây chính là thánh tử thánh nữ, ngoa nó chứ đúng là không cần mặt mũi nhưng ngay lúc này trong thiên địa truyền đến một chàng tiếng cười to ngay sau đó một bóng người đạp không mà đến giết vào trong đám người lao thẳng đến chỗ mấy vị thánh tử thánh nữ người này chính là tà diệt trí tôn từng ra tay cứu tô tử mặc tà diệt trí tôn khống chế băng diệt đại đạo những nơi thân hình lướt qua tất cả đều bị băng diệt ngàn vạn đại đạo vỡ vụn hóa thành hư vô trừ trí tôn thánh tộc ra không ai có thể ngăn cản tà diệt trí tôn giết chóc ánh mắt của tô tử mặc chuyển động nhìn tà diệt trí tôn một cái vị cường giả trí tôn này từng tuyên bố, chờ hắn bước vào ngự đạo cảnh, sẽ ra tay giết hắn, nhưng lúc này lại lựa chọn đi vào thời không cấm địa, giúp hắn đối kháng với vạn tộc. Phát giác được ánh mắt của tô tử mặc, ta diệt trí tôn cười lạnh nói, không cần cảm ơn ta, ta chỉ là không quen nhìn sắc mặt của đám thánh tử thánh nữ này, muốn giết mấy tên để trợ hứng mà thôi. Nếu như hôm nay ngươi và ta có thể còn sống sót, ta sẽ còn tới lấy tính mạng của ngươi. Miệng tà diệt trí tôn nói muốn lấy tính mạng của tô tử mặc, nhưng trong lòng hắn cũng rõ ràng, đã bị cuốn vào bên trong trận đại chiến này, mình sẽ rất khó may mắn thoát khỏi. Năm đại thánh địa, 12 vị thánh tử thánh nữ, lại thêm trí tôn của vạn tộc, đừng nói là một mình hắn, xem như trí tôn của bốn đạo tề tụ, đều khó có thể chống lại. Hừ, thân hình của bích lạc thánh nữ lấp lóe, nghênh tiếp tà diệt trí tôn, cười lạnh một tiếng, ngươi tới quá vừa vặn. ầm ừ. Bích lạc thánh nữ và tà diệt trí tôn trọi cứng một chiêu, đại đạo xen lẫn, đất trời chấn động, hư không xung quanh hiện ra từng vết rách, lại cấp tốc khôi phục. Mặc kệ là hơn 10 vị trí tôn của hỗn độn thánh địa, hay là tà diệt trí tôn, dường như đều không có ảnh hưởng gì đến thế công của trí tôn của vạn tộc. Sự xuất hiện của bọn họ, giống như là một cục đá rơi vào trong biển rộng mênh mông, dường như là không kích thích lên một chút bọt nước nào. Tô tử mặc vẫn phải thừa nhận áp lực cực lớn như cũ. Nhưng ngay lúc này, một bóng hình giống như quỷ mị, qua lại ở giữa trí tôn của vạn tộc, lặng yên không một tiếng động, dường như là không có người nào phát giác. Trong nháy mắt, bóng hình này đã đến bên cạnh các vị thánh tử thánh nữ. Ác ác. Nhìn thấy bóng hình này, ánh sáng màu máu trong mắt hầu tử lại một lần nữa sáng lên, vẻ mặt uể oải biến mất, đấm ngực rậm chân, trở nên cực kỳ hưng phấn. Tô Tử Mặc cũng nhìn thấy người tới, mừng rỡ. Bên trong 12 vị thánh tử thánh nữ, có 4 vị ra tay, ngăn cản Trường Thanh trí Tôn, Tà Diệt trí Tôn, còn có 8 vị tọa trấn chiến trường, ổn định thế cục. Đột nhiên, Bọn Thủy Thiên Thánh Tử đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh một trận. Ừm. Tám vị thánh tử thánh nữ vội vàng quay đầu, nhìn thấy một vị thanh niên mặc áo bào màu đen xuất hiện ở sau lưng bọn họ, mặt không biểu lộ gì nhìn chiến trường phía dưới. Ngươi chỉ là ngự đạo cảnh đại thành, như thế nào lại chạy tới nơi này? Nhìn thấy người tới, Cửu Ảnh Thánh Tử của Tịch Diệt Thánh Địa nhíu mày hỏi. Mấy vị thánh tử thánh nữ khác cảm nhận được khí tức huyết mạch thánh tộc trên người của người tới, cũng thở nhẹ một hơi. Người này không một tiếng động đi tới bên cạnh mọi người, bọn họ mới phát giác được. May mắn, người đến là thánh tộc trong tịch diệt thánh địa. Đến giết người. Thanh niên mặc áo bào màu đen chỉ đơn giản nói một câu. Dùng những sâu kiến này luyện tay một chút cũng tốt. Cửu ảnh trí tôn khẽ cười một tiếng. Lời còn chưa dứt, tia máu đã lóe lên. Phốc phốc. Toàn thân thanh ung thánh tử. Một kỳ thánh tử bị chấn động mạnh, đỉnh đầu hai người. Đã bị một đôi vuốt sắc xuyên thủng, vẻ mặt mờ mịt, ánh mắt đờ đẫn nguyên thần của hai vị thánh tử, trong nháy mắt đã bị tiêu diệt, đến chết đều không hiểu rõ đã có chuyện gì xảy ra. Ngươi, Thùy Thiên Thánh Tử cũng chỉ kịp nói một chữ, đã bị một cái xương đuôi đen nhánh bén nhọn xuyên thủng đầu, đâm rách nguyên thần, bỏ mình tại chỗ. Trong nháy mắt, ba vị thánh tử đã phơi thay tại chỗ. Biến hóa này xảy ra quá nhanh. Tới tận lúc ba vị thánh tử đã máu nhuộm hư không, người chết đạo tiêu tan, trí tôn của vạn tộc vẫn còn chưa kịp phản ứng lại người tới đứng ở bên cạnh mấy vị thánh tử khoảng cách quá gần lại thêm mấy vị thánh tử không có bất kỳ phòng bị gì đối với hắn lực chú ý đều đặt ở trên người tô tử mặc mặc dù hai bên tranh lệch nhau một cảnh giới nhỏ nhưng ba vị thánh tử cũng bị người tới chém giết chỉ trong nháy mắt mà vị thánh tộc đến từ tịch diệt thánh địa này chính là dạ linh có thể được xưng là thánh tử thánh nữ đều là vô thượng trí tôn xưng bá vô tận năm tháng coi như giữa bọn họ bộc phát đại chiến toàn lực ra tay, muốn chém giết đối phương, cũng là việc khó như lên trời. Bọn trường thanh trí tôn, tà diệt trí tôn đối đầu với bốn vị thánh tử thánh nữ, giờ phút này vẫn chưa phân ra thắng bại. Mà giờ phút này, trong khoảnh khắc ba vị thánh tử đã chết tại chỗ. Năm vị thánh tử thánh nữ còn lại, kể cả cửu ảnh thánh tư ở bên trong, đều kinh hãi biến sắc, trong nháy mắt đã kéo dài khoảng cách với dạ linh, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh sợ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Ly Cà Phê nhé. Chí tôn của vạn tộc thấy cảnh này, đều xôn xao biến sắc, thế công cũng vì thế mà dừng lại. Ba vị thánh tử chết, xung kích đối với trí tôn của vạn tộc quá lớn. Thánh tử thánh nữ ở trong lòng trí tôn của vạn tộc, đều là tồn tại mạnh mẽ không thể chiến thắng ở trong cùng cấp bậc, nhưng bây giờ cũng đã phơi thay tại chỗ. Dạ Linh, làm sao ngươi dám? Trong lòng cửu ảnh thánh tử tức giận, hét lớn một tiếng. Dạ Linh đột nhiên ra tay, chém giết ba vị thánh tử tới từ âm dương thánh địa, thời không thánh địa, thiên phạt thánh địa quả thực là đang tuyên chiến với ba đại thánh địa hơn nữa dạ linh là thánh tộc của tịch diệt thánh địa việc này nếu không được giải thích rõ chắc chắn là sẽ gây ra xung đột giữa tịch diệt thánh địa và mấy đại thánh địa khác cửu ảnh tịch diệt thánh địa các ngươi muốn làm cái gì quả nhiên mấy vị thánh tử thánh nữ còn lại cũng nghiêm nghị hỏi ánh mắt nhìn cửu ảnh thánh tử và dạ linh cũng thay đổi ẩn chứa sát cơ lạnh lẽo dạ linh ra tay chẳng những là đã chém giết ba vị thánh tử quan trọng hơn là để cho mấy thánh tử thánh nữ còn lại sinh lòng đề phòng lẫn nhau, lại khó đồng tâm hợp lực. Không có ba vị thánh tử, ánh sáng màu máu bên trong thánh huyết hồn phiên, cũng theo đó mà ảm đạm đi mấy phần. Món thánh khí này, bắt đầu run lên nhẹ nhẹ. Không ổn. Hai thanh kiếm kia sắp tránh thoát rồi. Chín vị thánh tử thánh nữ biến sắc. Theo lẽ thường, binh khí bị thánh huyết hồn phiên nuốt vào, chẳng mấy chốc sẽ bị phế bỏ, hóa thành một vũng máu. Cho dù thánh khí bị nuốt vào, cũng sẽ bị nước máu bên trong nhuộm dần, uy lực giảm nhiều, nhưng sau khi hai thanh kiếm a tì u minh bị thánh huyết hồn phiên nuốt vào chẳng những là không bị phế bỏ hơn nữa từ đầu đến cuối còn muốn phá vỡ biển máu dãy thoát ra chín vị thánh tử thánh nữ sinh ra nghi ngờ lẫn nhau lại thêm thiếu đi ba vị thánh tử rốt cuộc không áp chế nổi hai thanh kiếm a tì u minh bên trong thánh huyết hồn phiên nữa ông một tiếng kiếm reo vang lên ngay sau đó hai anh kiếm từ bên trên thánh huyết hồn phiên bắn ra bay vút lên trời cho dù là dòng sông máu do thánh huyết diễn hóa mà thành, cũng không ép được sự sắc bén và sát ý trên hai thanh kiếm A Tỷ, U Minh. Xoẹt xẹt. Ngay sau đó, một tràng âm thanh chói tai vang lên. Ở phía dưới cái nhìn chăm chú của vô số ánh mắt, hai thanh kiếm A Tỷ, U Minh lại trực tiếp xé vải cờ của thánh huyết hồn phiên thành mảnh nhỏ, triệt để tránh thoát trói buộc, tái hiện ở trên thế gian. Thánh huyết hồn phiên chỉ còn lại cán cờ tỏa ra ánh sáng u ám, từ trên không trung rơi xuống, dường như là đã bị phế bỏ. T vẻ mặt của các vị thánh tử thánh nữ biến đổi mạnh, hít vào một hơi khí lạnh. Cường giả trí tôn còn lại có lẽ là còn không nghĩ tới, một màn này có ý nghĩa như thế nào. Nhưng trong lòng mấy người bọn họ lại rõ ràng, cây thánh huyết hồn phiên kia chính là thánh khí, coi như ở trong tay bọn họ, không phát huy ra uy lực chân chính của thánh khí, cũng không có khả năng tùy tiện bị người phế bỏ. Hai thanh kiếm này, chỉ sợ là còn kinh khủng hơn so với bên trong tưởng tượng của bọn họ. Hai thanh kiếm này có thể phế bỏ thánh khí. Bạch, bạch, sau khi hai thanh kiếm a tỳ u minh thoát khốn ánh lửa bên trong đôi mắt của tô tử mặc bùng lên thần thức khẽ động trong nháy mắt hai thanh kiếm đã xé rách đám người máu tươi tràn ngập hơn 30 vạn cường giả trí tôn tụ tập ở xung quanh thực sự là quá gần chỗ hai thanh kiếm a tỳ u minh lướt qua sát ý như kiếm không ai cản nổi trong chốc lát không biết là đã có bao nhiêu cường giả trí tôn vẫn lạc mặc kệ là a tỳ kiếm sắc bén nhất hay là u minh kiếm sát sinh đứng đầu chạm vào hẳn sẽ phải chết dù chỉ là một vết thương nhỏ, các vị cường giả trí tôn ở đây cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi. Ở đằng sau hai thanh kiếm A Tỷ, U Minh, từng bóng cường giả trí tôn, từ trên không trung rơi xuống, lúc rơi xuống đất, đã biến thành từng thi thể lạnh băng. Một màn này cực kỳ rung động. Trí tôn vẫn lạc rơi xuống, dày đặc như mưa, mạng như cỏ rác. Mà hai thanh kiếm A Tỷ, U Minh lại giống như là hai lưỡi hái sắc bén, nơi lưỡi sắc lướt qua, cỏ khô đồng loạt đứt đoạn, trở nên thưa thớt thế công của trí tôn của vạn tộc ở phía dưới sự sát phạt kinh khủng của hai thanh kiếm a tỳ u minh ầm vang sụp đổ đây là uy hiếp tới từ sự tử vong số lượng trí tôn của vạn tộc có nhiều hơn nữa cũng không chịu được sự sát phạt như thế của hai thanh kiếm a tỳ u minh đông đảo trí tôn bắt đầu tứ tán chạy trốn tránh né hai thanh kiếm a tỳ u minh giết chóc mà một đám trí tôn của nhân tộc bọn tô tử mặc hầu tử điệp nguyện rốt cục cũng đạt được một cơ hội để thở dốc thân hình tô tử mặc hơi rung nhẹ sắc mặt tái nhợt. Vừa rồi đối kháng với thế công của trí tôn của vạn tộc, thể lực của hắn đã không còn thừa bao nhiêu. Ngọn lửa màu tím bên trong đôi mắt của tô tử mặc vẫn đang còn cháy hừng hực, ánh mắt chuyển động, rơi lên bên trên mấy bóng người ở trong chiến trường. Giờ phút này, để chứng minh sự trong sạch của tịch diệt thánh địa, cửu ảnh thánh tử đã chủ động ra tay, biến hóa ra bản thể hung thú cửu anh, phát động tấn công về phía dạ linh. Hai bên tranh lệch nhau một cảnh giới nhỏ, dạ linh cũng không trọi cứng, mà là dựa vào thân pháp linh động, cẩn thận đọ sức, Mấy vị thánh tử thánh nữ còn lại đang định tiến lên ra tay, nhưng báo động trong lòng chợt nổi lên, một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Chỉ thấy Tô Tử mặc tóc đen áo bào màu xanh, trong mắt ẩn chứa ngọn lửa tím, cầm song kiếm trong tay, đạp không mà tới. Mà con Hỗn Thế Ma Viên kia, cũng khiêng trường côn lóng lánh ánh sáng màu vàng ròng, toàn thân tỏa ra khí tức cuồng bạo, chiến ý như sóng biển ngập trời, cuốn tới. Dạ Linh, ngươi điên rồi. Ngươi dám can đảm phản bội Tịch Diệt Thánh Địa. Ngươi đến tột cùng là vì cái gì? cửu ảnh thánh tử vừa đuổi giết dạ linh chín cái đầu lâu vừa phát ra từng tràng tiếng thét bén nhọn chói tai ha ha hầu tử cười lớn một tiếng dạ linh đừng hoảng hốt chúng ta tới giúp ngươi ba huynh đệ chúng ta cùng sóng vai thì sợ gì thánh tử sợ gì vạn tộc ngươi là huynh đệ của bọn họ cửu ảnh thánh tử vừa sợ vừa giận con mắt bên trên chín cái đầu lâu đều hung hăng nhìn chằm chằm vào dạ linh giống như là muốn đổi một đáp án mặt của dạ linh không biểu tình thản nhiên nói vừa rồi ta không ra tay với ngươi đã là nể mặt cùng là thánh tộc, nếu như ngươi còn tiếp tục dây dưa, đừng trách ta giết cả ngươi. Ngươi dám, chỉ bằng ngươi, không biết sống chết. Ngươi phản bội tịch diệt thánh địa, hôm nay hẳn phải chết không cần nghi ngờ. Chín cái đầu của cửu ảnh thánh tử, đồng thời phát ra một tràng tiếng quát trói tai. Dạ Linh đã lựa chọn chém giết các vị thánh tử, tự nhiên là không có ý định còn sống. Huyết mạch của Dạ Linh phản tổ, được tôn là thánh tộc, nhưng trong lòng hắn, đối với tịch diệt thánh địa, đối với thánh tộc lại không có bao nhiêu tình cảm trong lòng hắn, chỉ có một gia tộc. Chính là bảy vị huynh đệ bọn họ kết bái ở trên thiên hoang đại lục. Ai tổn thương tộc nhân của hắn, chính là tử địch của hắn. Giết bọn họ. Tên tô tử mặc này vừa mới một mình đối kháng với vạn tộc, lúc này đã sớm là nỏ mạnh hết đà. Chúng ta chỉ cần cẩn thận hai thanh kiếm kia là đủ. Con khỉ kia cũng đã bị trọng thương rồi, không đủ để gây sợ. Trừ bốn vị thánh tử thánh nữ ra, đối đầu với bốn vị trí tôn bọn trường thanh, hoa nhược, hòe an, tà diệt, còn thừa lại năm vị thánh tử thánh nữ bọn Cửu Ảnh. Cửu Ảnh thánh tử dây dưa chém giết với Dạ Linh, trong lúc nhất thời khó có thể phân sinh tử. Bốn vị thánh tử thánh nữ còn lại liếc mắt đã thấy rõ hư thực của Tô Tử Mặc, và hầu tử cũng không lùi bước, mà lại chủ động tiến lên đón. Mấy vị thánh tử thánh nữ nói không sai, giờ phút này xác thực là Tô Tử Mặc đã là nỏ mạnh hết đà. Dù có hai thanh kiếm A Tỷ, U Minh, lực lượng ở trong cơ thể hắn cũng không đủ để chống lại mấy vị thánh tử thánh nữ. Dị tượng huyết mạch của hắn Thần thông ba đầu sáu tay đều đã không chống đỡ nổi nữa. Chỉ là mấy vị thánh tử thánh nữ đều không ý thức được, trong hai mắt Tô Tử Mặc, hai ngọn lửa màu tím đang cháy hừng hực kia, đến tột cùng là có ý nghĩa như thế nào. Bốn vị thánh tử thánh nữ khống chế đại đạo, biến hóa ra rất nhiều đạo binh, tấn công về phía Tô Tử Mặc và hầu tử. Tô Tử Mặc cầm hai thanh kiếm A Tỳ, U Minh trong tay, hai mắt thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím, đã sớm nhìn thấu đại đạo mà bốn vị thánh tử thánh nữ nắm giữ. Tất cả nhược điểm, sơ hở của bốn loại đại đạo ở trong mắt Tô Tử Mặc không có chỗ ẩn giấu. Thương thương thương, Tô Tử Mặc vung vẩy hai thanh kiếm A Tỳ, U Minh, không cần tiêu hao quá nhiều khí lực, đã chặt đứt toàn bộ đạo binh của bốn vị thánh tử thánh nữ. Mỗi một kiếm chém ra đều chém lên rất nhiều chỗ yếu kém nhất bên trên đạo binh. Lại phối hợp với sự sắc bén của hai thanh kiếm A Tỳ, U Minh, thế công của bốn vị thánh tử thánh nữ ở trước mặt Tô Tử Mặc mỏng manh giống như là giấy, một đòn đã tan nát. Cái gì? Bốn vị thánh tử thánh nữ quá sợ hãi. Trong nháy mắt, hai bên đã gần trong găng tấc. Bốn vị thánh tử thánh nữ bối rối, vội vàng lui lại, muốn kéo dài khoảng cách với tô tử mặc. Nhưng ngay lúc này, từ bên trong hai con ngươi của tô tử mặc, bắn ra hai vệt ánh sáng thần thánh một đen một trắng, xen lẫn ở trên không trung, trong nháy mắt đã hình thành một bức âm dương song, ngư đồ cực lớn. Song ngư truy đuổi, xoay chậm chậm, bắn ra một luồng lực hút to lớn, ngăn đường lui của bốn vị thánh tử thánh nữ. Nát! khí huyết của bốn vị thánh tử thánh nữ bốc lên, diễn hóa dị tượng huyết mạch, thúc giục lực lượng thánh huyết đến cực hạn, hợp lực đánh ra một đòn, trực tiếp đánh nát âm dương song ngư đồ. Nhưng chỉ là chỉ hoãn trong chốc lát như thế, tô tử mặc cầm song kiếm trong tay đã đuổi giết đến sau lưng bốn người. Ông, tiếng kiếm reo vang lên, a à thì kiếm chém xuống, cực kỳ sắc bén, trực tiếp chặt đứt cánh tay của một vị thánh tử, trong chốc lát máu tuôn ra như suối. Vị thánh tử này chỉ kịp hét thảm một tiếng. Nguyên thần đã bị a tỷ đại địa ngục trên thân kiếm hút vào, táng thân ở trong đó. U minh kiếm phá vỡ quần áo của một vị thánh nữ, ở trên phần lưng tuyết trắng kia lưu lại một vết máu nhàn nhạt, nhạt. Sát khí kinh khủng trong nháy mắt đã tràn vào trong cơ thể, bay thẳng vào trong thức hải, xoắn nát nguyên thần của vị thánh nữ này. Một vị thánh tử và thánh nữ đã phơi thay tại chỗ. Một vị thánh tử bị hầu tử chặn đứng, hai bên chỉ mới giao thủ một hiệp, hầu tử vốn đã bị trọng thương, không ngăn cản nổi, liên tiếp lui về phía sau nhưng vị thánh tử này cũng đã mất đi cơ hội cuối cùng để chạy trốn bị tô tử mặc chạy tới chém giết ở dưới kiếm bốn vị thánh tử thánh nữ bị thất bại quá nhanh dường như là chỉ vừa đối mặt đã có ba vị bị chém giết đại chiến đến lúc này 12 vị thánh tử thánh nữ đã mất một nửa bọn cửu ảnh thánh tử đang giao thủ với bọn dạ linh trường thanh trí tôn tà diệt trí tôn thấy cảnh này cũng kinh hãi biến sắc sinh lòng e ngại nếu để cho tô tử mặc tùy ý giết tiếp Sáu người bọn họ cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Hoàng Võ, ngươi đã lật đổ Thiên Đình, thả tả ma ra, còn dám phi thăng lên Đại Thiên thế giới, giết người trong thánh địa chúng ta, quả nhiên là tội không thể tha. Đột nhiên, một giọng nói tràn ngập uy nghiêm vang lên ở bên trong thời không cấm địa, quanh quẩn không dứt. Ngay sau đó, chín bóng người xuất hiện, đồng thời xuất hiện ở bên trong thời không cấm địa, toàn thân lóe ra ánh sáng lóa mắt, thánh uy tỏa ra khắp nơi, dọa sợ vạn tộc. Thánh nhân xuất hiện, ngọn lửa chiến tranh bên trong thời không cấm địa, trong nháy mắt đã bị dập tắt. Không ai có thể coi nhẹ sự tồn tại của loại cấp bậc này. Tô Tử Mặc cũng ngửa đầu nhìn lên, chín vị thánh nhân này, chính là chín vị chủ nhân của thiên đình đã từng hợp lực thành lập cửu thiên, ở dưới trung thiên thế giới. Hắn vẫn muốn ẩn giấu thân phận hoang võ, kỳ thật lo lắng nhất cũng chính là việc này. Chín vị chủ nhân của thiên đình đều là thánh nhân, ở dưới trung thiên thế giới, bị quy tắc của thiên địa giới hạn, không có cách nào phát huy hết chiến lực, lần lượt bị hắn chấn áp thảm bại mà quay về mất hết mặt mũi không thể làm nhục thánh nhân chính vị thánh nhân này đến từ năm đại thánh địa nếu như đã biết thân phận của hắn tuyệt đối là sẽ không từ bỏ ý đồ các ngươi đi đi tô tử mặc dùng thần thức truyền âm cho dạ linh và hầu tử ở bên cạnh đại ca hôm nay chúng ta đã tới không có ý định còn sống rời đi nữa cho dù phải đối mặt với thánh nhân hầu tử vẫn là dáng vẻ kiệt ngạo không chịu phục ngẩng cao đầu lên ánh mắt nhìn thánh nhân không có một chút tôn kính nào dạ linh cũng không nói chuyện chỉ khẽ gật đầu ta khác các ngươi tô tử mặc tiếp tục truyền âm nói coi như bộ thanh niên chân thân này vẫn lạc ta cũng không chết được ta vẫn còn võ đạo chân thân nghe đến đó hầu tử và dạ linh mới xuất hiện một chút do dự tô tử mặc lại nói các ngươi đào tẩu tương lai chúng ta còn có thời điểm đoàn tụ nếu như các ngươi bồi tiếp ta sẽ chỉ là chết vô ích mục tiêu thứ nhất của chín vị thánh nhân là hắn chỉ cần những người khác không chủ động đi xúc phạm chín vị thánh nhân đối phương cũng sẽ không có lý do quá tốt để ra tay. Xung quanh huyền tẫn sơn, vừa rồi nhìn thấy tô tử mặc bộc phát phản kích, liên tiếp chém thánh tử, đánh tan trí tôn của vạn tộc, đông đảo nhân tộc đều phát ra một tràng tiếng gieo hò, tinh thần phấn chấn. Nhưng trong nháy mắt, chín vị thánh nhân xuất hiện, rất nhanh tiếng hoan hô xung quanh đã trở nên thưa thớt. Xung quanh lại một lần nữa trở nên an tĩnh. Thánh nhân ra mặt. Chuyện này có nghĩa là, việc này đã lên đến một loại độ cao khác. Nhân tộc chúng ta cũng có thánh nhân không thể để cho bọn họ giết chết hoang võ được. Nhưng nhân tộc chúng ta chỉ có hai vị thánh nhân, một khi giao thủ với họ, chỉ sợ là. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy đứng nhìn hoang võ bị thánh nhân chấn áp? Trong đám người dần dần vang lên một tràng tiếng nghị luận. Ánh mắt của không ít tu sĩ, đều theo bản năng nhìn về phía giang triều thánh nhân và huệ minh thánh nhân. Ở bên trong trận đại chiến giữa các trí tôn vừa mới, hai vị thánh nhân lo lắng đánh vỡ quy tắc từ đầu đến cuối vẫn không ra tay nhưng lúc này năm đại thánh địa lại phá quy tắc trước chín vị thánh nhân xuất hiện muốn ra tay với tô tử mặc vẻ mặt của giang triều thánh nhân và huệ minh thánh nhân biến đổi không ngừng không nói lời nào nhưng trong lòng lại đang phải thừa nhận sự giày vò to lớn hai sơn trưởng vốn vẫn giữ im lặng đột nhiên thở dài một tiếng thật sâu thân hình khẽ động bước về phía tọa độ không gian ở trên không trung kia sơn trưởng muốn đi vào thời không cấm địa thấy cảnh này trong lòng Giang Triều Thánh Nhân và Huệ Minh Thánh Nhân đều quyết tâm, không do dự nữa, vội vàng đi theo sau lưng Sơn Trưởng, cùng nhau bước vào trong thời không cấm địa. Các vị đạo hữu, Sơn Trưởng đi vào thời không cấm địa, nhìn chín vị Thánh Nhân cao cao tại thượng, hơi chắp tay, vẻ mặt đau khổ nói, chuyện hôm nay, cuối cùng chỉ là tranh đấu ở giữa trí tôn, tuy có giết chóc, nhưng Thánh Nhân không nên ra mặt, không phù hợp với quy tắc. Hừ, U Thiên Thánh Nhân cười lạnh một tiếng, nói tranh đấu ở giữa trí tôn đương nhiên là chúng ta sẽ không tham gia lần này chúng ta đến chính là vì tội nghịch thiên của hoàng võ nếu không phải là kẻ này tam thập tam thiên ở khu vực tây bắc cũng sẽ không có bốn đạo minh quỷ tả ma cho tàn lại cháy mặt của thương thiên thánh nhân không thay đổi hỏi sơn trưởng chẳng lẽ là nhân tộc các ngươi muốn trợ giúp tả ma minh quỷ họa loạn đại thiên thế giới chư vị cần gì phải đằng đằng sát khí như thế sắc mặt của sơn trưởng càng khổ sở hơn lắc đầu nói cũng không cần chụp tội danh lớn như thế lên đầu ta lão hủ không chịu đựng nổi các vị đạo hữu có thể nể giao tình trong quá khứ cho lão hủ một chút tình mọn thả cho bọn họ một con đường sống được không mặc kệ là cường giả vạn tộc ở bên trong thời không cấm địa hay là đông đảo nhân tộc ở huyền tẫn sơn tâm thần đều bị chấn động mạnh sơn trưởng vậy mà lại từng có giao tình với chín vị thánh nhân của năm đại thánh địa cũng chính vì vậy hắn mới có thể lấy tu vi trí tôn xưng chín vị thánh nhân là đạo hữu chín vị thánh nhân đạp không mà đứng đối mặt với thỉnh cầu của sơn trưởng cũng không lập tức phản bác mà lại trầm ngâm không nói giang triều thánh nhân huệ minh thánh nhân cũng đi lên phía trước chắp tay trầm giọng nói mấy vị đạo hữu chuyện hôm nay phát triển đến cục diện này tuyệt đối không phải là mong muốn của chúng ta nhân tộc nguyện rời khỏi cơ duyên thành thánh trong thời không cấm địa lần này mong rằng mấy vị đạo hữu thành toàn hừ nhìn thấy giang triều thánh nhân huệ minh thánh nhân đứng ra mặt của hạo thiên thánh nhân tỏ ra vẻ khinh miệt cười lạnh nói, hai người các ngươi chỉ vừa mới thành thánh, tính là thứ gì, cũng xứng ngang hàng luận giao với ta. Giang triều thánh nhân, huệ minh thánh nhân biến sắc. Bọn họ thân là thánh nhân của nhân tộc, vậy mà ở trước mặt vạn tộc, lại bị cửu thiên thánh nhân quát lớn như thế, không cho một chút thể diện. Chu thiên thánh nhân cũng lạnh lùng nói, các ngươi có giữ được đại đạo thánh vị hay không, vẫn còn không biết, các ngươi còn không có tư cách bàn điều kiện với chúng ta. Đây là đang trắng trợn uy hiếp. Sắc mặt của Giang Triều Thánh Nhân và Huệ Minh Thánh Nhân, trở nên có chút khó coi. Vẻ mặt của Tô Tử Mặc khẽ động, như có điều suy nghĩ. Cửu Thiên Thánh Nhân của năm đại thánh địa, căn bản là không thèm để hai vị thánh nhân giang triều, huệ minh ở trong mắt. Ngược lại, bọn họ đối với sơn trưởng chỉ có tu vi trí tôn, lại không quá mức mạo phạm, giống như là có chút thu liễm. Thánh nhân xuất hiện, vận mệnh của cả đám đã không còn được nắm giữ trong lòng bàn tay của mình nữa. Ngay cả Tô Tử Mặc cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể bình tĩnh quan sát sự phát triển của tình hình. Quân thiên thánh nhân đột nhiên mở miệng nói, Sơn trưởng, nếu như ngươi đã chịu mở miệng, chúng ta cũng có thể lui một bước. Những nhân tộc này, ngươi có thể đưa về. Nhưng hoang võ và tà diệt, hôm nay nhất định phải chết. Hạo thiên thánh nhân cũng lạnh giọng nói, tên phản nghịch dạ linh kia cũng phải ở lại, ta muốn dẫn hắn về tịch diệt thánh địa, lấy tộc quy để xử trí. Cường giả vạn tộc nghe được lời nói này, đều âm thầm kinh hãi. Cửu thiên thánh nhân có thể làm ra loại thỏa hiệp này, có thể nói là đã cho sơn trưởng đầy đủ mặt mũi. Phải biết, ở bên trong trận đại chiến vừa rồi, đám trí tôn của nhân tộc kia cũng đã giết không ít người trong thánh địa. Bây giờ, bởi vì một câu của Sơn Trưởng, lại có thể để cho hắn mang theo những trí tôn còn lại của nhân tộc rời đi. Trong lòng Giang Triều Thánh Nhân, Huệ Minh Thánh Nhân cũng cảm thấy vui mừng. Bình tĩnh mà xem xét, có thể được cửu thiên Thánh Nhân hứa hẹn như thế, đã vượt xa khỏi dự kiến của hai người. Chỉ là, về phần hoang võ, mặc kệ là như thế nào, dù sao thì tô tử mặc cũng là vì trí tôn của nhân tộc, mới bị cuốn vào bên trong trận đại chiến này. Nếu bọn họ vứt bỏ hoàng võ mà đi như thế, trong lòng thực sự là rất băn khoăn. Sơn trưởng im lặng một lát, vẫn giữ vẻ mặt đau khổ như cũ, ôm quyền nói, "Chư vị đều là thánh nhân, cần gì phải chấp nhặt với mấy vị trí tôn này? Ta đã nói rồi, Hoàng Võ nghịch thiên phạt đạo, hôm nay hẳn phải chết, ai cũng không cứu được hắn." Quân Thiên thánh nhân trực tiếp ngắt lời Sơn trưởng, giọng điệu không cho phép nghi ngờ. Sơn trưởng cười khổ, một tiếng, nói, Năm đó hắn cũng là vì phi thăng lên đại thiên thế giới, hành động bất đắc dĩ. Viêm Thiên Thánh Nhân nghe vậy cảm thấy hơi không kiên nhẫn, trực tiếp quát lớn một tiếng, "Lão già, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, cho mặt lại không muốn." Sắc mặt của Sơn trưởng phát khổ, thở dài một tiếng thật sâu. "Uy phong như vậy à?" Nhưng ngay lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Ngay sau đó, một vị nữ tử áo trắng như tuyết xuất hiện ở bên trong thời không cấm địa, toàn thân tỏa ra thánh uy mạnh mẽ thậm chí mơ hồ vượt trên cửu thiên thánh nhân một bậc. Giao Tuyết, Tô Tử Mặc nhìn thấy người tới, tâm thần chấn động. Chí tôn của vạn tộc ở bên trong thời không cấm địa, nhìn thấy chân dung của cô giao thánh nhân, phát ra từng tràng than thở, kinh động như gặp thiên nhân. Ngày bình thường, bọn họ nào có cơ hội nhìn thấy những cường giả này. Huống chi, còn là vị cô giao thánh nhân có rất nhiều truyền thuyết này. Ở trên đại thiên thế giới, lúc cô giao thánh nhân mới bắt đầu được sinh ra, đã được xưng là thần nữ người nào chỉ cần gặp mặt một lần đều sẽ nhớ mãi không quên càng được người xưng tụng là có một không hai cực kỳ xinh đẹp cô giao đạo hữu cửu thiên thánh nhân nghe được giọng điệu của cô giao thánh nhân không thiện không biết được ý nghĩ của nàng thế nào vội vàng chắp tay lên tiếng chào hỏi không dám thất lễ chu thiên thánh nhân viêm thiên thánh nhân lại càng toát ra vẻ tôn kính đối với cô giao thánh nhân hơi không người cùng là thánh nhân nhưng thực lực địa vị lại sẽ tồn tại một chút khác biệt Chu Thiên Thánh Nhân, Viêm Thiên Thánh Nhân đều đến từ Tổ Hỏa Thánh Địa. Mà cô giao Thánh Nhân chính là con gái của Tổ Hỏa Thánh Chủ. Ngươi vừa mới mắng ai là lão già. Ánh mắt của cô giao Thánh Nhân chuyển động, rơi lên trên mặt Viêm Thiên Thánh Nhân, lạnh nhạt hỏi. Là, là hắn. Viêm Thiên Thánh Nhân hơi chuột dạ, nói quanh co. Ba, cô giao Thánh Nhân đột nhiên đưa tay ra, rắn rắn chắc chắc tát lên trên mặt Viêm Thiên Thánh Nhân, đánh cho hắn lảo đảo một cái. Vạn tộc xôn xao viêm thiên thánh nhân cũng không kịp phản ứng vẻ mặt kinh ngạc sững sờ tại chỗ ngươi viêm thiên thánh nhân tỉnh táo lại chừng to hai mắt vừa sợ vừa giận ở trước mặt vạn tộc sinh linh cho hắn một bạt tai như thế mặc dù không bị thương tích gì nhưng còn khó chịu hơn là giết hắn nếu không phải là ngại thân phận của cô giao thánh nhân chỉ sợ là viêm thiên thánh nhân đã sớm ra tay ngươi thì tính là thứ gì dám đôi nói năng lỗ mãng với ông ấy mặt của cô giao thánh nhân không thay đổi nhìn chăm chú vào viêm thiên thánh nhân giọng nói lạnh như băng. Sắc mặt của viêm thiên thánh nhân lúc xanh, lúc đỏ, biến đổi không ngừng. Đối mặt với cô giao thánh nhân nửa ngày, cuối cùng lại cúi đầu xuống, dường như là cắn răng chậm rãi nói, là ta thất lễ. Một màn này, cường giả vạn tộc nhìn thấy đều âm thầm líu lưỡi. Cùng là thánh nhân, nhận khuất nhục như vậy ở trước mặt mọi người, vậy mà lại chịu đựng như thế. Sự cường thế của cô giao thánh nhân, cũng làm cho cường giả vạn tộc cảm thấy một trận kinh hãi. Mấy vị cửu thiên thánh nhân khác thấy cảnh này, đều giữ im lặng, cũng không ra mặt giúp viêm thiên thánh nhân. Kẻ khác không biết rõ tình hình, nhưng trong lòng mấy người bọn họ rất rõ ràng, viêm thiên thánh nhân không dám phản kháng. Trừ kiêng kỵ thân phận thực lực của cô giao thánh nhân ra, càng là bắt nguồn từ áp chế ở trên huyết mạch. Bên trong tổ hỏa thánh địa, trừ thánh tộc ra, còn có ba đại chủng tộc. Chu tước, viêm tộc, phượng hoàng. Mà cô giao thánh nhân, chính là vị viêm tộc thứ nhất được sinh ra ở trong thiên địa huyết mạch của viêm thiên thánh nhân cũng là viêm tộc ở trước mặt cô giao thánh nhân tồn tại áp chế thiên nhiên cô giao thánh nhân xoay người lại nhìn về phía sơn trưởng ở cách đó không xa ánh mắt vốn lạnh như băng dần dần trở nên dịu dàng hơn rất nhiều cốc bá bá cô giao thánh nhân kho mình hành lễ với sơn trưởng ánh mắt của cô giao thánh nhân nhìn sơn trưởng lộ ra vẻ tôn kính một tia thân mật giống như là còn kèm theo một chút thương hại phức tạp khó hiểu cho dù là ở bên trong kiếp trước Tô Tử Mặc cũng chưa từng thấy Giao Tuyết bộc lộ vẻ mặt này đối với bất cứ ai. Cốc bá bá, cô Giao Thánh Nhân và Sơn Trưởng, có quan hệ gì? Bối phận của Sơn Trưởng vậy mà cao như vậy? Tô Tử Mặc âm thầm nhíu mày. Vị Thánh Nhân này, hình như là vị hồng nhan chi kỳ ở trên thiên hoang đại lục của ngươi. Nhưng ngay lúc này, Điệp Nguyệt đột nhiên truyền âm hỏi. Tô Tử Mặc cười khổ một tiếng, nói, kiếp trước, cơ Giao Tuyết chỉ là một giấc mộng của vị cô Giao Thánh Nhân này, nàng đã sớm quên. Tô Tử Mặc đơn giản giải thích cho Điệp Nguyệt một phen. Trên thực tế, kể từ khi cô giao thánh nhân xuất hiện, xác thực là cũng chưa từng nhìn Tô Tử Mặc một lần nào. Sơn trưởng nhìn cô giao thánh nhân, ánh mắt dần dần mơ hồ, trong lúc hoảng hốt, trước mắt giống như là xuất hiện dung mạo của một người khác. A à, Huyền, sực nhớ nhung cực sâu sông lên đầu, Sơn trưởng cực kỳ kích động, không nhịn được lầm bầm một tiếng. Sau đó, hắn đột nhiên, giật mình tỉnh lại, nhìn cô giao thánh nhân, khẽ lắc đầu, trong lòng đau khổ lại chống lên vẻ tươi cười nói cô giao ngươi tới rồi cốc bá bá cô giao thánh nhân nhìn lão nhân tóc trắng xóa mặt mũi tràn đầy vẻ khổ sở trước mắt này trong lòng dâng lên một trận chua sót muốn nói lại thôi vị cường giả ôn hòa nho nhã thần thái sáng lắng năm đó bây giờ lại biến thành dạng này nàng biết thống khổ mà những năm qua lão nhân phải chịu đựng chỉ sợ là còn nhiều hơn nàng gấp trăm lần nghìn lần vừa có chút gợn sóng cảm xúc đại đạo của nàng lại bắt đầu xuất hiện một tia dấu hiệu bị cắn trả, thân hình hơi rung nhẹ. Cô giao thánh nhân nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi. Lúc mở mắt ra, vẻ mặt đã lại như thường, hai con người như giếng cổ, không có chút gợn sóng nào. Sơn trưởng cười cười, nói, cô giao, ngươi trở về đi, bị người nói một câu lão già cũng không có gì. Tuổi tác của ta đã có một bó lớn, đã không thèm để ý. Nhưng ta để ý, cô giao thánh nhân nói, khi còn bé, trừ mẫu thân ra, cũng chỉ có ngài thường xuyên bồi tiếp ta và yên cơ, đối xử với tỉ muội chúng ta tốt nhất. Mặc kệ chúng ta ầm ý gây rối như thế nào, ngài đều không tức giận, luôn luôn cười với chúng ta. Mẫu thân trách phạt, chúng ta lập tức chạy tới chỗ ngài trốn, ngài lại luôn che chở cho chúng ta, chưa từng để cho chúng ta phải chịu một chút uất ức. Mặt của cô giao thánh nhân không biểu tình, giọng nói bình thản, giống như là đang kể một câu chuyện không liên quan gì tới mình. Nhưng ai cũng có thể nghe ra, tình cảm tích chứa trong những lời này sơn trưởng giống như là nghĩ tới điều gì, cũng có chút kích động, hóc mắt ửng đỏ, lẩm bẩm nói, đều đã đi qua, đi qua rồi. Cốc bá bá, ngài là thân nhân mà ta kính trọng nhất. Cô giao thánh nhân chậm rãi nói, chỉ cần ta còn sống, sẽ không cho người khác bất kính với ngài, đối ngươi với ngài. Một câu nói sau cùng này, rõ ràng là có ý riêng, cửu thiên thánh nhân nghe được, đều âm thầm nhíu mày. Quân thiên thánh nhân hò nhẹ một tiếng, nói, cô giao đạo hữu, chúng ta cũng cực kỳ kính trọng sơn trưởng, Vừa rồi chúng ta đã đồng ý, để cho Sơn trưởng đưa những nhân tộc kia rời đi, không hề làm khó hắn. Không sai. Thương Thiên Thánh Nhân trầm giọng nói, tên hoang võ này không thuộc về nhân tộc, hơn nữa còn từng ở trên Trung Thiên thế giới, hợp lực với chủ nhân của bốn đạo, đánh vỡ phong tỏa của Thiên Đình của năm đại thánh địa. Bây giờ ở trên Đại Thiên thế giới, tà ma minh quỷ cho tàn lại cháy, hoàn toàn là bởi vì người mà ra, chúng ta cũng chỉ muốn tiêu diệt người này mà thôi. Lời nói này, nghe vào tai vô cùng hợp tình hợp lý cô giao thánh nhân muốn ra mặt thay sơn trưởng mà cử thiên thánh nhân đã làm ra thỏa hiệp không ngăn cản sơn trưởng và những trí tôn khác của nhân tộc rời đi vậy cũng không được cô giao thánh nhân từ tốn nói đó là vì sao quân thiên thánh nhân nhíu chặt lông mày chất vấn rõ ràng là hoang võ đứng cùng phe với chủ nhân của bốn đạo hắn lại kế thừa truyền thừa của hỗn độn thánh địa nếu như thả hắn rời đi tương lai tất sẽ thành họa lớn cô giao thánh nhân nói sơn trưởng muốn dẫn hắn đi ai cũng không thể ngăn cản Lý do này nghe có vẻ không sai, nhưng giống như là nơi nào đó có chút không thích hợp. Điệp Nguyệt liếc mắt, thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Tô Tử Mặc. Vị cô giao thánh nhân này xác thực là muốn trợ giúp Sơn trưởng, nhưng giống như là biên độ của sự trợ giúp này hơi lớn. Thương Thiên thánh nhân giận quá mà cười, lớn tiếng nói, "Cô giao đạo hữu nói gì vậy? Tên hoang võ này đánh vỡ Thiên Đình, lại dây dưa không rõ với bốn đạo, tội không thể tha, coi như Tổ Hỏa Thánh chủ đến đây, cũng sẽ không ngăn cản chúng ta." Ừm ánh mắt của cô giao thánh nhân quét ngang lạnh giọng nói ngươi muốn dùng hắn để dọa ta vừa dứt lời cô giao thánh nhân đột nhiên ra tay thánh uy vô hạn đại đạo hiện hình chấn áp về phía thương thiên thánh nhân ngươi thương thiên thánh nhân giật mình hắn không nghĩ tới chỉ một câu nói của mình lại làm cho cô giao thánh nhân ra tay với hắn lời nói vừa rồi của thương thiên thánh nhân rời tổ hỏa thánh chủ ra ngoài xác thực là muốn mượn danh nghĩa tổ hỏa thánh chủ gõ cô giao thánh nhân một chút dù sao thì tổ hỏa thánh chủ cũng chính là phụ thân của cô giao thánh nhân, nhưng tình cảm ở giữa đôi cha con này đã sớm tồn tại vết rách, bất hòa nhiều năm. Thương thiên thánh nhân chuyển tổ hỏa thánh chủ ra, lập tức làm cho cô giao thánh nhân nhớ lại một đoạn chuyện cũ, đã kích thích lửa giận và sát cơ ở trong lòng nàng. ầm, thánh lực của hai người va chạm vào nhau, bộc phát ra một tiếng nổ lớn, ngay cả thời không cấm địa cũng bắt đầu hơi rung nhẹ. Thương thiên thánh nhân không địch lại liên tiếp rút lui mấy bước, khí huyết ở trong cơ thể cuồn cuộn, sắc mặt biến hóa. Chiến lực của cô giao thánh nhân còn mạnh mẽ hơn nhiều so với ở trong tưởng tượng của hắn. Vẻ mặt của quân thiên thánh nhân hơi động, chuẩn bị tỏa ra thánh uy, trực tiếp xóa bỏ hoàng võ. Nhưng cô giao thánh nhân phát giác ra, lại một lần nữa ra tay, lấy một địch hai, đối đầu với hai vị thánh nhân quân thiên, thương, thiên, ầm, ầm. Hai bên liên tiếp giao thủ, thánh lực trọi cứng. Cho dù là lấy một địch hai, cô giao thánh nhân đều chiếm cứ lấy thế thắng tuyệt đối. Chúng ta ngăn cản nàng, các ngươi giết hoàng võ trước đi. Quân thiên thánh nhân trầm giọng nói. Ai dám? Cô giao thánh nhân khẽ quát một tiếng, khí huyết bốc lên, cả người đều tắm rửa ở bên trong ngọn lửa, hai tay liên tục vung vẩy, thánh lực phun ra ngoài, trực tiếp bao phủ cửu thiên thánh nhân vào bên trong. Cô giao thánh nhân cường thế vô song, lại muốn lấy một địch chín. ầm ầm, người vị thánh nhân bộc phát đại chiến, làm cho thiên địa chấn động, gió mây đổi màu, thánh uy lan tràn ra làm cho trí tôn của vạn tộc run lẩy bẩy. Loại chiến đấu ở cấp bậc này, một khi cường giả trí tôn bị cuốn vào trong đó, trong nháy mắt sẽ hóa thành bột mịn. Đại đạo mà bọn họ khống chế, ở trước mặt thánh nhân, giống như là một trò đùa. Đi mau. Sơn trưởng thấy thế, lập tức kịp thời phản ứng lại, mang theo bọn tô tử mặc, dạ linh hướng về phía một chỗ tọa độ không gian gần nhất, mau chóng chạy đi. Cửu thiên thánh nhân thấy thế, trong lòng lo lắng, thế công càng hung mãnh hơn. Chỉ là, mặc dù chín người hợp lực, nhưng trong thời gian ngắn vẫn không có cách nào xông qua sự ngăn cản của cô giao thánh nhân. Một phương diện, chiến lực của cô giao thánh nhân xác thực là mạnh mẽ, cao hơn cửu thiên thánh nhân một bậc. Một phương diện khác, dù sao thì cô giao thánh nhân cũng là con gái của tổ hỏa thánh chủ, cửu thiên thánh nhân vẫn có chỗ kiêng kỵ. Viêm thiên thánh nhân ở trước mặt nàng, lại càng bó tay bó chân. Hồ nháo. Nhưng ngay lúc này, một giọng nói tràn ngập uy nghiêm, vang vọng ở bên trong đất trời, quanh quẩn ở bên trong thời không cấm địa, đinh tai nhức óc. Đừng nói là cường giả bên trong thời không cấm địa, ngay cả vạn tộc sinh linh đang ở ngoài đại thiên thế giới quan chiến, xuyên thấu qua tọa độ không gian nghe được tiếng quát này, tâm thần không khỏi cũng phải run rẩy. Ngay sau đó, một luồng uy áp làm cho người ta hít thở không thông, xuất hiện ở bên trong thời không cấm địa. Toàn bộ sinh linh ở trong vùng thiên địa này, kể cả cửu thiên thánh nhân đang đại chiến, đều bị áp chế đến mức không thể động đậy. Cửu Thiên Thánh Nhân lộ ra vẻ mặt kinh hãi, "Đại Thánh, chỉ có cường giả cấp bậc đại thánh mới có loại uy nghiêm, loại lực lượng này." Luồng uy áp này giống như là cũng không hạn chế hành động của cô giao thánh nhân. Mặt của cô giao thánh nhân không biểu tình, nhìn chín vị thánh nhân không nhúc nhích ở cách đó không xa, lại một lần nữa ra tay, không hề có ý định nương tay. "Được rồi." Cùng với một tiếng quát nhẹ, một nam tử tóc đỏ toàn thân thiêu đốt lên ánh lửa, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cô giao thánh nhân mặt lộ ra vẻ uy nghiêm khẽ nâng tay đã ngăn cô giao thánh nhân lại ngươi còn muốn nháo đến lúc nào nữa nam tử tóc đỏ nhìn cô giao thánh nhân chậm rãi hỏi ngươi không có tư cách quản ta giọng của cô giao thánh nhân lạnh như băng ta là cha ngươi hai con ngươi của nam tử tóc đỏ đột nhiên dấy lên hai ngọn lửa quát lớn một tiếng vạn tộc sinh linh nghe vậy đều bị chấn động mạnh tổ hỏa thánh chủ xuất hiện thì tính sao vẻ mặt của cô giao thánh nhân vẫn lạnh lùng như cũ ánh mắt nhìn tổ hỏa thánh chủ, không có một chút tình cảm nào, thản nhiên nói, kể từ giây phút mẫu thân bị các ngươi bức tử, ngươi đã không còn tư cách để ý đến nữa rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chúng sinh nổi lên một tràng xôn xao. Bên trong thời không cấm địa, trừ cực ít người trải qua lần náo động lớn kia và chư vị thánh nhân ra, những người còn lại đều không rõ ràng đoạn chuyện cũ bí ẩn này. Bây giờ, bị cô giao thánh nhân nói ở trước mặt mọi người, đưa tới chấn động có thể nghĩ mà biết, ánh mắt của trí tôn của vạn tộc nhìn tổ hỏa thánh chủ cũng thay đổi. Người nói bậy bạ cái gì đó. Tổ hỏa thánh chủ tức giận, gương mặt đỏ chót, nắm chặt hai nắm đấm, phiến thiên địa này ở dưới tiếng hét lớn này của hắn, đều đang run lên nhẹ nhẹ. Chuyện năm đó, vẫn luôn là cấm kỵ ở trên đại thiên thế giới, không người nào dám đề cập tới. Bây giờ, cô giao thánh nhân đột nhiên nói chuyện này, hơn nữa còn là nói ở trước mặt vạn tộc sinh linh, đủ biết trong lòng tổ hỏa thánh chủ nổi lên lửa giận lớn cỡ nào. Ở trước mặt vạn tộc sinh linh, đều có chút thất thố. Chuyện này đối với uy nghiêm của hắn, đối với mặt mũi của tổ hỏa thánh địa, đều bị đả kích cực lớn. Mặc kệ là năm đó có ẩn tình gì, bức tử đạo lữ của mình, cũng không tính là chuyện gì đáng vinh dự. Thế mà còn có loại sự tình này. Hai, mẫu thân của mình lại bị phụ thân bức tử, cô giao thánh nhân cũng là người đáng thương. Dù sao cũng là đạo lữ của mình, sao có thể làm ra loại chuyện này được cơ chứ? Một ít trí tôn của vạn tộc ở bên trong thời không cấm địa, âm thầm dùng thần thức trao đổi nhưng những luồng thần thức truyền âm này căn bản là không thể gạt được cảm ứng của tổ hỏa thánh chủ các ngươi dám can đảm chỉ trích thánh nhân tội không thể tha tổ hỏa thánh chủ quát lên một tiếng chói tai thánh uy xuất hiện trong chốc lát bên trong thời không cấm địa có hơn năm vạn vị cường giả trí tôn trên người lập tức dấy lên lửa lớn rừng rực trong nháy mắt toàn bộ hơn năm vạn vị cường giả trí tôn đều ngã xuống trong đó thậm chí có một ít đến từ năm đại thánh địa đám người rơi vào trong một mảnh hỗn loạn tứ tán chạy trốn. T. Vạn tộc sinh linh hít vào một hơi khí lạnh. Đừng nói là nghị luận, ngay cả oán thầm cũng không dám. Trận đại chiến giữa các trí tôn vừa rồi, chém giết thảm thiết như vậy, nhưng số lượng trí tôn vẫn lạc, cũng chưa tới 5 vạn. Mà bây giờ, chỉ trong một ý nghĩ của tổ hỏa thánh chủ, đã có hơn 5 vạn vị trí tôn hóa thành cho tàn. Phía dưới thánh nhân đều sâu kiến. Huống chi, còn là thánh chủ nổi cơn giận dữ. Nhìn thấy người trong thánh địa bỏ mạng, cửu thiên thánh nhân cũng đều chỉ có thể giữ im lặng. Lấy cảnh giới địa vị của bọn họ, tự nhiên là không dám có chất vấn gì đối với tổ hỏa thánh chủ. Tổ hỏa thánh chủ ngắm nhìn bốn phía, những nơi ánh mắt chiếu tới, vạn tộc sinh linh đều cúi đầu, câm như hến, không ai dám đối mặt với. Cuối cùng, ánh mắt của hắn lại rơi lên trên người cô giao thánh nhân. Thế nào, còn muốn giết ta hay sao? Cô giao thánh nhân nhìn tổ hỏa thánh chủ đang nổi giận, hơi cười lạnh. Làm càn. Tổ hỏa thánh chủ đột nhiên đưa tay, nặng nề đánh lên trên mặt cô giao thánh nhân. Bộp một tiếng, cô giao thánh nhân hung hăng bị tát một cú, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, lại coi như không biết, ánh mắt nhìn tổ hỏa thánh chủ, vẫn mang theo một tia đùa cợt. Chu tước, thấy cảnh này, sơn trưởng nhíu chặt lông mày, mặt lộ ra vẻ giận dữ, đột nhiên quát to, ngươi cảm thấy mất mặt, lại lấy nàng ra xả giận hạ. Không ít trí tôn của nhân tộc đều đồng loạt liếc mắt, có chút khó có thể tin nhìn sơn trưởng ở trong trí nhớ của bọn họ phần lớn thời gian sơn trưởng đều giữ vẻ mặt đau khổ rất ít lộ ra nụ cười càng chưa từng thấy tức giận đây là lần thứ nhất đám người trông thấy sơn trưởng nổi giận chu tước tô tử mặc nghe được loại xưng hô này trong lòng sinh ra một tia nghi hoặc giống như là nhìn ra nghi hoặc trong lòng tô tử mặc hầu tử thấp giọng nói ta nghe sư tôn nói tổ hỏa thánh chủ là chu tước thánh linh đầu tiên trong thiên địa cho nên danh hào của hắn chính là chu tước cũng chỉ có hắn mới có tư cách này bản thể của âm dương thánh chủ Huyền Vũ Thánh Linh đầu tiên ở trong thiên địa, tịch diệt thánh chủ chính là Bạch Hổ Thánh Linh, thiên phạt thánh chủ là Thanh Long Thánh Linh. Tô Tử Mặc âm thầm gật đầu. Nói như thế, chủ nhân của bốn đại thánh địa đối ứng với bốn đại thánh linh ở trong truyền thuyết. Hầu tử lại nói, kỳ thật còn có đại thánh linh thứ năm, chính là thời không thánh chủ, bản thể của hắn chính là một con hắc kỳ lân. Ngũ đại thánh linh. Trong lòng Tô Tử Mặc hơi động, lại sinh ra một niềm nghi hoặc. Nếu Tổ Hỏa Thánh chủ chính là Chu Tước Thánh Linh, vậy làm sao cô giao thánh nhân lại là viêm tộc? Hầu tử nói, sư tôn từng đề cập với ta một câu, lão đầu ở huyền tẫn sơn này có lai lịch bất phàm, không nghĩ tới, hắn lại dám gọi thẳng tên của tổ hỏa thánh chủ. Ta quan tâm nàng như thế nào, không cần ngươi phải dạy ta. Tổ hòa thánh chủ ngắt lời sơn trưởng, hừ lạnh một tiếng, cô giao, cùng ta trở về. Lời còn chưa dứt, tổ hòa thánh chủ duỗi tay ra, lực lượng và uy áp khổng lồ xuất hiện, trong nháy mắt đã trói buộc chặt lấy cô giao thánh nhân. Chiến lực của cô giao thánh nhân tuy mạnh, nhưng ở trước mặt đại thánh cũng không có một chút sức phản kháng nào. Mắt thấy cô giao thánh nhân sắp bị tổ hỏa thánh chủ mang đi, Sơn trưởng không nhịn được tiến lên một bước, nhưng rất nhanh, tia sáng bên trong đôi mắt của hắn đã ảm đạm xuống, nắm đấm vừa mới nắm lại cũng dần dần buông ra, lại khôi phục hình dạng tuổi già sức yếu như cũ, cúi đầu xuống. Dù vậy, thông qua cuộc đối thoại vừa rồi, cũng để cho cường giả vạn tộc âm thầm kinh hãi, phải biết vừa rồi chỉ có một ít cường giả trí tôn bí mật truyền âm nghị luận vài câu, đã bị tổ hỏa thánh chủ xóa bỏ. Mà Sơn Trưởng lại quát lớn tổ hỏa thánh chủ một phen, thế mà vẫn còn sống tiếp được. Cốc bá bá âm thanh sau cùng của cô giao thánh nhân, đứt quãng truyền đến, nếu như mẫu thân vẫn còn, nàng sẽ tuyệt đối không muốn nhìn thấy ngài xa suốt tinh thần như vậy đâu. Sơn Trưởng im lặng không nói, mặc cho tóc trắng trên trán hỗn loạn bay bay ở giữa lông mày. Tổ hỏa thánh chủ xuất hiện ngắn ngủi, lại dẫn theo cô giao thánh nhân biến mất không thấy đâu nữa thời không cấm địa lại một lần nữa trở lại trong khống chế của cửu thiên thánh nhân hoàng võ ta xem hôm nay ai còn có thể cứu ngươi được nữa u thiên thánh nhân cười lạnh một tiếng chỉ hơi đưa tay đã ở trên không trung hiển hóa ra một bàn tay u ám che trời thánh lực phun trào bao phủ xuống ầm ừ. hai vị thánh nhân giang triều huệ minh vốn đang đứng ở bên cạnh lách mình đi ra nhân đạo hợp nhất bắn ra một luồng thánh lực đánh tan thế công của u thiên thánh nhân hoàng võ các ngươi đi mau giang triều thánh nhân Huệ Minh Thánh Nhân khẽ quát một tiếng. Bọn họ đã từng do dự, đã từng e ngại, đã từng trần chờ. Nhưng giờ phút này, cuối cùng hai, vị Thánh Nhân của nhân tộc vẫn lựa chọn đứng ra, đối kháng với cửu thiên Thánh Nhân. Không biết sống chết, thương thiên Thánh Nhân trầm giọng nói, bằng vào hai người các ngươi, cũng muốn ngăn cản chúng ta. Cửu thiên Thánh Nhân đồng thời ra tay, bộc phát đại chiến với hai vị Thánh Nhân Giang Triều, Huệ Minh. Trận chiến giữa các Thánh Nhân lại mở ra, mà lần này cửu thiên thánh nhân chiếm cứ lấy thế thắng tuyệt đối. bọn tô tử mặc điệp nguyệt chưa kịp chạy ra bao xa, hai vị thánh nhân giang triều huệ minh đã bị cửu thiên thánh nhân đánh trọng thương, nặng nề rơi xuống trên mặt đất, chiến lực giảm mạnh, chết. cửu thiên thánh nhân không để ý đến hai vị thánh nhân giang triều huệ minh đã trọng thương, mà lại đuổi giết theo tô tử mặc, lại một lần nữa ra tay. ầm, ừ. một tiếng vang thật lớn, kinh thiên động địa. đây chính là cửu thiên thánh nhân hợp lực đánh ra một kích, đừng nói là chí tôn cho dù là thánh nhân cũng không gánh chịu được, tan thành mây khói. Lông tóc của bọn tô tử mặc không tổn hao gì. Ở trước mặt của bọn họ, một vị nữ tử mặc áo trắng thân hình gầy gò đang đứng, như mộng như ảo, chống đỡ một kích toàn lực của cửu thiên thánh nhân. Nhìn thấy vị nữ tử này, vẻ mặt của cửu thiên thánh nhân đều biến đổi, hoảng sợ kêu lên, tà chủ. Tà chủ lúc này, thực lực đã sớm khôi phục, đã lớn lên rất nhiều, không còn là tiểu nữ hài gầy yếu kia nữa. Năm đó ma chủ ở vào tuổi xế chiều, tà chủ gầy yếu quỷ mẫu già nua cũng chỉ là vì từng bị trọng thương bị vây ở dưới trung thiên thế giới từ đầu đến cuối vẫn không thể khỏi hẳn Cửu thiên thánh nhân đối mặt với tà chủ hơi có chút kinh hoàng nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại vẻ mặt khôi phục lại như thường bọn họ tự nhiên không phải là đối thủ của tà chủ nhưng thời không thánh địa sẽ có người tới đối phó với tà chủ cơ duyên ở trong thời không cấm địa lần này vốn là một lần dương mưu nếu có thể dẫn dụ trí tôn của bốn tộc tà ma minh quỷ tiến vào bên trong thời không cấm địa, năm đại thánh địa sẽ hợp lực, chu diệt bọn họ ở nơi này. Nếu như trí tôn của bốn tộc tà ma minh quỷ không đến, trí tôn của vạn tộc sẽ lần lượt chiếm cứ đại đạo thánh vị, thực lực cũng sẽ áp chế bốn tộc. Đương nhiên, đối với năm đại thánh địa mà nói, mục tiêu chủ yếu nhất vẫn là chủ nhân của bốn đạo. Nếu là có thể dẫn dụ chủ nhân của bốn đạo rời khỏi tam thập tam thiên, bọn họ sẽ có cơ hội tiêu diệt một lượt. Chỉ tiếc là, thế cục phát triển lại có chút vượt qua dự kiến của năm đại thánh địa bởi vì tô tử mặc đột nhiên xuất hiện, dẫn đến trí tôn của các đại thánh tộc lần lượt xuất hiện, cửu thiên thánh nhân cũng bị ép phải xuất hiện. tà ma minh quỷ bốn tộc chỉ có một mình tà diệt trí tôn tới, cửu thiên thánh nhân vốn cho rằng chủ nhân của bốn đạo sẽ không xuất hiện, không nghĩ tới, lúc này tà chủ lại đột nhiên xuất hiện. ngay giây phút tà chủ xuất hiện, ở bên trong thời không cấm địa, một bóng người khác cũng xuất hiện. người này mặc một bộ trường bào màu mực, tóc đen đầy đầu, đứng chắp tay, chỉ mới ở xa xa nhìn một cái đã sinh ra một loại cảm giác áp bách giống như nhìn thấy một ngọn núi cao sừng sững hai người cách không đối mặt còn chưa giao thủ thời không cấm địa đã có chút không chịu nổi gánh nặng không ngừng đung đưa có thể rằng co với tà chủ không rơi xuống thế yếu cảnh giới của người tới không cần nói cũng biết đại thánh vạn tộc sinh linh âm thầm kinh hãi vừa rồi tổ hỏa thánh chủ xuất hiện mặc dù mang đến cho đám người áp lực cực lớn nhưng kỳ thật cũng không chân chính ra tay hơn nữa rất nhanh đã rời đi bây giờ hai vị đại thánh này xuất hiện ở bên trong thời không cấm địa, rõ ràng là sắp có một phen tranh phong. Đại thánh giao chiến, bái kiến thời không thánh chủ. Cửu thiên thánh nhân nhìn thấy nam tử mặc áo bào màu đen xuất hiện, vội vàng không người hành lễ. Chủ nhân của thời không thánh địa, trong truyền thuyết, một trong năm đại thánh linh, Hắc Kỳ Lân. Thời không thánh chủ cười nhạt một tiếng, nói, không nghĩ tới, nhất đại tà chủ, lại vì một vị đệ tử là trí tôn mà chịu xuất hiện. Dù sao thì ở trong mắt bọn họ, ngay cả thánh nhân cũng đều có thể tùy thời vứt bỏ ta diệt trí tôn nghe thấy vậy bĩu môi liếc trộm tô tử mặc một cái trong lòng thầm nghĩ có phải vì ta hay không vậy cũng chưa chắc nhưng mà thời không thánh chủ thu hồi nụ cười lời nói xoay chuyển nói đã tới thì cũng không cần phải đi nữa lời còn chưa dứt hai bóng người đột nhiên đụng vào nhau giống như vượt qua thời không bộc phát ra một tiếng vang đinh tai nhức óc trận chiến giữa đại thánh bộc phát lực lượng của đại thánh có thể phá đạo diệt đạo Hai vị đại thánh đối chọi, để cho tòa thời không cấm địa này đều hiện ra từng vết rách, giống như là có khả năng bị phá diệt vào bất cứ lúc nào. May mắn là có sinh mệnh chi thạch tỏa ra từng đợt ánh sáng, nhanh chóng chữa trị mảnh không gian này. Mỗi một lần thời không thánh chủ ra tay, đều sẽ làm cho trời đất sụp đổ, cát bay đá chạy. Bản thể của thời không thánh chủ là Hắc Kỳ Lân, mà Hắc Kỳ Lân tu luyện được chính là một trong mấy loại đại đạo, bản nguyên nhất, thổ chi đại đạo đại đạo mà năm đại thánh chủ tu luyện được, đối ứng với kim mộc thủy hỏa thổ. Đầu nguồn của rất nhiều loại đại đạo giống như là hoàng sa đại đạo, hậu thổ đại đạo, trọng lực đại đạo, núi lở đại đạo, đất nứt đại đạo, đều là thổ chi đại đạo. Lúc thời không thánh chủ toàn lực ra tay, thổ chi đại đạo tràn ngập mảnh thời không cấm địa này. Phàm là người tu luyện đại đạo liên quan với thổ chi đại đạo, ở thời khắc này, đều bị áp chế gắt gao, rơi vào hỗn loạn tưng bừng, không thể tự khống chế. Ngay cả quân thiên thánh nhân cũng không thể tránh né đây là thánh vực đặc hữu của cường giả đại thánh ở bên trong thánh vực tất cả các loại đại đạo đều sẽ biến thành hư vô đối với chủ nhân của thánh vực dường như là không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng và tổn thương nào cả có thể đối kháng với thánh vực cũng chỉ có loại thánh vực khác không ít cường giả bị thánh vực của tà chủ ảnh hưởng vẻ mặt đều xuất hiện vẻ mê mang tự bị lạc lối đắm chìm ở trong từng giấc mơ không có cách nào tự kiềm chế ở càng gần chiến trường nhận ảnh hưởng lại càng lớn toàn bộ thời không cấm địa nghiễm nhiên đã trở thành chiến trường để hai đại thánh vực đối kháng. Cửu thiên thánh nhân rất khó tiếp tục ra tay đối với bọn tô tử mặc. Mà bọn tô tử mặc phải chống cự loại thánh vực này cũng là nửa bước khó đi, không có khả năng bứt ra rời đi. Ai cũng không nghĩ tới, thời không cấm địa cuối cùng lại trở thành chiến trường để đại thánh tranh đấu. Náo nhiệt như vậy à? Nhưng ngay lúc này, một giọng nói khác đột nhiên xuất hiện ở bên trong thời không cấm địa. Cho dù là tiếng động do thời không thánh chủ và tà chủ đại chiến, đều không thể che lại giọng nói của người này. Ngay sau đó, một loại thánh vực khác cưỡng ép chen vào bên trong thời không cấm địa, chấn áp về phía ta chủ. Vị đại thánh thứ hai xuất hiện. Thân hình của vị đại thánh này cao lớn, phần lưng vô cùng rộng lớn, hình hạc mai rùa, thánh vực xuất hiện, tất cả đại đạo liên quan tới thủy chi bản nguyên đều lọt vào áp chế. Huyền Vũ Thánh Linh đầu tiên được sinh ra ở trong thiên địa, cũng là chủ nhân của Âm Dương Thánh Địa. Hai đại thánh chủ hợp lực, tà chủ lập tức rơi xuống thế yếu, Mộng cảnh thánh vực lay động, gần như sụp đổ, liên tục bại lui, khóe miệng đã tràn ra một vệt máu. "Tà chủ, hôm nay ngươi hẳn phải chết." Thời Không Thánh chủ thét dài một tiếng. Ầm ầm. Một tràng tiếng nổ vang, ba đại thánh vực bộc phát ra một vụ va chạm kinh thiên động địa, dường như là xé nát thời không cấm địa. Thiên địa giống như là trong nháy mắt đã rơi vào trạng thái đứng im. Ngay sau đó, một bóng người nặng nề ngã xuống mặt đất, ném ra một cái hố cực lớn. Cuối cùng thì tà chủ cũng không đánh lại hai vị thánh chủ hợp lực nói theo một ý nghĩa nào đó, lai lịch của hai vị thánh chủ này còn lớn hơn tà chủ. Hai vị thánh chủ đều là sinh linh được sinh ra lúc tam giới mới bắt đầu diễn hóa. Khởi điểm của bọn họ chính là thánh linh, mà tà chủ lại chỉ dựa vào hậu thiên tu luyện, sống sót từ bên trong lần náo động lớn kia, bị chấn áp ở dưới trung thiên thế giới mấy kỷ nguyên, từng bước tu luyện mới trở thành đại thánh. Ma chủ, phạm thiên quỷ mẫu, địa ngục chi chủ vẫn chưa xuất hiện. Đối với điều này, tô tử mặc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mặc kệ là trận đại chiến trước kia ở Tam thập Tam thiên, hay là câu nói mà thời Không Thánh chủ nói lúc mới đến kia, đều mơ hồ để lộ ra một tin tức quan trọng. Chủ nhân của bốn đạo chỉ có ở trong Tam thập Tam thiên mới tương đối an toàn. Một khi rời đi, vô cùng có khả năng là sẽ gặp phải hung hiểm. Ma chủ, Phạm Thiên Quỷ mẫu, Địa ngục chi chủ đương nhiên là sẽ không lấy thân mạo hiểm. Ma chủ cực kỳ ích kỷ, hắn làm việc không phân đúng sai địch ta, sẽ chỉ lựa chọn con đường có lợi cho mình. Phạm Thiên Quỷ Mẫu, địa ngục chi chủ từng kết thù kết oán với Tô Tử Mặc, càng sẽ không ra mặt để cứu hắn. Tà chủ xuất hiện, không những là không thể cứu bọn Tô Tử Mặc, ngược lại còn đẩy mình vào cảnh tứ cố vô thân. Tà chủ chậm rãi từ trong hố sâu đứng dậy, bị trọng thương, mặt nàng vẫn không biểu tình, giống như là không cảm giác được bất cứ đau đớn gì. Hai đại thánh chủ không có ý định cho tà chủ bất cứ cơ hội nào, lại một lần nữa hợp lực, hai đại thánh vực xuất hiện, chấn áp về phía tà chủ. Tà chủ liếc mắt, nhìn chằm chằm vào lão giả tóc trắng xóa ở xa xa, đột nhiên mở miệng, "Ngươi, còn không ra tay hay sao? Đừng quên ngươi là ai. Nơi này là sinh mệnh thánh địa của nhân tộc, mà ngươi từng là chủ nhân của mảnh thánh địa này." Đây là câu nói đầu tiên Tà chủ nói kể từ khi xuất hiện ở trong thời không cấm địa, mà câu nói này có thể nói là cực kỳ rung động. Chủ nhân của mảnh thánh địa này, sinh mệnh thánh chủ, tâm thần của vạn tộc sinh linh chấn động mạnh. Đông đảo cường giả ở trên đại thiên thế giới đều biết sinh mệnh thánh địa đã sớm bị hủy diệt, giống như hỗn độn thánh địa, luân hồi thánh địa. Nhưng không nghĩ tới, sinh mệnh thánh chủ lại vẫn còn sống. Hơn nữa, chính là lão nhân tóc trắng xóa, mặt mũi tràn đầy vẻ khổ sở ở huyền tẫn sơn này. Trừ bốn người, bọn tiểu phu, ngư ông gia, các vị trí tôn khác của nhân tộc, kể cả tô tử mặc, điệp nguyệt ở bên trong, mặt đều lộ vẻ kinh sợ. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, lai lịch của sơn trưởng không nhỏ. Nếu không, tà chủ cũng sẽ không đưa điệp nguyệt đến bên cạnh sơn trưởng nhưng tô tử mặc lại không nghĩ tới sơn trưởng lại là sinh mệnh thánh chủ cường già đại thánh năm đó đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì sinh mệnh thánh địa bị hủy diệt vì sao sinh mệnh thánh chủ vẫn còn sống sơn trưởng bây giờ là tình huống gì tu vi cảnh giới của hắn nhìn qua chỉ là ngự đạo cảnh viên mãn đến tột cùng là cảnh giới rơi xuống hay là che giấu tu vi sinh mệnh thánh chủ năm đó đã sớm chết thời không thánh chủ cười nhạt một tiếng nói vị sơn trưởng trước mắt ngươi đây chỉ là một cái xác không hồn trông coi huyền tẫn sơn đã sớm không còn sự sắc bén của một đại thánh chủ nữa âm dương thánh chủ nhìn tà chủ ánh mắt mang theo một tia đùa cợt nói ngươi thật sự cho rằng nói rõ thân phận của hắn hắn sẽ có thể trợ giúp cho ngươi năm đó mặc dù hắn giữ lại được một cái mạng nhưng coi như trừng phạt cảnh giới đã rơi xuống trí tôn nhiều năm không động hắn lấy cái gì để ra tay sơn trưởng vẫn cúi thấp đầu như cũ không nói lời nào tà chủ không đáp ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào sơn trưởng lạnh lùng nói, năm đó huyền tẫn thánh nhân hy sinh chính mình, lấy tính mạng đổi lấy cơ hội sống sót cho ngươi, không phải để ngươi xa suốt tinh thần như vậy. Huyền tẫn thánh nhân. Tô tử mặc nghe được tôn hiệu này, giống như là nghĩ tới điều gì, như có điều suy nghĩ. Bên trong đôi mắt vốn bình tĩnh của Sơn Trưởng, rốt cục cũng nổi lên một tia gợn sóng. Tà chủ tiếp tục nói, bên dưới huyền tẫn Sơn, chôn giấu thi cốt của nàng. ngươi làm bạn với nàng nhiều năm như vậy, thì có ích lợi gì? bây giờ thời cơ đã đến nếu như ngươi còn thờ ơ như vậy huyền tẫn thánh nhân cũng chỉ chết vô ích tới tận lúc này tô tử mặc mới biết được thì ra huyền tẫn sơn còn có loại lai lịch này nếu như hắn đoán không lầm vị huyền tẫn thánh nhân này vô cùng có khả năng chính là đạo lữ của tổ hỏa thánh chủ mẫu thân của cô giao thánh nhân cùng lúc đó một nghi hoặc khác ở trong lòng của hắn cũng đột nhiên đã có đáp án vì sao tổ hỏa thánh chủ là chu tước thánh linh mà cô giao thánh nhân lại là viêm tộc khả năng lớn nhất chính là do tổ hỏa thánh chủ kết hợp với huyền tẫn thánh nhân cũng là chu tước kết hợp với nhân tộc sinh ra viêm tộc đầu tiên trong trời đất là cô giao huyền tẫn nghe thấy huyền tẫn thánh nhân âm dương thánh chủ đột nhiên hử lạnh một tiếng nhìn sơn trưởng một cái nói các ngươi dường như là cùng được sinh ra thanh mai trúc mã nàng lại lấy cái chết để đổi lấy tính mạng cho ngươi ai biết được là giữa các ngươi có gì cầu thả hay không ta đã sớm nói với chu tước nữ nhân kia không đáng được hắn thương hại nghe đến đó sơn trưởng đột nhiên ngẩng đầu hai con mắt vốn đục ngầu lúc này đã bị lửa giận thay thế chậm rãi nói ngươi không nên làm bẩn sự trong sạch của nàng đối với sơn trưởng mặc kệ người khác nói cái gì chế giễu hắn nhục nhã hắn kích thích hắn như thế nào hắn đều không để trong lòng nhưng hắn tuyệt đối là không cho phép người khác vũ nhục huyền tẫn thánh nhân bất cứ kẻ nào cũng không được giữa bọn họ rất thẳng thắn thanh bạch hai người từng cùng nhau trưởng thành cùng nhau tu hành trải qua vô tận năm tháng cuối cùng lại vẫn hữu duyên vô phận tạo hóa treo ngươi có đôi khi cho dù là làm bạn trong thời gian dài đằng đẵng cũng không bù được ý trời đã sắp xếp ở trong cõi u minh dù vậy huyền tẫn thánh nhân vẫn là người mà hắn yêu nhất thậm chí hai đứa bé mà huyền tẫn thánh nhân và tổ hòa thánh chủ sinh ra là giao cơ và yên cơ hắn cũng là yêu ai yêu cả đường đi coi hai đứa bé như con của mình gấp trăm lần bảo vệ để ý nàng như vậy âm dương thánh chủ khẽ cười một tiếng nói muốn khiêu chiến ta năm đó bởi vì huyền tẫn thánh nhân chết sinh mệnh thánh chủ mới giữ được tính mạng để trả giá sinh mệnh thánh chủ bị năm đại thánh chủ hợp lực đánh trọng thương dẫn đến cảnh giới rơi xuống biến thành một vị sơn trưởng canh giữ ở huyền tẫn sơn những năm gần đây sơn trưởng chưa hề phát sinh bất cứ xung đột gì với năm đại thánh địa dù có thánh nhân của nhân tộc bị thiên phạt thánh địa lấy cơ xóa bỏ sơn trưởng cũng chưa từng ra mặt Coi như âm dương thánh chủ từng có sát tâm, cũng dần dần phai nhạt. Dù sao thì trong mắt bọn họ, sinh mệnh thánh chủ trước đây đã chết, lão nhân không có một chút nhuệ khí, ngờ ngờ ngác ngác này không có một chút uy hiếp nào đối với bọn họ. Nhưng giờ phút này, sát tâm của âm dương thánh chủ lại nổi lên. Nếu như sơn trưởng thật sự muốn ra tay với hắn, hắn cũng không ngại ra tay tiêu diệt. Chí tôn dám bất kính với thánh chủ, hẳn sẽ phải chết. Sơn trưởng không đáp, đột nhiên bước ra một bước. Ẩm bên trong thời không cấm địa thiên địa run rẩy đại đạo cộng minh sức mạnh vô cùng vô tận tràn vào trong cơ thể của sơn trưởng thánh lực bành trướng cuồn cuộn mãnh liệt khí tức của sơn trưởng đang nhanh chóng tăng vọt chỉ là một bước đã bước vào thánh cảnh trí tôn của vạn tộc giật này cả mình phải biết kể từ sau khi thời không cấm địa bộc phát hỗn chiến đại đạo ở nơi này đã sớm trở nên vô cùng hỗn loạn chiến hòa tác động đến mỗi một góc bên trong thời không cấm địa mảnh thiên địa này dường như là không có nơi nào yên bình. Dưới loại tình huống này, căn bản là không có biện pháp nào hợp đạo. Đại đạo cực kỳ không ổn định, cuồng bạo kịch liệt, cưỡng ép hợp đạo ở trong loại tình huống này, không khác nào là tự chịu chết. Cho nên trong lúc đại chiến thảm liệt vừa rồi, cũng không có trí tôn nào dám nếm thử hợp đạo, xung kích thánh cảnh. Sau khi trận chiến giữa các đại thánh bộc phát, mảnh thời không cấm địa này đã bị đánh cho xuất hiện đầy vết rách, lung lay sắp đổ, càng không có cách nào hợp đạo thành thánh ai cũng không nghĩ tới ở ngay phía dưới loại hoàn cảnh này vậy mà sơn trưởng lại sung kích thánh cảnh hơn nữa còn là một bước thành thánh so sánh với sự chấn kinh của trí tôn của vạn tộc thời không thánh chủ âm dương thánh chủ lại bình tĩnh hơn rất nhiều chỉ hơi nhíu nhíu mày dù sơn trưởng bước vào thánh cảnh đối với bọn họ cũng không có một chút uy hiếp nào thậm chí là âm dương thánh chủ còn vỗ tay mà cười thản nhiên nói thế mà lại một lần nữa thành thánh có chút đạo hạnh thời không thánh chủ cũng cười nhạt một tiếng nói dù sao cũng là nhân tộc đầu tiên ở trong thiên địa nếu bàn về khí vận của một tộc ai cũng không sánh bằng hắn sơn trưởng vẫn im lặng như cũ đứng yên một lát lại một lần nữa bước ra một bước ầm ầm dư âm của đại đạo vừa rồi còn chưa biến mất đã bị một loại tiên âm to lớn khác thay thế không chỉ ở bên trong thời không cấm địa ngay cả toàn bộ đại thiên thế giới đều sinh ra từng loại dị tượng chúng sinh đều cảm thấy sợ hãi ừm rốt cục sắc mặt của thời không thánh chủ âm dương thánh chủ cũng thay đổi trên người sơn trưởng hiện ra một loại lực lượng có thể chống lại bọn họ khí tức kinh khủng đây là đại thánh sơn trưởng chỉ là bước ra hai bước tu vi đã phục hồi một lần nữa trở thành đại thánh ở trong đó tất nhiên là vì hắn đã từng đạt tới loại độ cao này nhưng hai bước từ trí tôn trở thành đại thánh cũng đủ để chấn động đại thiên dâu tóc của sơn trưởng vẫn tái nhợt như cũ vẫn là dáng vẻ tuổi già sức yếu nhưng mắt lại sáng như đuốc khí thế trên người đã là hoàn toàn khác biệt tam thập tam thiên trong một màn sương mù màu đen, đột nhiên có vô số mặt quỷ dữ tợn kinh khủng hiện ra, sau đó bên trong truyền ra giọng nói của một nữ tử, sinh mệnh thánh chủ đã trở về. Một nam tử khác toàn thân tràn ngập khí tức âm trầm hơi nhíu mày, cười nói, xem ra, chúng ta lại có thêm một sự giúp đỡ. Chưa chắc, đưa lưng về phía hai người, một vị nam tử khoác chiến giáp, ngồi ở trên bia mộ thản nhiên nói, chỉ trở thành sinh mệnh thánh chủ, đối với đại cục cũng không có ảnh hưởng gì món bảo bối mà sư tôn luyện chế ra kia ở trên người người kia đúng không? nữ tử đột nhiên hỏi. ừm, nam tử ở trên bia mộ lên tiếng, nói, chỉ chờ xem hắn lựa chọn như thế nào mà thôi. thời không cấm địa, sơn trưởng trở thành đại thánh, không nói lời nào, vượt ngang qua hư không, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt âm dương thánh chủ, chống một phương thánh vực lên, chấn áp xuống. lời nói vừa rồi của âm dương thánh chủ đã để hắn thật sự nổi giận. ầm! Uhm thánh vực của hai bên trọi cứng, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Một bên khác, tà chủ lại một lần nữa đối đầu với thời không thánh chủ. Trận đối chiến giữa các đại thánh lại mở ra. Bốn đại thánh vực va chạm xen lẫn ở bên trong thời không cấm địa, cắn nuốt lẫn nhau, khiến cho đại đạo ở trong phiến thiên địa này trở nên cực kỳ hỗn loạn, nhấc lên từng cơn lốc đại đạo. Sơn trưởng vừa mới trở thành đại thánh, nhìn có vẻ già nua, nhưng chiến lực kinh người. Hai bên vừa mới giao đấu, thánh vực của sơn trưởng đã hiện ra thế ra áp chế đối với âm dương thánh chủ nơi này mặc dù được xưng là thời không cấm địa nhưng dù sao cũng từng là sinh mệnh thánh địa mà sơn trưởng lại là chủ nhân của nơi này sinh mệnh chi thạch tỏa ra từng luồng ánh sáng thần thánh năm màu rót vào bên trong thánh vực của sơn trưởng để cho thánh vực của hắn liên tục không ngừng được bổ sung lực lượng thánh vực của âm dương thánh chủ ở phía dưới thế công của sơn trưởng bắt đầu không ngừng co vào một bên khác Ta chủ vừa mới bị thời không thánh chủ hợp lực với âm dương thánh chủ đả thương, bây giờ đối đầu với một mình thời không thánh chủ, lại cũng không có ưu thế gì cả. đương nhiên, tu luyện tới các bậc đại thánh này, chiến lực tranh lệch đã không lớn, coi như một phương có thể chiếm thế thắng, muốn triệt để chấn áp đối phương, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng thực hiện. ầm um, ầm, um, trận chiến giữa các đại thánh vẫn còn tiếp tục. Bốn đại thánh vực đã bị thúc giục đến cực hạn, riêng phần mình tỏa ra ánh sáng, tràn ngập cả phiến thiên địa trừ người ở bên trong thời không cấm địa sinh linh ở trên đại thiên thế giới xuyên thấu qua tọa độ không gian đã không thấy rõ bên trong đến tột cùng là đang xảy ra chuyện gì bên trong thời không cấm địa cơn lốc đại đạo tàn phá khắp nơi tọa độ không gian đã sớm bị chôn vùi bọn tô tử mặc điệp nguyện hầu tử bị ép phải ở lại nơi đây tận mắt thấy trận chiến khoáng thế kinh thiên động địa này điệp nguyện âm thầm nhíu mày lẩm bẩm nói may mắn là chủ nhân của ba đại thánh địa khác còn lại chưa xuất hiện nếu không tà chủ sơn trưởng căn bản là không nhịn được. Tô Tử Mặc trầm ngâm nói, chẳng lẽ là ba vị chủ nhân của thánh địa kia đang lo lắng ma chủ, quỷ mẫu và địa ngục chi chủ sẽ có động tác gì đó, mới có chỗ kiêng kỵ. Cũng chưa chắc. Hầu tử giống như là nghĩ đến điều gì, nói, cũng có một loại khả năng khác, chính là thời không thánh chủ và âm dương thánh chủ, có nắm chắc tuyệt đối là có thể chấn áp tà chủ. Sơn trưởng, ba vị thánh chủ còn lại tự nhiên là không cần thiết phải ra tay. Tô tử mặc khẽ nhíu mày. Lời hầu tử nói, để hắn sinh ra một tia lo lắng. Sau khi Sơn trưởng trở thành đại thánh, mặc dù thời không thánh chủ âm dương thánh chủ có chút ngoài ý muốn, nhưng giống như là cũng không thèm để ở trong lòng, vẫn là thái độ nắm chắc thắng lợi trong tay. Hừ. Nhưng ngay lúc này, thời không thánh chủ để lộ ra một tia không kiên nhẫn, lạnh nhạt nói, "Tà chủ, năm đó ngươi chỉ là thánh nhân, không có cơ hội thử món thánh khí này, hôm nay cho ngươi một cơ hội vậy." Lời còn chưa dứt, thời không thánh chủ chỉ một cái về phía trước. Ầm ầm hư không trên đỉnh đầu tà chủ đột nhiên vỡ ra, một bảo tháp chín tầng màu huyền hoàng từ trên trời giáng xuống, tỏa ra uy áp vô tận, nặng nề chấn áp xuống. Tòa bảo tháp này xuất hiện, đất trời đều phát ra từng đợt diên dị. Đừng nói các vị trí tôn là ở đây, ngay cả cửu thiên thánh nhân nhìn thấy tòa bảo tháp này, bên trong đôi mắt đều thoát ra một tia sợ hãi. Tòa bảo tháp chín tầng màu huyền hoàng này, giống như là ẩn chứa một loại uy nghiêm vô thượng của đất trời. Loại uy nghiêm này, thậm chí còn vượt qua đại thánh. Tà chủ lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, thân hình đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Ánh sao đầy trời chảy xuôi thành sông, ở trên mặt sông, một chiếc linh chu to lớn lẳng lặng nổi lơ lửng, bên trong trở theo vô số mộng cảnh. Ầm, bảo tháp xuất hiện, vô số mộng cảnh vỡ vụn. Chỉ sau giây phút đối kháng ngắn ngủi, chiếc linh chu kia đã ầm vang nổ tung sụp đổ, thân hình của tà chủ lại một lần nữa hiện ra, đầy người nhuốm máu, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Ha ha, thời không thánh chủ khẽ cười một tiếng nói mùi vị của thiên địa huyền hoàng tháp như thế nào tà chủ không đáp thân hình đã lung lay sắp đổ nhìn điệu bộ này có thể vượt qua lần công kích sau hay không thì vẫn còn không biết một bên khác âm dương thánh chủ đột nhiên ném ra một bức tranh trong bức tranh này lấy cửu cung mà mở đầu không ngừng diễn hóa hiển hóa bát quái thất tinh lục mang ngũ hành tứ tượng tam tài cuối cùng dừng lại ở âm dương lưỡng nghi bức tranh này giống như là chứa tất cả huyền bí của thiên địa diễn hóa vũ trụ hồng hoang ầm thánh vực của sơn trưởng cũng bị bức tranh này chấn áp cho vỡ thành mảnh nhỏ cho dù có sinh mệnh chi thạch liên tục không ngừng tiếp tế đều không chống đỡ nổi lão già kia âm dương thánh chủ cười lạnh nói hưởng thái cực đồ này cũng không dễ chịu chứ hai đại thánh chủ thời không âm dương riêng phần mình tế ra một món thánh khí trong nháy mắt đã thay đổi thế cục đánh trọng thương sơn trưởng tà chủ thánh khí của sơn trưởng tà chủ ở phía dưới sự sung kích của thiên địa huyền hoàng tháp và thái cực đồ đã triệt để vỡ vụn, ảm đạm không còn ánh sáng. Hai món thánh khí này, Tô Tử Mặc cảm thấy tim đập nhanh một trận. Dù vừa rồi thánh chủ xuất hiện, đều không mang cho hắn loại cảm giác sợ hãi này. Hầu tử đột nhiên nói, "Ta nghe sư tôn đề cập qua chuyện này, sở dĩ năm đại thánh chủ mạnh mẽ, không thể chiến thắng, chủ yếu là bởi vì bọn họ riêng phần mình nắm trong tay một món thiên đạo thánh khí." Thiên đạo thánh khí? Tô Tử Mặc nhíu chặt lông mày. Hầu tử gật gật đầu, nói, "Nghe nói bên trong thiên đạo thánh khí ẩn chứa lực lượng có thể tiêu diệt đại thánh tâm thần của bọn tô tử mặc run lên thánh nhân đại chiến với nhau chỉ có thể phân ra thắng bại khó có thể triệt để phân ra sống chết lực lượng thánh nhân không đủ để diệt đạo mà đại đạo bất diệt thánh nhân bất tử chỉ có đại thánh mới có được lực lượng phá diệt đại đạo ở giữa đại thánh cũng giống như thế đại thánh tranh đấu rất khó triệt để giết chết đối phương nhưng nếu đúng như lời hầu tử nói hai đại thánh chủ thời không âm dương có được thiên đạo thánh khí sẽ có được lực lượng tiêu diệt đại thánh tô tử mặc nói nói như thế lực lượng bên trong cái gọi là thiên đạo thánh khí kia cũng đã vượt xa đại thánh làm sao năm đại thánh chủ lại có được loại binh khí này không biết hầu tử lắc đầu nói sư tôn giữ kín như bưng đối với chuyện này không muốn nhiều lời dừng lại một chút hầu tử lại nói sư tôn từ đầu đến cuối không muốn phát sinh xung đột với năm đại thánh chủ cũng hẳn là có chỗ kiêng kỵ trách không được Tô Tử Mặc giật mình nói: "Ma chủ, quỷ mẫu, địa ngục chi chủ từ đầu đến cuối lại vẫn không thấy xuất hiện, hẳn là e ngại Thiên Đạo Thánh khí trong tay năm đại thánh chủ." Nghĩ lại một chút, Tô Tử Mặc sinh ra một tia nghi hoặc, nhíu mày hỏi: "Nếu như trong tay năm đại thánh chủ có Thiên Đạo Thánh khí, vậy trong trận chiến với chủ nhân của bốn đạo năm đó, tại sao lại không công mà lui?" Tình hình cụ thể, ta cũng không biết, hầu tử nói, chỉ là nghe sư tôn nói, Thiên Đạo Thánh khí của năm đại thánh chủ giống như là không thể phát huy ra lực lượng chân chính ở trong tam thập tam thiên. Ồ, tô tử mặc gật gật đầu. Đây cũng là lý do vì sao, ba người bọn ma chủ không chịu tùy tiện rời khỏi tam thập tam thiên. Mà rõ ràng là năm đại thánh chủ cũng ý thức được điều này, cho nên mới muốn mượn cơ hội này, dẫn dụ chủ nhân của bốn đạo gia. Chỉ tiếc, ba người bọn ma chủ không muốn lấy thân mạo hiểm. Chỉ có tà chủ thực sự xuất hiện. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Hai món thiên đạo thánh khí xuất hiện, trong nháy mắt đã thay đổi chiến cuộc, đại thế đã định. Chẳng biết tại sao, hai đại thiên đạo thánh khí này, sau khi làm cho trái tim của Tô Tử Mặc Đập nhanh, cũng làm cho hắn sinh ra một loại cảm giác cực kỳ chán ghét. Loại cảm giác chán ghét này, giống như là bắt nguồn từ truyền thừa ký ức của Hỗn Độn Thanh Liên. Chỉ là mới dung hợp ba cây hoa sen tạo hóa, nghiệp hỏa, công đức, truyền thừa ký ức của hắn còn chưa hoàn chỉnh, không có cách nào nhìn thấy năm đó đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì. Nhưng chắc hẳn là hỗn độn thanh liên phá diệt cũng có liên quan với hai món thiên đạo thánh khí này. Trên người hắn còn phát sinh một chuyện quỷ dị khác. Cho dù là thời không thánh chủ, âm dương thánh chủ xuất hiện, hai viên thần thạch trúc chiếu, u huỳnh đều không có bất kỳ dị dạng gì. Nhưng sau khi hai món thiên đạo thánh khí xuất hiện, hai viên thần thạch trúc chiếu, u huỳnh giống như là cảm giác được cái gì, đột nhiên tự ẩn nấp khí tức, không để lộ ra một chút gợn sóng lực lượng nào. Dù Tô Tử Mặc nếm thử dùng thần niệm đi thúc dục hai viên thần thạch đều không có bất kỳ phản ứng gì sau khi phi thăng lên đại thiên thế giới hai viên thần thạch rõ ràng là thể hiện ra trạng thái khác biệt so với lúc ở dưới tiểu thiên thế giới trung thiên thế giới thậm chí còn giác tỉnh linh thức có thể tự tu luyện cũng chính vì vậy tô tử mặc mới suy đoán hẳn là hai viên thần thạch trúc chiếu u huỳnh đến từ đại thiên thế giới mà bây giờ ở phía dưới hai món thiên đạo thánh khí chấn nhiếp hai viên thần thạch đều tự động ẩn núp tô tử mặc nhìn sơn trưởng Tà chủ ở trên không trung, lộ ra vẻ mặt lo lắng. Vừa rồi trọi cứng với thái cực đồ, thánh vực của Sơn Trưởng vỡ vụn, đã bị thương. Mà tà chủ bị hai đại thánh chủ đả thương, lại bị thiên địa huyền hoàng tháp chấn áp, trạng thái càng ngày càng kém, có thể chịu được lần công kích sau hay không vẫn còn không biết. Không nghĩ tới cái gọi là cơ duyên trong thời không cấm địa lần này, lại liên lụy đến cả hai vị đại thánh, thậm chí còn có khả năng lọt vào tiêu diệt. Bọn tô tử mặc cuối cùng cũng chỉ là cá con, các đại thánh chủ thậm chí còn không thèm để ở trong mắt. Đại thánh mới là mục tiêu chân chính của năm đại thánh địa. Thái cực đồ lơ lửng trên đầu âm dương thánh chủ, khí thế kinh người, từ trên cao nhìn xuống sơn trưởng, vẻ mặt lạnh lùng, chậm rãi nói, cốc thần, hơn 6 tỷ năm trước, ngươi đã chết rồi. Sống tạm đến hôm nay, ngươi cũng nên thỏa mãn. Tay của thời không thánh chủ nâng thiên địa huyền hoàng tháp, cũng không vội vã ra tay, hắn còn đang chờ. Muốn nhìn một chút xem, bọn ma chủ sẽ xuất hiện hay không? chỉ tiếc, từ đầu đến cuối, ba người bọn ma chủ lại vẫn không hề lộ diện. Ánh mắt của thời không thánh chủ nhìn Tà chủ, tràn đầy sự thương hại, thản nhiên nói, ba vị kia thật đúng là bạc tình bạc nghĩa, nhìn thấy ngươi chịu chết, lại vẫn thờ ơ. Tà chủ không đáp, chỉ nhìn về phía sơn trưởng ở một bên khác, mặt không thay đổi nói, đời này, ngươi nên làm ra lựa chọn. Ngươi là vị nhân tộc đầu tiên được sinh ra ở trong thiên địa, ngươi tu luyện được là nhân chi đại đạo, ngươi không chỉ là sinh mệnh thánh chủ, cũng là nhân đạo chi chủ chúng sinh xôn xao. Tô Tử Mặc và Điệp Nguyệt nghe thấy vậy, tâm thần cũng bị chấn động mạnh. Hai người liếc nhau, đồng thời nghĩ đến một sự kiện. Lúc trước, lúc Điệp Nguyệt trọng thương, ở bên trong địa phủ nhảy xuống vực sâu nhân đạo trong lục đạo, cuối cùng lại xuất hiện ở bên trong thiên hoang đại lục. Mà thiên hoang đại lục lại có đủ loại khác thường. Còn chưa nói, ở trên thiên hoang, trùng tộc phong phú, vạn tộc san sát. Chỉ là đông đảo bò vật xuất hiện ở trên thiên hoang đại lục, đã đủ để khiến lòng người kinh hãi ngay cả bảo vật có nguồn gốc từ trên đại thiên thế giới như Trúc Chiếu, U Huỳnh, vậy mà đều tụ tập ở trên thiên hoang đại lục. Nếu như nói, thiên hoang đại lục, từng là mảnh vỡ nhân đạo do sinh mệnh thánh chủ tu luyện được diễn hóa mà thành, tất cả đều có thể giải, thích thông. Bởi vì thiên hoang đại lục vốn có nguồn gốc từ trên đại thiên thế giới. Năm đó sinh mệnh thánh chủ từng bị trọng thương, nhân đạo vỡ vụn, một mảnh vỡ lưu lạc xuống tiểu thiên thế giới, diễn biến thành thiên hoang đại lục về sau, Điệp Nguyệt nói, lúc trước, ta từng đề cập với ngươi một câu, rất nhiều nhân tộc ở trên thiên hoang đại lục không có linh căn, chuyện này rất kỳ quái. Bây giờ nghĩ lại, nếu như thiên hoang đại lục chỉ là một mảnh vỡ của nhân đạo diễn hóa mà thành, thì cũng không khó lý giải. Một chút nghi hoặc vốn tồn tại trong lòng tô tử mặc, ở thời khắc này, đều đã có đáp án. Trách không được, trung thiên thế giới chỉ có bốn đạo, không có thiên đạo và nhân đạo. Bởi vì, nhân đạo chi chủ căn bản là không có ở trung thiên thế giới nhìn lão giả tóc trắng xóa kia, tô tử mặc sinh lòng thổn thức. Không nghĩ tới, vị lão nhân cả ngày canh giữ ở huyền tẫn sơn, mặt mũi tràn đầy vẻ khổ sở này, chẳng những là sinh mệnh thánh chủ, lại còn là nhân đạo chi chủ. Chỉ là, quan hệ giữa vị nhân đạo chi chủ này với bốn đạo khác, có vẻ như là cũng không được chặt chẽ. Nhân đạo chi chủ thì như thế nào? Âm dương thánh chủ hơi cười lạnh, nói, đại nạn của ngươi đã tới, danh hào thánh chủ, nhân chủ gì đó, đều không cứu được ngươi nhưng ngay lúc này, bàn tay của sơn trưởng vươn vào bên trong ống tay áo rộng rãi, từ bên trong chậm rãi lấy ra một cuốn sách nát. Ừm, nhìn thấy quyển sách nát này, trong lòng tô tử mặc hơi động. hắn ở huyền tẫn sơn mấy năm, mỗi lần nhìn thấy sơn trưởng bên cạnh ông ta, từ đầu đến cuối đều có một quyển sách nát. có đôi khi sẽ lật ra xem, có đôi khi che ở trên mặt nghỉ trưa, có đôi khi tiện tay ném ở bên cạnh. quyển sách này nhìn có vẻ rách ngớp, tô tử mặc cũng không để ý. lúc này sơn trưởng lại lấy ra quyển sách nát này ánh mắt của âm dương thánh chủ chuyển động rơi lên bên trên quyển sách nát kia đột nhiên cười một tiếng nói ta cho là ngươi còn có cái gì để ý vào thì ra là bộ nhân thư này không sai sơn trưởng gật gật đầu nhìn quyển sách nát trong tay bên trong ánh mắt toát ra một tia tình cảm phức tạp khó hiểu thời không thánh chủ cũng lắc đầu cười một tiếng cảm khái nói nhân thư năm đó cũng là thiên đạo thánh khí chỉ tiếc đã bị phế đi các ngươi không ngại thử một chút xem sơn trưởng từ tốn nói vậy ta thành toàn cho ngươi âm dương thánh chủ căn bản là không nói nhảm lại một lần nữa tế ra thái cực đồ chấn áp về phía sơn trưởng thời không thánh chủ cũng ném thiên địa huyền hoàng tháp ra ngoài đập tới phía tà chủ hai món thiên đạo thánh khí xuất hiện đất rung núi chuyển sơn trưởng đột nhiên để nhân thư trong tay lên trên không trung phóng thích thần thức ầm ầm cùng một thời gian sinh mệnh chi thạch vốn vẫn đứng sừng sững ở bên trong thời không cấm địa, giống như là cảm giác được cái gì, đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, dung nhập bên trong nhân thư. Nhân thư bừng sáng. Trang sách vốn bị tổn hại, sau khi sinh mệnh chi thạch dung hợp, lại nhanh chóng được chữa trị khép lại. Lực lượng của nhân thư đang không ngừng tăng lên. Bộ nhân thư này ở trên không trung cấp tốc đảo trang sách, mỗi một trang đều tỏa ra một chùm sáng chói mắt, uy áp vô tận, tạo nên từng cơn sóng gợn ở trong hư không muốn chống chọi lại lực lượng của hai món thiên đạo thánh khí. Ầm, um, ầm, um, cùng với từng tràng tiếng vang liên tiếp, Nhân thư phát ra ánh sáng, lúc sáng lúc tối, khí tức triệt để bị áp chế xuống. Hừ, Âm Dương Thánh chủ hừ lạnh một tiếng, nói, chính là Nhân thư hoàn chỉnh không thiếu sót, cũng không ngăn được uy lực của hai món thiên đạo thánh khí, quyển sách nát không chọn vẹn này của ngươi, còn muốn trọi cứng với hai món thiên đạo thánh khí. Sơn trưởng cũng biết rõ điều này, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác tình trạng của tà chủ cực kém, căn bản là không chịu được lần công kích sau của thiên địa huyền hoàng tháp. Hắn chỉ có thể tế ra nhân thư, tạm thời chống đỡ hai món thiên đạo thánh khí. Tô tử mặc nhìn bộ nhân thư ở trên không trung kia, khẽ nhíu mày. Sau khi dung hợp sinh mệnh chi thạch, trang sách vốn bị tổn hại của nhân thư đã rực chữa trị khép lại, nhưng giống như là khoảng cách thiên đạo thánh khí chân chính, còn kém một chút. Dạ linh mắt sắc, đột nhiên nói, ở giữa bộ nhân thư này, bị xé một tờ. Tô tử mặc nghe thấy vậy lập tức sững sờ, Giống như là đột nhiên có suy nghĩ gì đó chợt lóe lên trong đầu. Sinh tử bộ. Trên người Tô Tử Mặc, xác thực là có một tờ giấy đen tên là Sinh tử bộ. Lúc trước, đoạt được trang giấy đen này từ trong tay địa phủ chi chủ, một mực mang theo trên người, chỉ là đã nghiên cứu nhiều năm, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có thu hoạch gì. Mặc dù hắn từng nhiều lần nhìn thấy quyển sách nát mà Sơn trưởng cầm trong tay kia, nhưng lại chưa bao giờ liên hệ nó với Sinh tử bộ. Quyển sách nát kia không hề thu hút hơn nữa hình dáng cũng có tranh lệch cực lớn so với sinh tử bộ ở trong tay hắn chất liệu của bộ nhân thư trong tay sơn trưởng có chút ố vàng nhìn qua rất giống những trang giấy bình thường mà sinh tử bộ thì là một tờ giấy đen âm trầm quỷ dị tô tử mặc theo bản năng lấy sinh tử bộ ra trang giấy đen này từ đầu đến cuối vốn vẫn luôn yên lặng nhưng khi xuất hiện ở bên trong thời không cấm địa giống như là cảm ứng được cái gì đó đột nhiên tỏa ra ánh sáng tối đen như mực trong chốc lát cả phiến thiên địa đều ảm đạm xuống cường giả vạn tộc ở bên trong thời không cấm địa, bị loại ánh sáng màu đen này bao phủ, không tự chủ được sinh ra cảm giác tim đập nhanh, vô cùng ngột ngạt khó chịu. Ngay cả cửu thiên thánh nhân cũng không thể may mắn thoát khỏi. Ừm, vẻ mặt của thời không thánh chủ, âm dương thánh chủ biến đối, nhìn chằm chằm vào tờ giấy đen trong tay tô tử mặc, chân mày nhíu chặt, giống như là muốn xem thấu lực lượng ở bên trong trang giấy đen này. Đột nhiên, hai người cảm giác được một loại khí thức lạnh lẽo quỷ quyệt, không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, dùng mình một cái hai đại thánh chủ quá mức sợ hãi tranh thủ gọi hai món thiên đạo thánh khí đang tấn công về phía sơn trưởng trở về ông hai món thiên đạo thánh khí giống như là cũng cảm giác được cái gì đó khẽ run lên hư không chấn động tràn ngập ra một luồng gợn sóng mạnh mẽ xua tan khí lạnh lẽo do tờ giấy đen kia mang tới giờ phút này sơn trưởng cũng quay đầu nhìn về phía tờ giấy đen trong tay tô tử mặc kia ánh mắt phức tạp thở dài một tiếng thật sâu hơi im lặng một lát sơn trưởng vẫy vẫy tay tờ giấy đen kia giống như là bị một loại lực lượng nào đó tác động, hóa thành một vệt sáng màu đen, đột nhiên bay về phía nhân thư ở trong tay sơn trưởng. Trong nháy mắt, trang giấy đen này đã chui vào bên trong khe hở ở giữa nhân thư, vừa vặn ăn khớp với một tờ bị thiếu kia. Ngay cả dìa trang giấy bị xé rách, đều phù hợp, không sai một chút nào. Như vậy xem ra, trang giấy màu đen này đúng là từng bị xé từ trên nhân thư xuống. Chỉ là, trang giấy đen này kẹp ở trong đó, nhìn qua vẫn không hợp với trang giấy có chút ố vàng của nhân thư. Nhưng rất nhanh, nhân thư đã xảy ra biến hóa. Tờ giấy đen tỏa ra ánh sáng u ám, giống như là mực nước, dần dần nhuộm dần trang sách của nhân thư, thẩm thấu từng tầng từng tầng một. Một lát sau, nhân thư đã bị nhuộm thành một bộ cổ tịch màu đen nhánh. Mà giờ phút này, khí tức của nhân thư, rốt cục cũng đạt tới tình trạng ngang bằng hai món thiên đạo thánh khí kia. Lại một món thiên đạo thánh khí nữa. Trên mặt sơn trưởng, cũng không có vẻ vui thích gì. Tô tử mặc thấy cảnh này, cũng có một loại cảm giác hơi mất mát, nhân thư khôi phục hoàn chỉnh một lần nữa trở lại đỉnh phong nhưng so với khí thức lúc ban sơ đã hoàn toàn khác biệt nhân thư lúc trước mặc dù rách mướp nhưng tỏa ra lại là một loại lực lượng to lớn ấm áp bao dung tất cả mà nhân thư vào giờ phút này lại tĩnh mịch âm trầm đằng đằng sát khí cùng lúc đó biển máu u minh bên trong thánh khư người áo đen vốn vẫn luôn ngồi bất động ở bên cạnh biển máu khí thức trên người đột nhiên biến đổi chậm rãi đứng dậy Võ đạo bản tôn đang suy diễn đạo pháp giống như là có cảm giác, cũng mở hai mắt ra theo. Những năm gần đây, hắn đã lĩnh hội hầu hết đại đạo của thánh nhân ở bên trong phế tích. Ban đầu mới lĩnh ngộ đại đạo, tiêu hao thời gian còn tương đối dài một chút, nhưng sau khi lĩnh ngộ kim chi đại đạo, thủy chi đại đạo, lĩnh ngộ các loại đại đạo được sinh ra, từ những loại đại đạo này lại cực kỳ dễ dàng nhanh chóng, nước chảy thành sông. Lúc này ở bên trong nguyên võ thế giới, đã tồn tại mấy ngàn loại đại đạo lít nha lít nhít, răng khắp nơi, diễn hóa ra trật tự quy tắc đặc thù. Đương nhiên, võ đạo bản tôn vẫn không có cách nào hợp đạo. Theo đại đạo bên trong nguyên võ thế giới càng ngày càng nhiều, khả năng hợp đạo thành thánh cũng càng ngày càng nhỏ. Võ đạo bản tôn có thể xác định, đối với hắn mà nói, con đường hợp đạo thành thánh đã triệt để bị đứt đoạn. Những năm gần đây, hắn vẫn luôn đang tự hỏi con đường của mình, nhưng Thủy Trung vẫn không có đầu mối gì. Lúc này, cảm giác được tiếng động là từ chỗ người áo đen bên kia truyền đến võ đạo bản tôn cũng dừng suy tính như có điều suy nghĩ nhìn bóng lưng của người áo đen người áo đen rõ ràng là đã trở nên đáng sợ hơn so với trước đó càng thêm sâu không thể dò mà thời gian này vừa vặn với thời điểm nhân thư dung hợp tờ giấy đen hoàn thành biến đổi võ đạo bản tôn ý thức được có thể là người áo đen muốn rời đi võ đạo bản tôn trầm ngâm một lát đột nhiên hỏi người đang chờ thời khắc này đúng không những năm gần đây võ đạo bản tôn từng thử nói chuyện giao tiếp với người áo đen nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn không có phản ứng gì chỉ ở lúc võ đạo bản tôn suy tính đạo pháp thỉnh thoảng người áo đen sẽ xoay đầu lại nhìn chằm chằm về phía hắn ánh mắt có chút kỳ quái giờ phút này nghe thấy võ đạo bản tôn tra hỏi người áo đen xoay người lại trực tiếp đi tới ngồi xuống trước mặt võ đạo bản tôn đạo pháp của ngươi không suy tính nổi nữa người áo đen không trực tiếp đáp lại võ đạo bản tôn ngược lại giống như cười mà không phải cười nói một câu mái tóc dài vốn vẫn che ở trên trán hắn không gió mà động, dần dần thu lại ra sau đầu, lộ ra một khuôn mặt cực kỳ anh tuấn. Còn trẻ tuổi hơn một chút so với trong tưởng tượng của võ đạo bản tôn. Cặp mắt kia thâm thúy như vực sâu, trong lúc lơ đãng, lại hiện lên mấy phần tăng thương, mấy phần cô tịch, mấy phần cô đơn. Trên người người áo đen, có một loại cảm giác cô độc bị ngăn cách tại thế, không dung thiên địa. Loại cảm giác cô độc này, phối hợp thêm khuôn mặt này, hình thành một loại khí chất đặc biệt. Võ đạo bản tôn chưa hề nhìn thấy ở trên người bất cứ một người nào khác. Loại khí chất này, làm cho người nhìn qua một chút sẽ khó có thể quên. Võ đạo bản tôn cũng không trả lời người áo đen, tiếp tục nói, nếu như ta đoán không lầm, ngươi chính là chủ nhân của Luân Hồi Thánh Địa. Luân Hồi đại đạo của ngươi vốn tồn tại thiếu hụt, cũng không hoàn mỹ, bởi vì thiên đạo, nhân đạo không ở trong lòng bàn tay của ngươi, mà mới vừa rồi, rốt cục ngươi mượn nhờ nhân thư, nắm nhân đạo vào trong tay. Tờ sinh tử bộ kia, vốn đúng là một tờ bên trong nhân thư. Nhưng người áo đen lại luyện hóa nó trở thành một món thánh khí khác. Khi thánh khí này dung hợp với nhân thư, sẽ đồng hóa nhân thư, mà người áo đen cũng ngợn cơ hội này nắm giữ nhân thư, thậm chí thông qua nhân thư, để nắm giữ khống chế nhân chi đại đạo. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao, từ đầu đến cuối Sơn Trưởng vẫn có chút kháng cự đối với chuyện này. Võ đạo bản tôn tin tưởng, sau khi thanh niên chân thân mang theo sinh tử bộ đi tới huyền tấn Sơn, hẳn là sơn trưởng đã cảm giác được sự tồn tại của sinh tử bộ nhưng sơn trưởng chưa từng bao giờ đề cập tới việc này nếu không phải là hai đại thánh chủ thời không âm dương đuổi tận giết tuyệt mạng sống của hắn và tà chủ như treo trên sợi tóc hắn cũng chưa chắc sẽ mượn nhờ sinh tử bộ chữa trị nhân thư để cho nó khôi phục cấp độ thiên đạo thánh khí mà hành động này bên thắng lớn nhất khả năng chính là vị luân hồi thánh chủ đang ngồi ở trước mặt võ đạo bản tôn này ngươi chỉ nói đúng phân nửa người áo đen cười nhạt một tiếng ta cũng không phải là luân hồi thánh chủ." Dừng lại một chút, người áo đen mỉm cười, nói một lời kinh người, "Ngươi đã từng gặp Luân Hồi Thánh Chủ chân chính, còn từng giao thủ với hắn nữa?" Tâm thần của Võ Đạo Bản Tôn chấn động. Hắn từng thấy qua Luân Hồi Thánh Chủ, còn từng giao thủ với. Trong đầu Võ Đạo Bản Tôn, cấp tốc hiện lên từng bóng hình, cuối cùng dừng lại ở trên người một người. "Phong Đô." Võ Đạo Bản Tôn chậm rãi nói hai chữ. "Phong Đô là địa phủ chi chủ." mà ở trong địa phủ lại tồn tại một chỗ lục đạo luân hồi bên trong số những cường giả mà võ đạo bản tôn từng tiếp xúc đồng thời giao thủ qua chỉ sợ là cũng chỉ có hắn mới có thể trở thành luân hồi thánh chủ nhưng trong lòng võ đạo bản tôn sinh ra nghi hoặc càng lớn hơn nếu như phong đô là luân hồi thánh chủ hắn có thể vĩnh sinh cũng không có gì lạ nhưng với thân phận của hắn như thế nào thành tựu ở trung thiên thế giới lại ở dưới ma chủ tài đế từ đầu đến cuối không thể chứng đạo đại đế bọn ma chủ tài đế đều lựa chọn phi thăng lên đại thiên thế giới, vì sao phong đô còn ở lại bên trong địa phủ. Nói cách khác, trừ sinh mệnh thánh chủ ra, năm đó luân hồi thánh chủ cũng không chết. Trên người phong đô, mang theo sinh tử bộ do người áo đen luyện chế. Bọn họ rõ ràng là cùng một trận doanh, tồn tại một loại quan hệ nào đó. Võ đạo bản tôn từng chấn áp phong đô, nhưng người áo đen này lại chưa từng bộc lộ một chút địch ý nào đối với hắn. Như thế là có ý gì? Nếu như Phong Đô là Luân Hồi Thánh Chủ, vậy người áo đen này có thân phận gì? Giữa Ma Chủ Tà Đế, Phạm Thiên Quỷ Mẫu, Địa Ngục Chi Chủ và người áo đen này lại là loại quan hệ gì? Người áo đen gật gật đầu, nói, Phong Đô đã từng là Luân Hồi Thánh Chủ, nhưng bây giờ hắn chỉ là một sợi hồn phách của Luân Hồi Thánh Chủ mà thôi. Luân Hồi Thánh Chủ năm đó, thân thể bị phá diệt, cũng chỉ còn sót lại một sợi hồn phách này mà thôi. Võ Đạo Bản Tôn im lặng. Lần náo động lớn hơn 6 tỷ năm trước ở trên đại thiên thế giới kia, mặc dù cảnh giới của sơn trưởng rơi xuống, chí ít là vẫn có thể bảo vệ tính mệnh, bây giờ đã khôi phục đỉnh phong. Mà luân hồi thánh chủ năm đó, lại chỉ còn lại một sợi hồn phách, trở thành phong đô, tọa trấn địa phủ. Tất cả hành động của phong đô, đều là do ngươi sai sự à? Võ đạo bản tôn lạnh nhạt hỏi, cửu thiên làm đỉnh, Cố nhiên là đầu nguồn của bi kịch đối với chúng sinh ở trên trung thiên thế giới. Mà vô tận năm tháng đến nay, phong đô cũng phạm phải vô số tội ác ở trên trung thiên thế giới, tội lỗi trồng chất người áo đen đột nhiên cười cười vẻ mặt có chút đồ cợt có chút khinh thường nói sinh linh bởi vì phong đô mà chết mới có bao nhiêu có một ít sinh linh làm ra chuyện còn tuyệt tình độc ác hơn phong đô nghìn lần vạn lần ai có thể làm gì bọn họ bọn họ là ai võ đạo bản tôn lập tức truy hỏi năm đó đại thiên thế giới xảy ra náo động lớn lại là chuyện gì xảy ra ngươi là ai thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang tự có quy tắc chuẩn mực quy luật vận hành mặc kệ là ức vạn tiểu thiên thế giới hay là ba nghìn giới, thậm chí là đại thiên thế giới, kiểu gì cũng sẽ xảy ra đủ loại kiếp. Người áo đen không trả lời, mà tiếp tục nói, vạn tộc sinh linh tu hành trưởng thành, vì sinh tồn, hoặc vì quyền thế, hoặc vì trường sinh, bởi vì vận mệnh xen lẫn, sẽ hình thành vô số loại nhân quả. Mà ở trong quá trình này, ở giữa vạn tộc sinh linh, tất nhiên là sẽ xảy ra đủ loại chém giết tranh đấu, càng ngày càng kịch liệt, ở một tiết điểm nào đó, cuối cùng có thể sẽ bộc phát, dẫn tới kiếp nạn. Những kiếp nạn này có lớn có nhỏ, nhưng cuối cùng vẫn ở trong một phạm vi có thể khống chế những kiếp nạn này đều có thể xưng là lượng kiếp võ đạo bản tôn không khỏi nhớ lại rất nhiều kiếp nạn từng xảy ra ở trên thiên hoang đại lục chỉ là huyết ma đạo quân vì muốn luyện hóa chúng sinh ở trên thiên hoang trở thành huyết tộc đã từng phát động vài lần hạo kiếp ở thái cổ thời đại còn có thần tộc xâm lấn đời này còn có hung tộc hợp lực muốn chấn áp vạn tộc kiếp nạn to to nhỏ nhỏ vô tận vô số nhưng xác thực giống như người áo đen nói những loại kiếp nạn này bởi vì có hắn có bọn đại minh tăng xuất hiện mới có thể khống chế hóa giải dựa theo lời người áo đen nói những kiếp nạn này đều có thể xưng là lượng kiếp người áo đen tiếp tục nói nhưng ở phía trên lượng kiếp tồn tại một loại chúng sinh vô lượng kiếp mà một khi loại kiếp số này bộc phát không thể khống chế cũng không thể nghịch chuyển ba nghìn thế giới đều sẽ quy về hỗn độn chúng sinh vẫn diệt đại thiên thế giới có thể sống sót cũng chỉ lác đác không có mấy chúng sinh vô lượng kiếp võ đạo bản tôn nghe thấy vậy nhíu chặt lông mày trong lòng nghi hoặc tin tức lộ ra trong lời nói vừa rồi của người áo đen đã vượt qua cảnh giới bây giờ của hắn và cả nhận biết đối với thiên địa vũ trụ tại sao lại có chúng sinh vô lượng kiếp võ đạo bản tôn hỏi người áo đen nói khi vạn tộc sinh linh sinh sôi tu hành cảnh giới càng ngày càng cao tài nguyên cũng sẽ càng ngày càng bị tiêu hao nhiều theo tuổi thọ của người tu hành càng ngày càng dài năng lượng tích xúc ở trong cơ thể cũng càng lúc càng lớn tới thời điểm thành tựu vĩnh sinh, đạt đến đỉnh điểm. Năng lượng trong thiên địa vũ trụ cũng không phải là vô cùng vô tận, chỉ có hấp thu, không có phóng thích, cuối cùng sẽ có một ngày vũ trụ sẽ bị khô kiệt, đi về hướng phá diệt. Võ đạo bản tôn như có điều suy nghĩ. Năm đó, ma chủ từng nói với hắn lời tương tự. Tuổi thọ của phàm nhân không hơn trăm, sau khi chết hồn quy thiên địa, máu thịt tan hết, tất cả năng lượng sẽ được trả lại tự nhiên, có hấp thu cũng có phóng thích, sẽ không phá hư sự cân bằng này mà nếu người tu hành càng ngày càng nhiều, sẽ dần dần đánh vỡ cân bằng. Võ đạo bản tôn cao mày nói, người nói là, đầu nguồn của chúng sinh vô lượng kiếp, là người tu hành ở trong thiên hạ. Không phải. Người áo đen lắc đầu nói, lẽ tự nhiên là phải không ngừng vươn lên. Chúng sinh tu hành, vốn là phù hợp với quy luật vận hành của thiên địa. Chân chính đánh vỡ cân bằng, gây ra chúng sinh vô lượng kiếp, ở chỗ người vĩnh sinh. Người tu hành mạnh hơn, năng lượng tích xúc ở trong cơ thể cũng có hạn hơn nữa cuối cùng cũng có một ngày sẽ vẫn lạc những năng lượng này sẽ trở về thiên địa nhưng người vĩnh sinh thì không phải là như vậy bọn họ có tư tâm có thất tình lục dục lại vĩnh sinh bất tử người vĩnh sinh càng nhiều chúng sinh vô lượng kiếp tới sẽ càng nhanh võ đạo bản tôn im lặng một lát hỏi lần náo động lớn ở trên đại thiên thế giới năm đó có liên quan gì tới chúng sinh vô lượng kiếp chúng sinh vô lượng kiếp khẳng định là không xảy ra nếu không ba nghìn thế giới đã bị phá diệt những người bọn họ đều sẽ không còn tồn tại Người áo đen nói, một ít thánh nhân lo lắng chúng sinh vô lượng kiếp xuất hiện, nguy hiểm cho chính họ, nên muốn sớm tiêu diệt chúng sinh trong vũ trụ, dọn sạch thiên địa nhân quả, dùng cách này để chỉ hoãn chúng sinh vô lượng kiếp. Loại chuyện này, ở trong thời gian sống dài rằng rặc, bọn họ từng làm không chỉ một lần, đã sớm quen thuộc. Người áo đen nói có vẻ bình thản, nhưng võ đạo bản tôn nghe được lại thầm giật mình. Phía dưới thánh nhân đều là sâu kiến, tuyệt đối không phải là nói ngoa tiêu diệt chúng sinh trong vũ trụ, có nghĩa là, đến lúc đó trừ thánh nhân ra, tất cả chúng sinh đều sẽ chết hết, ức vạn tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, kể cả các sinh mạng ở trên đại thiên thế giới, đều sẽ bị diệt sạch. Đây sẽ là một trận giết chóc đáng sợ như thế nào? So sánh với hành động của phong đô, xác thực không được tính là gì ghê gớm cả. Người áo đen nói, chỉ là, hơn 6 tỷ năm trước, một bộ phận thánh nhân khác không đành lòng thấy chúng sinh lâm nạn, đã đứng dậy, cực lực ngăn cản do vậy hai bên bộc phát trận chiến giữa các thánh nhân đây cũng là những gì xảy ra trong lần náo động kia kết quả của lần náo động lớn kia tự nhiên chính là rất nhiều thánh nhân vẫn lạc ba đại thánh địa bị hủy diệt mà bởi vì rất nhiều thánh nhân bị hoàn toàn chết đi khiến cho đại đạo thánh vị trống chỗ năng lượng trở về vũ trụ trong lúc vô hình cũng làm cho chúng sinh vô lượng kiếp chậm trễ khiến cho chúng sinh trong tam giới miễn được một trận giết chóc diệt tuyệt người áo đen chỉ chỉ xuống mảnh phế tích dưới thân nói, trong trận chiến giữa các thánh nhân kia, thánh nhân vẫn lạc điều chôn ở chỗ này. Võ đạo bản tôn nói, thi cốt của thánh nhân ở nơi này, có số lượng 3.000, đều đến từ nhân tộc. Những năm gần đây tu luyện, hắn đã sớm có phát giác. Người áo đen nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một bộ phận thánh nhân đứng ra năm đó kia, chính là 3.000 thánh nhân đến từ nhân tộc. Vẻ mặt của võ đạo bản tôn hơi thay đổi. 3.000 thánh nhân của nhân tộc đã có tuổi thọ vô tận, vốn có thể tránh được chuyện vẫn lạc nếu như đi theo những thánh nhân khác, cùng tiến hành tiêu diệt chúng sinh trong vũ trụ, sẽ có thể thuận lợi chỉ hoãn chúng sinh vô lượng kiếp, tiếp tục cai quản tam giới, quan sát thiên địa. Nhưng những thánh nhân này lại làm ra một loại lựa chọn khác. Loại lựa chọn này lại thảm liệt như vậy. Biển máu mênh mông xung quanh, từng đống hài cốt của thánh nhân dưới chân, chính là chứng tích. Trên thực tế, là 3.000 thánh nhân của nhân tộc hy sinh bản thân, mới đổi lấy sự sống cho chúng sinh trong thiên địa. Nếu không, hơn 6 tỷ năm trước, vạn tộc sinh linh trên ba nghìn thế giới đã bị chư thiên thánh nhân tiêu diệt, diệt sạch nhân quả. Chỉ sợ là cũng bởi vì vậy, sau lần náo động lớn kia, nhân tộc mới có thể bị năm đại thánh địa chèn ép, cho đến hôm nay. Võ đạo bản tôn đột nhiên hỏi, theo ta được biết, năm đó số lượng nhân tộc cũng không nhiều, làm sao có thể sinh ra tới ba nghìn thánh nhân. Số lượng thánh nhân trên ba nghìn thế giới, chỉ sợ là nhiều nhất cũng chỉ có khoảng một vạn. Vạn tộc san sát, chỉ là nhân tộc đã có ba nghìn thánh nhân, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào. Lúc còn ở dưới trung thiên thế giới, Tô Tử Mặc đã mơ hồ phát giác được sự tồn tại của nhân tộc, cực kỳ đặc thù. Trời sinh yếu đuối, kém xa so với những tộc quần khác, nhưng lại có tiềm lực vô tận. Ở bên trong trung thiên thế giới, chủng tộc chứng đạo đại đế cũng là nhân tộc chiếm đa số. Người áo đen im lặng hồi lâu, ánh mắt hiện ra vẻ kỳ quái, giống như là đang hoài niệm, giống như là mang theo vẻ kiêu ngạo, chậm rãi nói. Bởi vì, nhân tộc là chủng tộc mà nàng hao hết tâm huyết sáng tạo ra, nàng sáng tạo trong mắt võ đạo bản tôn lóe lên sự kinh ngạc ngoài ý muốn à người áo đen lạnh nhạt nói không riêng gì nhân tộc vạn tộc sinh linh sinh ra đều không phải là ngẫu nhiên mà là được sáng tạo ra hỗn độn thanh liên sở dĩ được xưng là thần minh của tộc cỏ cây cũng là bởi vì tất cả cỏ cây thảm thực vật trên ba nghìn thế giới đều là do hỗn độn thanh liên sáng tạo ra tâm thần của võ đạo bản tôn chấn động hắn vốn cho rằng vạn tộc sinh linh chính là do đất trời sinh ra không nghĩ tới, khởi nguyên của vạn tộc sinh linh cũng là được sáng tạo ra. Như thế cũng có thể lý giải, vì sao huyết mạch hỗn độn thanh liên có thể ngăn chặn tất cả sinh linh cỏ cây. Người áo đen nói, trước khi ba nghìn thế giới thành hình, thậm chí còn trước cả hỗn độn thế giới, thiên địa ở vùng vũ trụ này chỉ là có một hình thức ban đầu đại khái mơ hồ, không có đại đạo, càng không có bất cứ sinh mạng hay vật chất nào cả. Theo thời gian trôi đi, phiến thiên địa này dựng dục ra sáu thái thủy nguyên linh hỗn độn thanh liên chính là một trong số đó hỗn độn thanh niên lại có địa vị lớn như thế võ đạo bản tôn âm thầm kinh hãi sáu thái thủy nguyên linh này chiếm cứ sáu loại thiên đạo khai thiên tích địa diễn hóa sinh linh sáng tạo vạn vật ba nghìn đại đạo dần dần hình thành đắc đạo đầu tiên chính là chín đại hỗn độn thánh linh trong lòng võ đạo bản tôn hơi động chín đại hỗn độn thánh linh hắn đã từng nghe được hầu tử nhắc qua về chuyện có năm đại thánh linh chẳng lẽ chính là năm vị trong đó cái khác bốn cái là ai Người áo đen nói, chín đại Hỗn Độn Thánh Linh này, có năm vị chính là chủ nhân của năm đại Thánh Địa bây giờ. Quả nhiên, Võ Đạo Bản Tôn khẽ gật đầu. Người áo đen nói, bốn vị khác, trừ con khỉ kia ra, Âm Chi Thánh Linh, Dương Chi Thánh Linh và Tạo Hóa Thánh Linh đều vẫn lạc ở trong lần náo động lớn kia. Tạo Hóa Thánh Linh mà người áo đen nhắc đến, hẳn là Tạo Hóa Thanh Liên, cũng chính là Hỗn Độn Thánh Chủ. Về phần Âm Chi Thánh Linh, Dương Chi Thánh Linh trong đầu võ đạo bản tôn đột nhiên hiện lên một ý nghĩ. Chẳng lẽ là... Người áo đen tiếp tục nói, sáu thái thủy nguyên linh kia tiếp tục diễn hóa sinh linh, một vị trong đó sáng tạo rất nhiều chủng tộc, đều sinh hoạt ở bên trong những nơi có nước như giang hà biển hồ. Một vị khác, sáng tạo ra chủng tộc, đều sinh ra lân giáp. Vị thứ ba sáng tạo ra chủng tộc, đều là dị thú, giống như là cửu anh, quỷ sa, chính là bắt nguồn từ vị này. Vị thứ tư sáng tạo ra chủng tộc, đều bay lượn ở trong đất trời là thủy tổ của vạn loài chim vị thứ năm sáng tạo ra chủng tộc đều là tẩu thú ở trên lục địa vị thứ sáu sáng tạo ra chính là tộc cỏ cây nghe đến đó võ đạo bản tôn hít vào một hơi thật sâu lời nói này của người áo đen quả thật là một lần nữa lại để cho hắn có một loại nhận biết mới đối mảnh hồng hoang vũ trụ này huyết mạch phản tổ huyết mạch phản tổ võ đạo bản tôn lẩm bẩm vài câu giật mình nói thì ra ý nghĩa của từ phản tổ là ở chỗ này ở trên đại thiên thế giới, chỉ có huyết mạch phản tổ mới có tư cách được xưng là thánh tộc, mà một khi huyết mạch phản tổ sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng Tô Tử mặc từ đầu đến cuối vẫn không hiểu rõ, cái gọi là huyết mạch phản tổ đến tột cùng là có thâm ý gì. Cho tới giờ khắc này, hắn mới hiểu ra, cái gọi là phản tổ chính là chỉ việc ở trong cơ thể đã thức tỉnh huyết mạch của một vị thái thủy nguyên linh nào đó. Cũng chính bởi vì vậy, mới có thể thoát thai hoán cốt, chiến lực tăng mạnh mà thanh liên chân thân chỉ mới dung hợp ba cây hoa sen, lúc đối mặt với thánh tộc có huyết mạch phản tổ, sở dĩ còn có thể áp chế đối phương, thậm chí còn chiếm cứ thượng phong, là bởi vì bản thân hắn chính là hỗn độn thanh liên. Hắn không cần phản tổ. Sự tồn tại của hắn, bản thân chính là tổ. Người áo đen nói những tin tức này, đã giải thích rất nhiều nghi hoặc trong lòng tô tử mặc. Bên trong thời không cấm địa, mặc kệ là thời không thánh chủ, hay là âm dương thánh chủ, nắm giữ đại đạo chỉ là thổ chi đại đạo và thủy chi đại đạo, cũng không phải là thời không và âm dương chuyện này với tô tử mặc còn có chút kỳ quái tới tận lúc này hắn mới ý thức được sáng lập sáu đại thánh địa là sáu vị thái thủy nguyên linh ở trong truyền thuyết kia bọn họ mới là người đứng đầu chân chính của sáu đại thánh địa mà thời không âm dương thiên phạt tịch diệt tổ hòa hỗn độn chính là sáu đại thiên đạo mà người áo đen nhắc tới võ đạo bản tôn hỏi sáu vị thái thủy nguyên linh kia chấp trưởng thiên đạo khai thiên tích địa diễn hóa sinh linh ngay cả lục đại thánh chủ đều là bọn họ sáng tạo ra vậy cảnh giới của bọn họ là gì người áo đen cười cười nói cảnh giới đối với bọn họ không có bao nhiêu ý nghĩa cả chúng sinh vô lượng kiếp mặc dù đáng sợ đối với bọn họ thì cũng chỉ là một loại kiếp số dù là chư thánh đều chết hết cũng không làm gì được bọn họ ở trên đại đạo là vương của chư thánh nếu như nhất định phải gán cho bọn họ một loại xưng hô thì có thể xưng là thiên đạo thánh vương thiên đạo thánh vương người áo đen nói sau năm tháng vô tận một vị cường giả bên trong ba nghìn thế giới nghịch thiên tu hành xông qua tầng tầng trở ngại rốt cục nắm giữ sinh mệnh thiên đạo trở thành thiên đạo thánh vương sánh vai với sáu đại thái thủy nguyên linh võ đạo bản tôn gật gật đầu đây cũng là sự tồn tại của sinh mệnh thánh địa trách không được ở trong nhân tộc không có cách nói huyết mạch phản tổ bởi vì vị thiên đạo thánh vương sáng tạo ra nhân tộc kia chính là hậu thiên tu luyện chứng đạo cũng không phải là một trong sáu vị thái thủy nguyên linh sinh ra ngay lúc đầu ở trên ba nghìn thế giới người áo đen nói, nhân tộc đầu tiên mà vị thánh vương này sáng tạo ra, chính là cốc thần, cũng chính là sinh mệnh thánh chủ về sau. Sợ cốc thần cô đơn, nàng lại sáng tạo ra nhân tộc thứ hai, đặt tên là huyền tẫn. Nói đến đây, người áo đen cười cười, nói, chỉ tiếc, tạo hóa, trêu ngươi, cuối cùng vị huyền tẫn này lại vừa thấy đã yêu con chu tức kia, sinh ra viêm tộc đầu tiên trong thiên địa. Những bí mật cổ xưa nhất của 3.000 thế giới này, thậm chí còn ngược dòng tìm hiểu về khởi nguyên của vạn tộc. Người áo đen lại có thể tùy ý nói, thuộc như lòng bàn tay. Người áo đen nói, trời sinh nhân tộc đã yếu đuối, huyết mạch thân thể bình thường, không có nanh vuốt giống như hung thú, cũng không có sức mạnh giống như long tượng, lúc mới được sáng tạo ra, xếp ở cuối cùng trong vạn tộc, không hề được xem trọng. Nhưng nhân tộc có tiềm lực vô tận, điểm xuất phát tuy thấp, nhưng thành tựu sau cùng, thường thường đều có thể vượt xa cường giả vạn tộc, ở thời điểm cường thịnh, số lượng thánh nhân của nhân tộc đạt tới 3 vị. Hơn nữa, nhân tộc còn có một loại đặc điểm là huyết mạch không có bất kỳ thuộc tính gì. Chuyện này có nghĩa là nhân tộc có thể hoàn mỹ dung hợp với các chủng tộc khác, sinh ra chủng tộc mới, viêm tộc chính là một trong số đó. Trong vạn tộc, đủ loại chủng tộc có hình người giống như là thần tộc, lôi tộc, thái âm tộc, nếu truy tìm tiên tổ, có một nửa đều là nhân tộc. Võ đạo bản tôn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới, khởi nguyên của những chủng tộc này, lại là như thế. Nói cách khác, năm đó ở trên đại thiên thế giới, thời điểm nhân tộc cường thịnh, trừ 3.000 vị thánh nhân ra, còn có rất nhiều chủng tộc đều có liên quan với nhân tộc. Nhân tộc ảnh hưởng rất sâu tới tiến trình diễn hóa của vạn tộc sinh linh. Võ Đạo Bản Tôn hỏi, ta nghe nói, năm đó số lượng nhân tộc ở trên đại thiên thế giới cũng không nhiều, rất không giống như bây giờ, trải rộng khắp 3.000 thế giới. Bởi vì, nhân tộc làm cho nàng hơi thất vọng. Người áo đen nói, nàng muốn sáng tạo ra một chủng tộc hoàn mỹ, để thay đổi thế giới mạnh được yếu thua này, Nàng hy vọng chúng sinh có thể bình đẳng, dù là sinh mệnh hèn mọn nhất, nhỏ yếu nhất cũng nên có tôn nghiêm. Do đó nàng ra, chi đủ loại phẩm chất như dũng cảm, chính trực, thiện lương, chia sẻ, nhân từ, cứng cỏi, cần cù, tha thứ, ở trên người từng nhân tộc. Nhưng nàng phát hiện ra, những thứ này, nàng căn bản là không có cách nào khống chế. Ngay cả nhân tộc đời thứ nhất, trên người cũng bắt đầu xuất hiện các loại cảm xúc như khiếp đảm, ghen ghét, ngạo mạn, lười biếng tham lam, chớ nói chi là hậu đại mà nhân tộc không ngừng sinh sôi ra. Nhiều khi, nhân tộc cũng giống như vạn tộc, vẫn có thất tình lục dục, lòng người khó dò, thế giới này cũng không trở nên tốt đẹp hơn, giết chóc và chiến tranh vẫn diễn ra mỗi ngày ở trên 3.000 thế giới. Võ đạo bản tôn im lặng, dự tính ban đầu của vị thiên đạo thánh vương này, tự nhiên là tốt. Nhưng cho dù nàng đã tu luyện tới một bước kia, vẫn không có cách nào thay trời đổi đất, vẫn không có cách nào hoàn toàn nắm giữ đồ vật. Vị thiên đạo thánh vương này, Im lặng hồi lâu, võ đạo bản tôn trần chờ hỏi. Chết rồi. Giống như là biết võ đạo bản tôn định hỏi gì, người áo đen nhẹ nhàng nói hai chữ. Giọng nói của hắn bình thản, mặt không biểu tình, đôi mắt giống như là giếng cổ, không có chút gợn sóng nào. Nhưng ở dưới khuôn mặt bình tĩnh kia, võ đạo bản tôn lại có thể cảm nhận được một niềm bi thương cực lớn. Loại bi thương này, thậm chí đã vượt qua cảm giác cô tịch ở trên người người áo đen. Người áo đen nói, sau khi nàng ngã xuống, máu thịt rơi xuống mặt đất của ba nghìn thế giới hỗn hợp với bùn đất dùng hết lực lượng cuối cùng diễn hóa ra ngàn ngàn vạn vạn nhân tộc chẳng biết tại sao lúc nghe đến đó trong lòng võ đạo bản tôn giống như là bị thứ gì đó đánh trúng có lẽ là bị người áo đen ảnh hưởng hay là lý do nào đó hắn cũng không tự chủ được cảm thấy một loại bi thương đây chính là nguyên nhân vì sao sau lần náo động lớn kia số lượng nhân tộc lại tăng vọt như vậy vị sinh mệnh thánh vương này sau khi sáng tạo ra nhân tộc từng có thất vọng cũng từng có trần chờ, Nhưng ở giây phút cuối cùng của sinh mệnh của nàng, lại vẫn lựa chọn tiếp tục diễn hóa nhân tộc. Có lẽ sự hy sinh bản thân của 3.000 thánh nhân, vì vạn tộc chúng sinh mà đối kháng với các thánh nhân khác, để cho nàng tin tưởng, nhân tộc xuất hiện, coi như không có cách nào hoàn toàn thay đổi thế giới, cũng có thể để cho 3.000 thế giới trở nên càng tốt hơn một chút. Võ đạo bản tôn hỏi, không có biện pháp nào khác để hóa giải chúng sinh vô lượng kiếp hay sao? Nếu dựa theo lời nói của người áo đen, sẽ có một ngày trong tương lai, chúng sinh vô lượng kiếp vẫn sẽ xuất hiện đương nhiên là có người áo đen nói biện pháp gì võ đạo bản tôn truy hỏi người áo đen im lặng không nói ngươi cảm thấy thế giới này công bằng không hồi lâu sau người áo đen cũng không trả lời ngược lại hỏi một câu kỳ quái không đợi võ đạo bản tôn trả lời người áo đen lại tiếp tục nói có người trời sinh phú quý không cần lo áo cơm có người lại nghèo rớt mùng tơi cuộc sống long đong có người có thiên phú dị bẩm có người lại ngu dốt vụng về, có người trời sinh xấu xí, cũng có người sinh ra xinh đẹp. Thế gian, công bằng sao? Người áo đen hỏi. Võ đạo bản tôn khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ là tất cả mọi người sinh ra, đều phải ngu dốt giống nhau, hoặc đều thông minh, mới là công bằng? Chẳng lẽ tất cả mọi người đều có cuộc sống giống nhau, mới là công bằng? Những điều không công bằng mà người áo đen mới vừa nói, đều là mệnh số trời sinh, không có cách nào sửa đổi. Chỉ là, Sinh ra đã phú quý, cũng có khả năng lụn bại mất hết gia tài, khốn cùng ăn xin, cũng có khả năng đăng cơ thành đế. Giống như loài phù du, chưa từng làm ác, tuổi thọ chỉ có một ngày, đại đạo thánh nhân, hai tay dính đầy máu tươi, lại có thể vĩnh sinh bất tử. Thánh nhân có tuổi thọ vô tận, huyết mạch kéo dài, gia tộc hương hỏa tràn đầy, càng ngày càng lũng đoạn nhiều tài nguyên, không gian cho kẻ đến sau sinh tồn càng ngày càng gian nan, lại không có cách nào thay đổi. Thế gian, công bằng sao? Người áo đen lại một lần nữa hỏi. Võ đạo bản tôn im lặng. Người áo đen lại hỏi, chúng sinh. Bình đẳng sao? Võ đạo bản tôn lắc đầu, nói, các loại cỏ cây, chú định sẽ bị dê bò gặm ăn, mà dê bò, cũng khó tránh khỏi sẽ bị hổ báo săn giết. Đừng nói là những sinh linh này, chính là đồng tộc với nhau, cũng thường thường bị người căn cứ vào địa vị xuất thân, chia ra thành đủ loại khác biệt, chúng sinh bình đẳng, nói nghe thì dễ. Dựa theo lời người áo đen nói, chúng sinh bình đẳng từng là cảnh tượng mà sinh mệnh thánh vương hy vọng nhưng chuyện này thực sự là rất khó khăn để thực hiện không sai người áo đen thản nhiên nói thế gian có đủ loại không công bằng chúng sinh sinh ra cũng không bình đẳng nhưng ba nghìn thế giới hẳn là nên trở nên công bằng một chút giữa chúng sinh hẳn là cũng nên bình đẳng hơn một chút ngươi muốn làm gì võ đạo bản tôn nhíu mày hỏi bên trong đôi mắt của người áo đen hiện lên một tia lạnh lẽo chậm rãi nói mặc kệ ngươi sinh ra phú quý hay là sinh ra nghèo khó mặc kệ ngươi xấu xí hay là xinh đẹp mặc kệ là ngươi thông minh hay là ngu dốt mặc kệ ngươi là phù du hay là thánh nhân đều không thể thoát khỏi cái chết chỉ có cái chết mới là sự công bằng lớn nhất là sự bình đẳng tối cao tâm thần của võ đạo bản tôn chấn động rốt cuộc hắn cũng ý thức được là người áo đen muốn làm gì rốt cuộc hắn cũng hiểu ra biện pháp hóa giải chúng sinh vô lượng kiếp mà người áo đen nói tới là cái gì diệt thánh nếu như căn nguyên của chúng sinh vô lượng kiếp ở chỗ thánh nhân vĩnh sinh bất tử, dẫn đến lực lượng trong vũ trụ mất cân bằng, vậy thì chu diệt toàn bộ thánh nhân. Thánh nhân cố nhiên là mạnh mẽ, đứng ở trên chúng sinh, không ai bị nổi, nhưng cũng giống như phù du, khó thoát khỏi cái chết. Người áo đen lạnh lùng nói, vạn tộc chúng sinh, đều phải trải qua tử vong, trốn vào luân hồi. Người làm việc thiện, đi vào ba đạo trên, là thiên đạo, nhân đạo, a tu la đạo, người làm ác, phải đi xuống ba đạo còn lại, là quỷ đạo, súc sinh đạo, địa ngục đạo thánh nhân cũng không thể ngoại lệ thánh nhân làm ác cũng phải đi vào ba đạo bên dưới trải qua nỗi khổ luân hồi lòng người khó dò nhưng ngẩng đầu ba thước có thần minh vị thần minh này chính là lục đạo luân hồi thần minh chiếu rọi ai dám làm ác dã tâm thật lớn khí phách thật là lớn nếu có thể làm giống như lời người áo đen nói thế gian này xác thực là sẽ tồn tại một loại công bằng đó chính là tử vong cũng có thể thực hiện một loại bình đẳng vạn vật chúng sinh đều có thể chết đều phải vào luân hồi mặc kệ khi ngươi còn sống phú quý cỡ nào mạnh mẽ cỡ nào dù có được giang sơn vạn dặm hậu cung ba nghìn hay là thành tựu thánh nhân quan sát thiên địa cuối cùng đều phải trải qua tử vong tiếp nhận luân hồi ở trước mặt tử vong không có giàu nghèo quý tiện chúng sinh đều như nhau lục đạo luân hồi đương nhiên là không có khả năng xóa bỏ tà ác ở trên thế gian nhưng khi có người làm ác cũng nên có chút kiêm kỵ có chỗ thu liễm trên thực tế ý nghĩ của tà chủ cũng tương tự như của người áo đen Tà chủ ghét ác như cừu, nàng cai quản Súc Sinh Đạo, chính là muốn trừng trị tội ác. Mà lục đạo luân hồi của người áo đen lại càng tiến thêm một bước, thêm ra ba đạo là Thiên Đạo, Nhân Đạo, A Tu La Đạo, để cho người tích đức làm việc thiện có một kết cục tốt. Mặc dù không trực tiếp hỏi, nhưng thân phận của người áo đen trước mắt này, trong lòng Võ Đạo Bản Tôn đã có một đáp án. Võ Đạo Bản Tôn im lặng một lát, hỏi, "Nói như thế, Ma chủ, Tà chủ, Phạm Thiên Quỷ Mẫu và Địa Ngục Chi Chủ, đều nghe theo lệnh của ngươi?" không tính là nghe lệnh, người áo đen lạnh nhạt nói, chỉ là chúng ta đều có mục đích giống nhau, ma chủ, quỷ mẫu và địa ngục, xác thực là ta từng truyền thụ cho bọn họ một chút bản lĩnh, về phần Tà chủ, dừng lại một lát, người áo đen mới nói, khi vị sinh mệnh thánh vương kia còn sống có hai vị đệ tử, một vị trong đó chính là Tà chủ, một vị khác, người cũng nhận ra. Võ đạo bản tôn suy nghĩ một chút, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý nghĩ, bật thốt lên, cô giao thánh nhân năm đó lúc cô giao thánh nhân gặp mặt hắn từng nói một câu như mộng lệnh có tất cả hai tấm đều do một người tặng cho nàng và a tà mỗi người một tấm bây giờ xem ra người này chính là vị sinh mệnh thánh vương kia không sai người áo đen gật gật đầu nói huyền tẫn là nữ tử nhân tộc đầu tiên mà nàng sáng tạo ra đối với huyền tẫn nàng có tình cảm cực kỳ đặc thù mà cô giao lại là huyền tẫn sinh ra ở phía dưới sự khẩn cầu của huyền tẫn nàng cũng không từ chối thu cô giao làm đệ tử võ đạo bản tôn im lặng. Vậy vết rách ở giữa cha con cô giao thánh nhân và tổ hỏa thánh chủ, chỉ sợ không chỉ là vì huyền tẫn thánh nhân vẫn lạc, cũng bởi vì ở giữa sinh mệnh thánh vương và nàng, có tình cảm sư đồ. Cô giao thánh nhân bị kẹt ở giữa, sự dày vò và thống khổ trong đó, có thể nghĩ mà biết. Không khó tưởng tượng, mẫu thân của nàng là huyền tẫn thánh nhân, năm đó cũng giống như thế. Một phương diện, sinh mệnh thánh vương ban cho nàng sinh mệnh. Một phương diện khác, nàng lại là đạo lữ của tổ hỏa thánh chủ, năm đó huyền tẫn thánh nhân chết võ đạo bản tôn trần chờ hỏi người áo đen nói năm đó ba đại thánh địa bị hủy diệt đã thành kết cục đã định huyền tẫn mặc dù là đạo lữ của chu tước nhưng nàng đối với cốc thần đối với sinh mệnh thánh địa cuối cùng vẫn có tình cảm không giống cuối cùng nàng tự tuyệt bỏ mình ở trước mặt đám đại thánh bọn chu tước một mạng đổi một mạng để cho cốc thần có thể sống sót trong mắt võ đạo bản tôn hiện lên một tia ảm đạm khẽ thở dài cốc thần và huyền tẫn là đôi nam nữ nhân tộc đầu tiên được sinh ra ở trong thiên địa bọn họ vốn hẳn là nên tiến tới với nhau mới đúng hy vọng ban đầu của sinh mệnh thánh vương có lẽ cũng là thành toàn cho hai người chỉ tiếc tạo hóa trêu ngươi chuyện tình cảm cuối cùng cũng không thể miễn cưỡng được có lẽ trong lòng huyền tẫn thánh nhân bên trong tình cảm đối với sơn trưởng còn kèm theo một tia ấy náy như thế mới có chuyện quyết tuyệt sau cùng hồi nhỏ tô tử mặc từng đọc được một câu ở trong một quyển sách nếu như một ai đó yêu ngươi sâu sắc, nhưng ngươi lại yêu một người khác, vậy có biện pháp gì? Rốt, cuộc võ đạo bản tôn cũng hiểu rõ, vì sao Sơn trưởng từ đầu đến cuối lại luôn có dáng vẻ đau khổ như vậy? Dù ở trước mặt mọi người lộ ra nụ cười, ở dưới nụ cười kia vẫn là bi thương như cũ. Sơn trưởng vẫn còn sống, nhưng tính mạng của hắn lại là do người mình yêu lấy mạng để đổi lấy. Chuyện này đối với hắn mà nói, không phải là một loại đau khổ hay sao? Kết cục ba đại thánh địa bị hủy diệt, đã là không thể cứu vãn huyền tẫn thánh nhân có thể giữ lại mạng sống cho sơn trưởng chỉ sợ đã là cực hạn mà nàng có thể làm được huyền tẫn thánh nhân chẳng những là đạo lữ của tổ hỏa thánh chủ mà con là nữ tử nhân tộc đầu tiên mà sinh mệnh thánh vương sáng tạo ra cũng chính là vì loại thân phận đặc thù này nàng mới có thể ở dưới loại thế cục này bảo vệ cho sơn trưởng phải biết tạo hóa thánh chủ đã vẫn lạc luân hồi thánh chủ cũng chỉ còn lại một sợi tàn hồn chỉ có thể ở bên trong u minh địa phủ ba đại thánh chủ chỉ có sơn trưởng còn sống hơn nữa, ở đời này, lại một lần nữa trở thành đại thánh. Võ đạo bản tôn nhớ đến đoạn bí mật cổ lão hơn 6 tỷ năm trước này, tâm tình thật lâu vẫn không thể bình phục. Hỗn độn thanh liên phá diệt, sau khi bỏ mình, lưu lại bốn cây hoa sen, mà sinh mệnh thánh vương bỏ mình, máu thịt lại diễn hóa ra ngàn ngàn vạn vạn nhân tộc. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, chỉ cần nhân tộc bất diệt, 3.000 thế giới sẽ luôn tồn tại dấu ấn của nàng. Có lẽ, đây là một loại sinh mệnh kéo dài khác. Ta phải đi người áo đen chậm rãi đứng dậy nhìn lên bầu trời ánh mắt giống như là có thể xuyên thấu qua không gian vô tận rơi vào vùng thế giới bên trong đại thiên thế giới kia ngay ở thời điểm khí tức của người áo đen mới tăng mạnh võ đạo bản tôn đã có một loại dự cảm có thể là vị này muốn rời đi loại lực lượng đến từ đại thiên thế giới kia đã không còn uy hiếp được hắn nữa cũng chính bởi vì vậy trước khi chia tay người áo đen mới có thể nói với hắn nhiều lời như vậy người áo đen quay đầu nhìn võ đạo bản tôn một cái thật sâu ở dưới ánh mắt của hắn Võ đạo bản tôn có cảm giác mình không có bất kỳ bí mật gì cả, giống như là ngay cả nguyên võ thế giới đều không thể giấu giếm được hai mắt của người áo đen. Người áo đen không nói gì, chỉ hắc hắc cười một tiếng. Tu luyện tới Thiên Đạo Thánh Vương, kể cả Thái Thủy Nguyên Linh ở bên trong, cho dù bỏ mình cũng rất khó xóa đi tất cả vết tích. Người áo đen nói, lúc hỗn độn thanh liên vẫn lạc, trừ máu thịt biến thành bốn cây hoa sen ra, hồn phách của hắn cũng chưa tiêu tán, mà lại trốn vào luân hồi, trải qua nhiều lần chuyển thế, trong đó có hai lần chuyển thế ngươi cũng đã gặp ừm trong lòng võ đạo bản tôn chấn động nếu như hồn phách của hỗn độn thanh niên chưa biến mất trốn vào luân hồi chuyển thế trùng sinh tự nhiên là cũng không thể gạt được người áo đen điều này võ đạo bản tôn cũng chẳng suy nghĩ thêm gì nữa chỉ là hắn không nghĩ tới hai lần hỗn độn thanh niên chuyển thế hắn lại còn từng nhìn thấy võ đạo bản tôn cố gắng nhớ lại cũng không có đầu mối gì là hai vị nào võ đạo bản tôn không nhịn được hỏi Người áo đen nói, một vị trong đó chính là Cửu Thiên Huyền Nữ, mà một vị khác chính là Cửu U Tố Nữ. Võ đạo bản tôn giật mình. Trách không được, năm đó ở bên trong như mộng lệnh, ánh mắt mà Cửu Thiên Huyền Nữ và Cửu U Tố Nữ nhìn Thanh Liên chân thân, lại lộ ra một tia kỳ quái. Đúng là nguyên nhân này, người áo đen tiếp tục nói, chỉ là mỗi một lần luân hồi chuyển thế đều sẽ hao tổn lực lượng hồn phách, sau nhiều lần chuyển thế, hồn phách của Hỗn Độn Thanh Liên đã không có cách nào duy trì dung hợp nữa, một lần cuối cùng đã phân tán ra. Hồn của hắn dung nhập vào thân thể trong mộng cảnh của một người, phách dung hợp vào một hồn phách khác, phân biệt chuyển thế trở thành hai người. Hai người này, ngươi cũng đã gặp. Võ đạo bản tôn chấn động, nghĩ đến một loại khả năng, nhưng vẫn theo bản năng hỏi, là ai? Tỉ muội cơ thị ở trên thiên hoang đại lục. Nói xong, người áo đen đằng không bay lên, tay không xé ra một vết nứt không gian cực lớn, trốn vào trong đó. ầm Ẩm, trên không bên trên biển máu u minh truyền đến một trận chấn động kịch liệt, u minh địa phủ hóa thành một vệt sáng màu đen, cũng theo người áo đen, chui vào bên trong vết nứt không gian kia, biến mất không thấy đâu nữa. Người áo đen rời đi hồi lâu, võ đạo bản tôn mới dần dần tỉnh táo lại, thổn thức không thôi. Không nghĩ tới, cơ giao tuyết và cơ yêu tinh, lại có liên quan tới hỗn độn thanh liên như vậy. Trách không được, năm đó cơ yêu tinh có thể lấy được truyền thừa của Cửu U Tố nữ, Cửu Thiên Huyền Nữ, Cửu U Tố nữ đều đã chứng đạo đại đế hồn phách ở bên trong như mộng lệnh hẳn là thuộc về chính bọn họ. Hồn phách của hỗn độn thanh liên lại tiếp tục trải qua luân hồi. Hắn có được thân thể hỗn độn thanh liên. Tỷ muội cơ thị là hồn phách của hỗn độn thanh liên chuyển thế. Giữa ba người, từng có ràng buộc khắc cốt minh tâm, bây giờ nghĩ lại, có lẽ là từ nơi sâu xa, tạo hóa cho phép như vậy. Trong lòng võ đạo bản tôn hơi động, lại nghĩ tới một chuyện khác. Cô giao thánh, nhân có tu vi bực nào, nếu như nàng sáng tạo ra một thân thể ở trong giấc mộng, hẳn sẽ không chỉ là ngẫu nhiên. Vừa rồi người áo đen kia mới nói, phách của hỗn độn thanh liên, dung nhập bên trong một hồn phách khác, chuyển thế trở thành cơ yêu tinh. Vậy có lẽ là hồn phách này, có quan hệ gì đó với cô giao thánh nhân. Trong lúc cô giao thánh nhân nói chuyện với Sơn Trưởng ở bên trong thời không cấm địa, từng tiết lộ một cái tên, yên cơ. Mà sau khi cơ yêu tinh phi thăng, lại không biết là đã đi đâu. Võ đạo bản tôn không khỏi nghĩ đến một loại khả năng. Chuyện này, chỉ có thể trở về sau rồi lại đi ấn chứng thân hình của võ đạo bản tôn khẽ động rời khỏi thánh khư đạp lên trên biển máu mà đi trong nháy mắt đã đến biên giới biển máu vừa rồi hắn nếm thử rời khỏi biển máu u minh loại cảm giác nguy cơ kia lại lần nữa xuất hiện võ đạo bản tôn cũng không cưỡng cầu mà chỉ tĩnh tọa ở biên giới biển máu chờ đợi một người bốn đạo đã rời đi u minh địa phủ cũng biến mất theo người áo đen bắc minh tuyết cũng không cần thiết phải ở lại trung thiên thế giới nữa cũng không lâu lắm bắc minh tuyết đã xuất hiện ở nơi đây sư tôn bắc minh tuyết nói u minh địa phủ đột nhiên biến mất chẳng biết là đã đi đâu võ đạo bản tôn gật gật đầu nói ngươi không cần phải canh giữ ở trung thiên thế giới nữa uy hiếp đến từ địa phủ đã biến mất chuẩn bị phi thăng đi võ đạo bản tôn lại bàn giao thêm một số việc nói rõ tình huống bên trên đại thiên thế giới cho bắc minh tuyết biết căn dặn một phen mới lại một lần nữa trở về thánh khư bây giờ nơi này chỉ còn lại một mình hắn làm bạn với hắn chỉ có từng đống xương khô xung quanh còn phiến biển máu vô tận kia võ đạo bản tôn muốn tiếp tục suy tính võ đạo. Từ lời mà người áo đen kia nói, biết được khởi nguyên của 3.000 thế giới, để cho võ đạo bản tôn có cảm ngộ mới đối với nguyên võ thế giới của mình. Coi như hắn ở bên trong nguyên võ thế giới, bày ra 3.000 đại đạo, diễn hóa xuất một phương thế giới khác, nhưng so sánh với 3.000 thế giới hiện có, cũng quá mức nhỏ yếu. 3.000 thế giới bây giờ, không biết là đã diễn hóa được mấy trăm triệu năm. Coi như nguyên võ thế giới ở trên cơ sở 3.000 đại đạo, tiếp tục hoàn thiện, diễn hóa sinh linh cũng không có khả năng sánh vai với 3.000 thế giới thành tựu của hắn tối cao cũng chỉ là 3.000 thế giới cỡ nhỏ vẫn như cũ sẽ bị lực lượng quy tắc trên 3.000 thế giới áp chế so sánh với càn khôn tạo hóa đồ cũng không giống càn khôn tạo hóa đồ võ đạo bản tôn lẩm bẩm một tiếng như có điều suy nghĩ trong lòng của hắn mơ hồ có một ý nghĩ nhưng tiền đề vẫn cần phải tiếp tục hoàn thiện nguyên võ thế giới thời không cấm địa sau khi nhân thư dung hợp với sinh tử bộ đã xảy ra biến đổi khí thức tăng mạnh sánh ngang với hai món thiên đạo thánh khí không rơi xuống thế yếu mà sơn trưởng có nhân thư trong tay rất nhanh đã ổn định lại thế cục hai đại thánh chủ thời không âm dương muốn ở trong khoảng thời gian ngắn công phá phòng ngự của sơn trưởng cũng rất khó làm được huống chi còn có tà chủ phối hợp tác chiến ở bên cạnh đương nhiên tiếp tục rằng coi như thế này vẫn cực kỳ bất lợi đối với sơn trưởng tà chủ dù sao thì năm đại thánh chủ, trừ tổ hỏa thánh chủ đã rời đi ra, còn có hai vị nữa vẫn chưa thấy xuất hiện. Chỉ cần lại có thêm một vị thánh chủ nữa ra tay, đều có thể đánh vỡ cân bằng, thay đổi chiến cuộc ở trong nháy mắt. Bốn vị đại thánh, ba món thiên đạo thánh khí, không ngừng va chạm đại chiến ở bên trong thời không cấm địa, đánh cho phiến thiên địa này nát thành mảnh nhỏ. Sinh mệnh chi thạch đã hòa là một thể với nhân thư, không ngừng chữa trị phiến thiên địa này. Đột nhiên, đại thiên thế giới chuyển đến một trận dung chuyển kịch liệt giống như là nghiêng trời lệch đất một luồng khí thức đáng sợ bỗng nhiên xuất hiện sau đó lại biến mất không thấy đâu nữa mặc kệ là hai đại thánh chủ thời không âm dương ở bên trong thời không cấm địa hay là ba đại thánh chủ thiên phạt tổ hỏa tịch diệt ở thời khắc này trong lòng đều chấn động mạnh vẻ mặt nghi ngờ không thôi loại khí thức này chẳng lẽ là vị kia còn sống trong đầu năm đại thánh chủ hiện lên suy nghĩ này sắc mặt đều tái nhợt chỗ sâu trong đôi mắt hiện lên một tia sợ hãi món thiên đạo thánh khí ở bên trong thiên phạt thánh địa lại phát ra từng tràng tiếng long ngâm toàn thân lóe ra từng tia hồ quang điện bắn ra từng luồng thiên kiếp rơi xuống đại thiên thế giới chỉ chốc lát sấm sét chảy rộng che khuất bầu trời giống như là muốn hủy diệt thế gian vạn vật ngay cả thiên phạt thánh chủ đều không khống chế nổi hồi lâu sau cuối cùng món thiên đạo thánh khí này cũng không tìm kiếm được mục tiêu khí tức cuồng bạo lại dần dần an tĩnh lại tô tử mặc ý thức được vừa rồi hẳn là người áo đen xuất hiện ở trên đại thiên thế giới chỉ là người áo đen cũng không lộ diện, khí tức cũng chỉ lóe lên đã lập tức biến mất. Nhưng chính là một sợi khí tức lộ ra ngoài này, dường như là đã quấy cho đại thiên thế giới long trời lở đất, để cho năm đại thánh chủ đều toát ra vẻ hoảng sợ. Ầm ầm. Đột nhiên, ngay lúc chiến trường ở trong thời không cấm địa, bởi vì loại biến cố này, xuất hiện một tia dừng lại, một cánh tay tráng kiện phủ đầy lông dài, tỏa ra khí tức man hoang, giống như một cây cột chọc trời, đột ngột từ trên trời giáng xuống bàn tay che trời mở ra, chộp về phía hầu tử ở bên dưới. Ở phía dưới uy áp của ba món thiên đạo thánh khí, ngay cả cửu thiên thánh nhân cũng không thể động đậy. Mà bàn tay lớn này, lại có thể xông vào. Hầu tử và tô tử mặc, dạ linh đứng chung một chỗ. Đám người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, không khỏi thầm hô không ổn. Hầu tử nhìn thấy bàn tay này, bên trong đôi mắt lại hiện lên vẻ hưng phấn. Truyền âm nói, đại ca, dạ linh đừng sợ, là sư tôn, bốn người bọn thời không thánh chủ âm dương thánh chủ sơn trưởng tả chủ tự nhiên là cũng ngay lập tức nhận ra chủ nhân của bàn tay đầy lông này hỗn thế đại thánh vị hỗn thế ma viên này chính là một trong chín đại hỗn độn thánh linh chứng được đại đạo lúc mảnh hỗn độn thế giới này mới hình thành năm đó ở bên trong lần náo động lớn kia vị hỗn thế ma viên này chưa từng bị cuốn vào trong đó mới có thể may mắn thoát khỏi đối với một vị đại thánh tương đối trung lập như thế này mặc kệ là phe năm đại thánh chủ hay là chủ nhân của bốn đạo bên này, đều không muốn đối địch với. Vừa rồi cửu thiên thánh nhân tuyên bố muốn lưu tô tử mặc và dạ linh lại, nhưng chưa từng nói là muốn lưu hầu tử lại, cũng là bởi vì kiêng kỵ vị hỗn thế đại thánh này. Hỗn thế đại thánh chưa lộ chân thân, mà là thừa dịp loạn ra tay, muốn đưa hầu tử rời khỏi trốn nguy hiểm. Hầu tử phát giác được ý đồ của hỗn thế đại thánh, vẻ mặt lo lắng, vội vàng truyền âm nói, bọn họ là huynh đệ kết bái đồng sinh cộng tử với ta, cầu sư tôn đưa bọn họ đi cùng thế cục bây giờ vẫn còn không rõ, nếu như Tô Tử Mặc và Dạ Linh ở lại nơi đây, không biết là sẽ có hậu quả gì. Bàn tay đầy lông kia hơi dừng lại, giống như là có chút do dự. Hầu tử thấy thế, đấm ngực dậm chân, nhè răng trợn mắt hô, nếu ngài không mang bọn họ đi theo, ta cũng không đi, sau này ta không học bản lĩnh của ngài nữa. Con khỉ con nhà ngươi, thật sự là biết phá phách. Bầu trời bên ngoài, hỗn thế đại thánh hùng hùng hồ hồ lầm bầm vài câu, bàn tay đầy lông chụp tới, chộp cả tô tử mặc hầu tử và dạ linh vào trong lòng bàn tay, cấp tốc rút lui khỏi thời không cấm địa. truy cập halazy.com hoặc linh ở phần mô tả để mời em ly cà phê nhé. không đợi tô tử mặc kịp phản ứng, trước mắt đã tối sầm lại, đã rơi vào trong lòng bàn tay của hỗn thế đại thánh. cùng với một trận trời đất quay cuồng, tô tử mặc ý thức được mình đang bị đưa ra ngoài thời không cấm địa. hừ, một giọng nói uy nghiêm lạnh như băng đột nhiên vang lên, để người lại. ầm, ầm ba người bọn tô tử mặc bị hỗn thế đại thánh nắm ở trong lòng bàn tay xung quanh kín không kẽ hở che đậy ánh mắt thần thức căn bản là không nhìn thấy bên ngoài đang xảy ra chuyện gì chỉ có thể nghe được một chàng tiếng vang kinh thiên động địa chắc là người tới đang đại chiến với hỗn thế đại thánh cường giả có thể chiến một trận với đại thánh không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là một vị thánh chủ ra tay cùng là đại thánh lại là một trong chín đại hỗn độn thánh linh tô tử mặc tin tưởng hỗn thế đại thánh tuyệt đối là không yếu hơn vị thánh chủ bên ngoài kia nhưng năm đại thánh chủ riêng phần mình có được một món thiên đạo thánh khí vừa rồi ở bên trong thời không cấm địa hắn tận mắt nhìn thấy sự đáng sợ của thiên đạo thánh khí một món thiên đạo thánh khí đủ để thay đổi chiến cuộc quả nhiên ý nghĩ này của tô tử mặc vừa mới hiện lên đã cảm nhận được một trận chấn động kịch liệt bên tai chuyển đến tiếng kêu rên của hỗn thế đại thánh giống như là gặp phải đả kích không nhỏ ba người bọn tô tử mặc bị hỗn thế đại thánh bảo vệ ở trong lòng bàn tay cho dù thân ở trong cơn lốc của cuộc chiến giữa các đại thánh vẫn không bị một chút tổn thương nào nhưng ba người cảm nhận được rõ ràng cánh tay này của hỗn thế đại thánh đang khẽ run hơn nữa bàn tay của hỗn thế đại thánh cũng không đủ sức nắm chặt lộ ra mấy khe hở mặc dù bị bộ lông dày che lấp ba người bọn tô tử mặc vẫn ngửi được mùi máu tanh cực kỳ nồng đậm hỗn thế đại thánh đã bị thương hỗn thế người mang thằng nhãi khi con kia đi thì không sao thế mà còn muốn mang tên phản nghịch thánh tộc là hoang võ kia đi cùng lá gan không nhỏ. Giọng nói lạnh như băng kia lại lần nữa vang lên. Xuyên thấu qua khe hở nhiễm đầy vết máu, ba người bọn tô tử mặc mơ hồ nhìn thấy, phía đối diện của hỗn thế đại thánh, một bóng người người khoác bạch bào đang đạp không mà đứng, sát khí lạnh thấu xương, cầm trong tay một cây thương trắng như tuyết, xa xa chỉ về phía hỗn thế đại thánh. Thiên đạo thánh khí, thì thánh thương. Dạ Linh đột nhiên mở miệng, là tịch diệt thánh chủ. Hỗn thế đại thánh cũng không chịu yếu thế, nói, tiểu lão hồ, ngươi có lá gan thì ném cây thì thánh thương kia đi, thông thông khoái khoái chơi với lão tử một lần. Bản thể của tịch diệt thánh chủ, chính là một trong tứ tượng thánh, linh, bạch hồ. Hừ, tịch diệt thánh chủ hừ lạnh một tiếng, đang định phản bác, hỗn thế đại thánh cướp lời nói tiếp, ngươi chỉ giỏi ý vào món thiên đạo thánh khí này, có ai trong chúng ta không biết, còn giả trang làm sói già vẫy đuôi với ta làm gì. Ném thiên đạo thánh khí đi, ngươi ngay cả cái rắm cũng không bằng, lão tử có thể cưỡi ở trên người ngươi, đánh cho ngươi biến thành một con mèo hoa." Tô Tử mặc lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Dạ Linh đều nghe tới mức ngẩn người. Hầu tử có chút xấu hổ, nói, "Sư tôn vẫn luôn như vậy, không hề giữ miệng, bất cần đời, thường xuyên che giấu thân phận du lịch khắp thế gian hồng trần. Nếu gặp xung đột cũng không muốn mượn tu vi bắt nạt người khác, nên đã luyện thành công phu mắng chửi người, sau khi mắng xong, mình thoải mái, xoay người bỏ chạy, người khác cũng không đuổi kịp, ngài ấy lại núp ở trong bóng tối nhìn người ta tức giận đến phát điên." mình thì vụng trộm vui nếu bàn về công phu mắng chửi người năm đại thánh chủ cộng lại sợ là cũng không sánh bằng sư tôn sư tôn từng lớn tiếng nói về công phu miệng lưỡi cả đời ngày ấy không kém ai tô tử mặc dạ linh nhìn nhau không nói gì nếu như hỗn thế đại thánh muốn chạy ba nghìn thế giới có bao nhiêu người có thể đuổi kịp hắn vị đại thánh này thật đúng là một mình một đường không giống bình thường thân là cường giả đại thánh dường như là tồn tại cấp cao nhất ở trên khắp ba nghìn thế giới lại không có một chút sĩ diện và uy nghiêm còn không muốn dùng vũ lực ức hiếp nhỏ yếu gặp phải xung đột đơn giản là mắng to một trận rồi xoay người bỏ chạy giấu kín tên tuổi tịch diệt thánh chủ bị hỗn thế đại thánh nghỉa mai vài câu căn bản là không nói nên lời sắc mặt âm trầm trong lòng của hắn tức giận không nói hai lời nhất thì thánh thương lên lại lần nữa chém giết về phía hỗn thế đại thánh ẩm um, hai bên lại một lần nữa bộc phát đại chiến mặc dù không có cách nào nhìn thấy toàn cảnh trận chiến giữa đại thánh này nhưng ba người đứng ở trong lòng bàn tay của hỗn thế đại thánh rõ ràng là có thể cảm nhận được hỗn thế đại thánh đang liên tục bại lui mùi máu tanh trên người hỗn thế đại thánh càng ngày càng nặng tiếp tục đánh như vậy hỗn thế đại thánh căn bản là không chống đỡ nổi chỉ sợ là sẽ chết ở dưới mũi thi thánh thương tô tử mặc và dạ linh không có bất kỳ chút giao lưu nào lại làm ra quyết định giống nhau tịch diệt thánh chủ vừa mới nói bóng gió kỳ thật đã để lộ ra một loại ý tứ nếu như không có tô tử mặc và dạ linh hắn sẽ không ngăn cản hỗn thế đại thánh chính vì hai người bọn họ tịch diệt thánh chủ mới ra tay nếu đã như vậy hai người cũng không muốn liên lụy tới hỗn thế đại thánh đồng thời từ bên trong khe hở trong lòng bàn tay của hỗn thế đại thánh nhảy ra ngoài hư không bên ngoài đã bị hai vị đại thánh đánh cho nát thành mảnh nhỏ khắp nơi đều là vết rách hai người mới vừa xuất hiện ở trên chiến trường dường như đã bị gợn sóng tỏa ra do trận chiến giữa đại thánh xé nát hỗn thế đại thánh thấy thế vội vàng ra tay, ngăn trở cơn lốc lực lượng quét qua hai người. Nhưng đối mặt với thế công mãnh liệt của Tịch Diệt Thánh chủ, hắn dường như là không có sức tự vệ, chớ nói chi là cứu Tô Tử Mặc và Dạ Linh. Hơi dừng lại một chút, hai người đã rơi vào trong một cái khe thời không, trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu nữa. Mắt của Tịch Diệt Thánh chủ sáng như đuốc, một thương đẩy lui hỗn thế đại thánh, đồng thời xòe bàn tay ra, đưa vào trong cái khe thời không, bắt Dạ Linh ra ngoài, chuẩn bị mang về Tịch Diệt Thánh địa dạ linh phản bội tịch diệt thánh địa hẳn sẽ phải chết không có gì nghi ngờ chỉ là bộ thánh thể tất cả thánh huyết này của hắn đều không thể lãng phí có thể ban cho tộc nhân nếm thử bồi dưỡng một vị thánh tộc khác tịch diệt thánh chủ đang định bắt cả tô tử mặc trở lại lại nhíu nhíu mày thân ở trong cái khe thời không có khả năng sẽ bị truyền tống đến bất kỳ nơi nào ở trên đại thiên thế giới nhưng tóm lại là vẫn có dấu vết để lần theo nhưng hắn đã tìm kiếm một lát ở trong cái khe thời không vậy mà không tìm kiếm được tung tích của tô tử mặc thật giống như đã biến mất vào trong hư không vậy. Tịch diệt thánh chủ cũng không để việc này ở trong lòng. Vừa rồi tên hoang võ kia nhảy vào trong chiến trường, bị dư lực do cuộc chiến giữa đại thánh tác động đến, hơn phân nửa là không sống nổi, coi như bị truyền tống đến nơi nào đó, cũng chỉ là một bộ tử thi. Ngoá nó chứ, lão tử bị liên lụy, không thể phát huy ra toàn bộ thực lực, ngày khác ngươi và ta tái chiến. Hỗn thế đại thánh đã trọng thương, không có cách nào tiếp tục chiến đấu, chỉ có thể mang theo hầu tử thoát khỏi nơi đây trước. Muốn đi, tịch diệt thánh chủ cũng không có ý định thu tay lại, lạnh giọng nói, không dễ dàng như vậy đâu. Tịch diệt thánh chủ tạm thời giam cầm dạ linh, cầm thì thánh thương trong tay, dọc theo khí tức mà hỗn thế đại thánh để lại, đuổi theo không bỏ. Hơn 6 tỷ năm trước, hỗn thế đại thánh vốn đứng ở thế trung lập, chưa từng cuốn vào bên trong lần náo động lớn kia. Nhưng trận đại chiến vừa rồi, để cho, tịch diệt thánh chủ ý thức được, ở đời này, chưa chắc là hỗn thế đại thánh sẽ trung lập. Hơn nữa, hôm nay hỗn thế đại thánh bị hắn gây thương tích, vô cùng có khả năng sẽ quay sang phe chủ nhân của bốn đạo nếu đã như vậy vậy thì mượn cơ hội này giải quyết luôn mối tai họa ngầm này miễn khỏi đêm dài lắm mộng ngày sau sinh ra những biến số khác sát tâm của tịch diệt thánh chủ nổi lên đuổi giết theo mà giờ phút này ở bên trong thời không cấm địa cuộc chiến đấu giữa bốn vị đại thánh vẫn chưa kết thúc mặc dù sơn trưởng đạt được nhân thư tạm thời ổn định chiến cuộc nhưng dù sao thì hai đại thánh chủ thời không âm dương cũng có được hai món thiên đạo thánh khí dần dần chiếm thượng phong đánh bại sơn trưởng, chấn áp tà chủ, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tô Tử Mặc bị gợn sóng do cuộc chiến giữa đại thánh tỏa ra làm cho trọng thương, đều dựa vào hết sức sống mạnh mẽ của thanh niên chân thân, treo một hơi, lúc bị cuốn vào bên trong khe hở thời không, ý thức đều đã hơi mơ hồ rồi. Đây là thương thế nghiêm trọng nhất mà hắn gặp phải kể từ khi phi thăng lên trên đại thiên thế giới, đến nay, nếu không phải là đã dung hợp với ba cây hoa sen, chỉ sợ là hắn đã vẫn lạc. Mà nguy cơ lần này lại đến từ mấy đại thánh chủ hai bên chênh lệch nhau quá xa. Bây giờ Tô Tử Mặc chỉ là ngự đạo cảnh tiểu thành, căn bản là không ngăn cản nổi loại tổn thương này. Nhưng khi hắn đi vào trong cái khe thời không, từ sau khi âm dương thánh chủ xuất hiện, hai viên thần thạch trúc chiếu, U Huỳnh vẫn luôn yên lặng, đột nhiên bắn ra một loại lực lượng, dẫn dắt thân thể của Tô Tử Mặc trốn vào bên trong đường hầm thời không âm dương xen lẫn, cắt đứt tất cả khí tức và vết tích Tô Tử Mặc lưu lại. Đợi tới lúc Tịch Diệt Thánh chủ bắt lấy Dạ Linh giam cầm, lúc còn muốn bắt Tô Tử Mặc trở về, lại đã mất đi tung tích của hắn lúc tô tử mặc mê man không chỉ có huyết mạch của thanh niên chân thân chậm chạp vận chuyển chữa trị thân thể rách nát không chịu nổi của hắn hai viên thần thạch trúc chiếu u huỳnh cũng tỏa ra lực lực âm dương màu đen trắng phủ kín toàn thân của tô tử mặc tận khả năng duy trì sức sống cho hắn không chỉ như vậy tô tử mặc còn mơ hồ cảm giác được trúc chiếu u huỳnh giống như là mang hắn đi vào trong một vùng không gian kỳ lạ bị một dòng nước ấm áp bao phủ cực kỳ thoải mái dễ chịu mặc dù hai mắt của hắn nhắm chặt thần thức suy yếu nhưng vẫn có thể cảm giác được xung quanh giống như là có ánh sáng ngầm giao thế hai loại lực lượng cực kỳ khổng lồ nồng đậm đang điên cuồng hội tụ tới phía trúc chiếu u huỳnh tràn vào trong cơ thể của hắn ở phía dưới hai loại lực lượng bổ sung tẩm bổ chẳng những là khí tức của trúc chiếu u huỳnh tăng vọt ngay cả thương thế của hắn đều đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị khép lại đây là lực lượng âm dương cực kỳ tinh thuần âm dương giao thái sức sống tràn trề Tô Tử Mặc đang nhanh chóng tỉnh táo lại, mạch máu trong người vận chuyển cũng càng lúc càng nhanh hơn, hỗn độn đại đạo hiển hóa ra ngoài, cảnh giới cũng đang vững bước tăng lên. Nguyên thần của hắn, ở phía dưới sự tầm bổ của lực lượng âm dương, lực lượng cũng đang nhanh chóng kéo lên, rào bước tiến về phía một loại cảnh giới cực kỳ mấu chốt. Lúc này Tô Tử Mặc còn không rõ ràng lắm, bên trong quá trình hắn đang chữa thương, đại thiên thế giới lại đang xảy ra đủ loại dị tượng. Vốn sau mỗi 6 canh giờ, đại thiên thế giới sẽ có hiện tượng đêm ngày giao thế nhưng đột nhiên đại thiên thế giới bị chia cắt thành hai khu vực có quang minh hắc ám theo thời gian trôi qua hai khu vực quang ám này không ngừng biến ảo truy đuổi lẫn nhau ở trong khu vực quang minh dần dần diễn sinh ra một điểm hắc ám ở khu vực hắc ám dần dần tỏa ra một chùm ánh sáng toàn bộ đại thiên thế giới dường như đã diễn biến thành một bức thái cực âm dương đổ to lớn vạn tộc chúng sinh thấy cảnh này mặt mũi đều tràn đầy sự chấn kinh tất cả mọi người theo bản năng cho rằng đây là hiện tượng lạ thường do cuộc chiến giữa các đại thánh mang tới. Mà ở bên trong thời không cấm địa, âm dương thánh chủ giống như có cảm giác, mặt biến sắc, liếc nhìn về phương hướng âm dương thánh địa, lông mày nhíu chặt. Thánh địa xảy ra chuyện rồi. Âm dương thánh chủ trầm giọng nói, ta phải trở về xem thử một chút. Ở trong cảm nhận của hắn, cũng không phát hiện ra cường gia đình cao nào xuất hiện ở trong âm dương thánh địa. Nhưng hai mảnh âm dương chi hải ở trong âm dương thánh địa, giống như là gặp phải biến cố gì đó, đang cấp tốc khô kiệt đang là giây phút quan trọng như thế này, ngươi lại muốn đi đâu? Thời không thánh chủ nghe thấy vậy, có chút gấp, không nhịn được khẽ quát một tiếng. Hắn hợp lực với âm dương thánh chủ, mượn nhờ hai món thiên đạo thánh khí, tự nhiên là có thể ổn định đè ép sơn trưởng và tà chủ. Nhưng nếu như âm dương thánh chủ rời đi, tương đương với việc ném một mình hắn ở đây đối mặt với hai người bọn sơn trưởng, tà chủ. Hắn căn bản là không ngăn cản nổi sơn trưởng và tà chủ hợp lực, ngược lại sẽ rơi xuống thế, yếu âm dương thánh chủ lộ ra vẻ mặt trần chờ. Nếu như bây giờ hắn rời đi, quả thật là có chút xin lỗi thời không thánh chủ. Nhưng âm dương thánh địa là gốc rễ của hắn, cũng không thể để xảy ra vấn đề. Thời không thánh chủ trầm giọng nói, bên trong âm dương thánh địa còn có rất nhiều thánh nhân tọa chấn. Ngươi vội cái gì? Cái gì nhẹ cái gì nặng giữa hai bên? Ngươi không phân biệt rõ được hay sao? Âm dương thánh chủ nghĩ lại, xác thực là cũng đúng như thế. Mau chóng chấn áp sơn trưởng, ta chủ ở bên này, lại về âm dương thánh địa cũng không muộn. Nghĩ đến đây, thế công của Âm Dương Thánh chủ cũng trở nên càng ngày càng mãnh liệt, hợp lực với thời không thánh chủ, đánh về phía sơn trưởng, tà chủ. Phía bắc của Đại Thiên Thế Giới, tổng cộng có 18 thủy phủ, khắp nơi đều là sông lớn biển hồ, do Âm Dương Thánh địa quản lý. Mà Âm Dương Chi Hải lại là khu vực hạch tâm của Âm Dương Thánh địa. Tương truyền, mảnh Âm Dương Chi Hải này chính là vùng biển được sinh ra hơn 6 tỷ năm trước sau lần dung chuyển ở trên Đại Thiên Thế Giới kia. Vùng biển này cách mỗi 6 canh giờ đều sẽ biến đổi một lần. Ngày đêm ở trên đại thiên thế giới giao thế, nguồn gốc chính là từ mảnh âm dương chi hải này, mà giờ phút này, mảnh âm dương chi hải này lại đang cấp tốc khô kiệt. Động tĩnh bên này cũng kinh động đến chư vị thánh nhân của Âm Dương Thánh Địa. Chuyện gì đang xảy ra? Âm Dương Chi Hải đang khô kiệt, lực lượng ngay đang cấp tốc giảm dần. Không đúng, giống như là đang bị thứ gì hút vào. Chư vị thánh nhân xuất hiện ở trên không bên trên Âm Dương Chi Hải, nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy âm dương chi hải cũng đang biến đổi hình thái, giống như bức thái cực âm dương đồ ở trên đại thiên thế giới kia, âm dương song ngư đang không ngừng xoay tròn truy đuổi, hình thành một vòng xoáy cực lớn. Ngay cả chư vị thánh nhân ở trên không, đều có chút không chịu nổi loại lực lượng này, thân thể không bị khống chế muốn bị kéo vào bên trong đó. Chư vị thánh nhân kinh hãi biến sắc, vội vàng bộc phát thánh lực, ổn định thân hình. Ở trong trung tâm vòng xoáy có người. Một vị thánh nhân mắt sáng như đuốc, hét lớn một tiếng. Chư vị thánh nhân ngưng tụ thánh lực, hai con người bắn ra từng vệt sáng thần thánh, nhìn về phía trung tâm vòng xoáy ở trong âm dương chi hải, chỉ thấy ở chỗ sâu nhất trong vùng biển kia, cũng là khu vực trung tâm của vòng xoáy, một bóng người màu xanh ngồi xếp bằng, như ẩn như hiện, là hắn, Hoàng Võ. Hắn không chết, thế mà lại chạy đến nơi này. Chư vị thánh nhân đều đang quan sát trận chiến giữa các đại thánh ở trong thời không cấm địa bên kia, tự nhiên là biết rõ biến cố xảy ra ở bên kia. Mà ở bên trong cảm giác của chư vị thánh nhân, Tô Tử Mặc không những là không chết, hơn nữa ở trong thời gian thật ngắn, thương thế lại đã khỏi hẳn. Khí tức trong người đang mau chóng tăng lên, đạt đến đỉnh điểm. Làm sao có thể? Ở trong đoạn thời gian này, như thế nào thương thế của kẻ này lại có thể khỏi hẳn, còn có thể hấp thu lực lượng khổng lồ như thế từ bên trong âm dương chi hải. Một vị thánh nhân chú ý tới hai chùm sáng màu đen nhánh, trắng nõn ở trong hai mắt của Tô Tử Mặc, giống như là nghĩ đến cái gì. Tâm thần chấn động mạnh, không khỏi kinh hãi hô lên một tiếng. "Sao thế?" Thánh nhân khác hỏi. "Bọn họ trở về rồi." Vị thánh nhân này nuốt nước miếng, mặt không còn một chút máu, bên trong ánh mắt toát ra vẻ sợ hãi thật sâu. "Ai, ai trở về? Các ngươi còn nhớ hay không, mảnh âm dương chi hải này hình thành như thế nào?" Một vị thánh nhân đột nhiên hỏi. "Việc này giống như là chạm tới một loại cấm kỵ nào đó của âm dương thánh địa." Thánh nhân khác nghe vậy, đều không tự kìm hãm được dùng mình một cái. Đó là Năm đó, sau khi hai vị hỗn độn thánh linh ngã xuống ở trong thánh địa, máu thịt diễn hóa thành mảnh âm dương chi hải này. Người nói là, không sai, chỉ có bọn họ mới có thể ở trong khoảng thời gian ngắn như vậy, hấp thu hết lực lượng ở bên trong mảnh âm dương chi hải này. Bởi vì, mảnh âm dương chi hải này, vốn chính là máu thịt của bọn họ. Lực lượng bên trong mảnh âm dương chi hải này, khổng lồ tới cỡ nào. Trong chốc lát, đã bị hai viên thần thạch trúc chiếu, U huỳnh hút hết, mảnh âm dương chi hải này đã khô kiệt nhìn thấy cả đáy. Tuyệt đại đa số lực lượng trong đó đều dung nhập bên trong hai viên thần thạch trúc chiếu, u huỳnh chỉ có một chút lực lượng tràn vào trong cơ thể Tô Tử Mặc, nhưng dù là như thế, trong khoảng thời gian ngắn cũng để cho cảnh giới của Tô Tử Mặc cấp tốc tăng lên. Ẩm, từ trong cơ thể của Tô Tử Mặc truyền ra một tiếng vang thật lớn, cảnh giới đột phá, khí tức tăng vọt, Ngự đạo cảnh đại thành, thành tựu đại tôn, tu vi cảnh giới tăng lên vẫn chỉ là thứ yếu. Quan trọng nhất chính là nguyên thần của hắn. Cảnh giới nguyên thần của hắn, vốn đã tu luyện tới ngự đạo cảnh viên mãn, cấp độ trí tôn. Lần này đạt được lực lượng âm dương tinh thuần như thế tầm bổ, tu vi đột phá mang tới gia trì, nước lên thì thuyền lên, rốt cục đã xông qua cánh cửa thánh cảnh. Chỉ là, mặc dù hai viên thần thạch trúc chiếu, U Huỳnh đã hấp thu, hết âm dương chi hải, thậm chí đã sớm thức tỉnh ý thức, nhưng vẫn chưa thể hợp đạo thành thánh. Tô Tử Mặc cảm giác được rõ ràng, đại đạo của hai viên thần thạch trúc chiếu, u huỳnh, đụng phải một loại hạn chế nào đó, không có cách nào dung hợp. Trước đó sau khi trò chuyện với người áo đen, hắn đã suy đoán ra lai lịch của trúc chiếu, u huỳnh. Người áo đen từng nói, 3000 thế giới vốn có chín đại hỗn độn thánh linh, hơn 6 tỷ năm trước, âm chi thánh linh, dương chi thánh linh vẫn lạc. Bây giờ nhìn thấy phản ứng của trúc chiếu, u huỳnh, dường như là có thể kết luận âm chi thánh linh và dương chi thánh linh chính là Trúc Chiếu U Huỳnh. Đã là hỗn độn thánh linh, vậy có nghĩa là Trúc Chiếu, U Huỳnh từng là cường giả đại thánh. Nhưng bây giờ, hai đại thánh linh lại không có cách nào hợp đạo. Tô Tử mặc ý thức được, sau khi hai đại thánh linh ngã xuống, âm chi đại đạo và dương chi đại đạo chống chỗ ra, đã bị thánh nhân khác dung hợp. Vội cái gì? Ánh mắt của thái âm thánh nhân lạnh như băng, chăm chú nhìn Tô Tử mặc vừa mới đột phá ở phía dưới, trầm giọng nói, kẻ này chỉ là đại tôn, xóa bỏ hắn là được. Không sai, Thái Dương thánh nhân nói, có chúng ta chiếm cứ âm chi đại đạo, dương chi đại đạo, mặc dù là hai vị hỗn độn thánh linh ngày trước, cũng không có khả năng trở lại đỉnh phong. Bên trong âm dương thánh địa, trừ âm dương thánh chủ ra, có địa vị cao nhất chính là hai vị thái âm thánh nhân, Thái Dương thánh nhân. Hai vị này cũng là thái âm tộc và thái dương tộc đầu tiên được sinh ra ở trong thiên địa. Chư vị thánh nhân nghe thấy vậy, âm thầm gật đầu, cấp tốc bình tĩnh lại. Nhưng ngay lúc này Tô Tử Mặc ở phía dưới bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai con ngươi màu đen trắng, không chớp mắt nhìn trầm chằm vào hai vị thánh nhân Thái Âm, Thái Dương ở trên không trung, có chút chiếu u hình tồn tại ở bên trong mấy trăm vị thánh nhân. Tô Tử Mặc lại có thể ngay lập tức cảm giác được hai vị thánh nhân nắm giữ Âm Chi Đại Đạo, Dương Chi Đại Đạo này. Ừm, um, một vị thánh nhân ra tay, thánh lực mãnh liệt, chấn áp về phía Tô Tử Mặc ở phía dưới. Rầm rầm, khí huyết ở trong cơ thể Tô Tử Mặc phun trào. Ba cây hoa sen tạo hóa thanh liên, nghiệp hỏa hồng liên, công đức kim liên hiện ra ngoài, trúc chiếu, u huỳnh hiển hóa ra thái cực thần đồ, lại chống chọi lại đại đạo của vị thánh nhân này, bay ngược mà lên. Vị thánh nhân này biến sắc, làm sao có thể? Thánh nhân hợp đạo, thánh nhân chính là đạo. Bên dưới thánh nhân đều là sâu kiến, bất cứ loại sinh linh nào đều phải sinh tồn làm việc ở dưới quy tắc trật tự của ba nghìn đại đạo. Cường giả ở phía dưới thánh nhân, căn bản là không có cách nào đối kháng với thánh nhân nhưng giờ phút này, sự xuất hiện của Tô Tử Mặc lại phá vỡ loại giới hạn này. Tô Tử Mặc chỉ là ngự đạo cảnh đại thành, còn không có cách nào hợp đạo. Nhưng dù rằng như thế, lấy sự nắm giữ của hắn đối với hỗn độn đại đạo, lại phối hợp với huyết mạch dị tượng hỗn độn thanh liên, lại thêm lực lượng của Trúc Chiếu, U Huỳnh, đơn độc một thánh nhân, đã rất khó có thể chấn áp hắn. Dù sao cũng là huyết mạch hỗn độn thanh liên. Thái âm thánh nhân hử nhẹ một tiếng, nói, chư vị đồng loạt ra tay, xóa bỏ hắn để chấm dứt hậu họa ở phía dưới hiệu lệnh của hai vị thánh nhân thái âm thái dương mấy trăm vị thánh nhân của âm dương thánh địa đồng thời ra tay chỉ một lát rất nhiều loại đại đạo đã hiển hóa ra ngoài răng khắp nơi ở trên trời cao ẩn chứa khí thế uy áp không thể ngăn cản bao phủ xuống thánh lực mãnh liệt làm cho người cảm thấy ngạt thở thân thể huyết mạch của tô tử mặc đủ mạnh nhưng dù sao thì thanh niên chân thân vẫn còn chưa trưởng thành đến đỉnh phong hơn nữa tu vi cảnh giới lại có tranh lệch quá lớn đối mặt với sự ra tay của mấy trăm vị thánh nhân trong nháy mắt dị tượng của ba cây hoa sen đã vỡ vụn. Lúc còn ở trong thời không cấm địa, chỉ là một mình Cửu Thiên Thánh Nhân ra tay, đều đủ để xóa bỏ Tô Tử Mặc. Huống chi, trước mắt là mấy trăm vị thánh nhân ra tay. Chỉ là, Tô Tử Mặc ở thời khắc này, Nguyên Thần đã bước vào thánh cảnh. Nguyên Thần thánh cảnh của hắn rõ ràng là có thể cảm giác được, bên trong hai thanh kiếm A Tỳ, U Minh ẩn chứa sức mạnh còn đáng sợ hơn nhiều. Chỉ là, trước đó còn trở ngại tu vi cảnh giới, không có cách nào phát huy ra. Giờ phút này, dựa vào nguyên thần thánh cảnh, đã có thể nếm thử thúc dục một chút. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Tô Tử Mặc sáng rực, tế ra hai thanh kiếm A Tỳ, U Minh, hai tay cầm kiếm, cả người dung nhập vào Thái Cực thần đồ, chuyển động hai thanh kiếm A Tỳ, U Minh, chém về phía rất nhiều loại đại đạo ở trên trời cao. Ầm! Um, một tiếng vang thật lớn, thiên địa chấn động, toàn thân mấy trăm vị thánh nhân chấn động mạnh. Thân hình cầm hai thanh kiếm trong tay của Tô Tử Mặc cũng hiện ra ngoài. Thời không giống như là cũng đứng im. Sau giây phút dừng lại ngắn ngủi, mấy trăm loại đại đạo sen lẫn mà thành một tấm lưới lớn, lại trực tiếp bị hai thanh kiếm a tỷ u minh xé rách ra một cái khe. Tô Tử Mặc thoát khốn mà ra. Chư vị thánh nhân kinh hãi biến sắc. Hai thanh kiếm kia, vậy mà có thể từ bên trong lưới thánh lực do mấy trăm vị thánh nhân ngưng tụ, xé ra một lỗ hổng. Không thể thả cho hắn rời đi. Thái Dương thánh nhân hét lớn một tiếng. Tô Tử Mặc vốn có ý định trốn xa rời đi, nhưng hắn nghe thấy vậy bỗng nhiên quay người lại mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm vào hai vị thánh nhân thái âm thái dương sát ý tăng mạnh hai vị thánh nhân thái âm thái dương muốn giết hắn hắn cũng có ý nghĩ giống như vậy chỉ có tiêu diệt hai vị thánh nhân thái âm thái dương trúc chiếu u huỳnh mới có cơ hội hợp đạo thành thánh khôi phục lại đỉnh phong giết tô tử mặc thét dài một tiếng cầm hai thanh kiếm a tì u minh trong tay thừa dịp trận hình của mấy trăm vị thánh nhân hỗn loạn trong chớp mắt vọt tới gần hai vị thánh nhân thái âm thái dương vung kiếm lên chém người dám trong lòng hai đại thánh nhân kinh sợ vội vàng ra tay tế ra thánh khí bang bang hai tiếng vang chói tai hai đại thánh khí vừa mới được tế ra đã bị a tì kiếm chặt đứt u minh kiếm vung vẩy một trận sát y mãnh liệt dâng lên muốn tràn ra trong mắt hai vị thánh nhân thái âm thái dương lại chỉ nhìn thấy một mảnh biển máu đỏ ngầu u ám tỏa ra mùi máu tanh nồng đậm trong biển máu kia lại hiện ra từng khuôn mặt người màu máu đều là thánh nhân đã từng vẫn lạc nhiều năm. Những thánh nhân này giống như là hóa thân thành lệ quỷ, gào thét mà đến. Hai vị thánh nhân thái âm, thái dương quá sợ hãi, ở phía dưới sự ảnh hưởng của sát ý của U Minh kiếm, tâm thần đều gặp phải sự đả kích không nhỏ. Quan trọng hơn là, âm chi đại đạo và dương chi đại đạo mà bọn họ nắm giữ, ở dưới cái nhìn chăm chú của hai con ngươi của Tô Tử Mặc, rõ ràng là chịu ảnh hưởng, không phát huy ra lực lượng đỉnh phong. Cứ kéo dài tình huống như thế, U Minh kiếm đã chém xuống phốc phốc hai vị thánh nhân thái âm thái dương bị chém thành hai đoạn xương máu dâng trào thánh huyết nhuộm đỏ bầu trời a tỷ kiếm phá không trực tiếp giam cầm nguyên thần của hai đại thánh nhân chấn áp ở bên trong a tỷ đại địa ngục ở trong thân kiếm đại đạo bất diệt thánh nhân sẽ không chết coi như là giết chết nguyên thần của hai đại thánh nhân thái âm thái dương bọn họ vẫn có thể mượn nhờ đại đạo khởi tử hoàn sinh nếu đã như vậy không bằng chấn áp nguyên thần của hai đại thánh nhân ở bên trong a tỷ kiếm trước đã để bọn họ muốn sống không được, muốn chết không xong. đợi đến lúc tô tử mặc nắm giữ lực lượng có thể phá diệt đại đạo, lại triệt để xóa bỏ bọn họ. thời không cấm địa, âm dương thánh chủ đang đại chiến với sơn trưởng, tà chủ, giống như là có cảm giác, đột nhiên từ trong chiến trường bứt ra, nhìn về phương hướng âm dương thánh địa, lộ ra sắc mặt khó coi. ngươi lại muốn đi? thời không thánh chủ phát giác được ý nghĩ của âm dương thánh chủ, nếu mày hỏi, hoang võ đang ở nhà ta. âm dương thánh chủ trầm giọng nói. Thời Không Thánh Chủ nói, bên kia có mấy trăm vị Thánh Nhân, Hoang Võ còn chưa trưởng thành đến thể hoàn thiện của hỗn độn thanh liên, cũng chưa bước vào thánh cảnh, mấy trăm vị Thánh Nhân đủ để ngăn chặn hắn rồi. Trấn áp sơn trưởng, tà chủ trước đã, lại trở về cũng không muộn. Âm Dương Thánh Chủ lạnh giọng nói, Hoang Võ bên kia đã chém hai vị Thánh Nhân Thái Âm, Thái Dương, muốn ngăn chặn hắn, cần phải có bao nhiêu Thánh Nhân vẫn lạc? Đại đạo bất diệt, Thánh Nhân bất tử. Thời Không Thánh Chủ thấy Âm Dương Thánh Chủ vẫn muốn rời đi, vội vàng khuyên nhủ rõ ràng là âm chi đại đạo, dương chi đại đạo vẫn còn chưa bị phá diệt, lực lượng của hoang võ căn bản là không thể giết chết thánh nhân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Âm dương thánh chủ cười lạnh một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, coi như thánh nhân không chết, âm dương thánh địa cũng sẽ bị hoang võ giết đến tình trạng máu chảy thành sông, không biết là sẽ có bao nhiêu thánh nhân bị chấn áp cầm tù. Dù sao thì hoang võ cũng không chảm thánh ở trong thời không thánh địa, người mới có thể nói nhẹ nhàng như thế. Nghĩ tới đây, âm dương thánh chủ đã quyết định rời đi, nói, hoàng võ chỉ còn cách hỗn độn thánh thể một chút nữa, trên người lại có chút chiếu. U huỳnh, nếu không thể bóp chết hắn, tất sẽ tạp thành họa lớn. Ngươi ở bên này kéo dài thời gian, ta đi về bóp chết hoàng võ, chấm dứt hậu hoạn. Nói xong, âm dương thánh chủ phá không mà đi. Ngươi, thời không thánh chủ sầm mặt lại. Âm dương thánh chủ vừa đi, hắn đối mặt với sơn trưởng và tà chủ hợp lực, áp lực tăng mạnh mà sau khi tổ hỏa thánh chủ rời đi vẫn không thấy xuất hiện nữa có lẽ là bận tâm tỉnh cũ không muốn ra tay với sơn trưởng thiên phạt thánh chủ cũng không biết là bị cái gì chỉ hoãn từ đầu đến cuối vẫn không thấy xuất hiện tịch diệt thánh chủ đuổi giết hỗn thế đại thánh bây giờ năm đại thánh chủ cũng chỉ còn lại một mình thời không thánh chủ đối đầu với sơn trưởng tà chủ nếu không phải là đang cầm thiên địa huyền hoàng tháp trong tay hán sớm đã bị đánh bại âm dương thánh địa sau khi tô tử mặc chém xong hai vị thánh nhân thái âm Thái Dương, cầm tù nguyên thần của hai người ở bên trong A tỷ kiếm, thừa dịp chư, thánh còn đang kinh hãi, cầm hai thanh kiếm A tỷ, u minh trong tay, giết ra ngoài. Hắn căn bản là không có ý định ở lại bên trong âm dương thánh địa. Có thể chém hai đại thánh nhân Thái Âm, Thái Dương, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là nhờ hai thanh kiếm A tỷ, u minh, lại thêm sự kiềm chế với âm chi đại đạo, dương chi đại đạo của Trúc Chiếu, U Huỳnh. Nếu thật sự phải đối đầu với sự hợp lực của mấy trăm vị thánh nhân, hắn căn bản là không gánh được, dù sao thì chỉ mới có nguyên thần của hắn bước vào thánh cảnh, tu vi vẫn chỉ là Ngự đạo cảnh đại thành. Càng quan trọng hơn là, Tô Tử Mặc suy đoán, khẳng định là Âm Dương Thánh chủ sẽ giết trở về. Không chỉ bởi vì hắn, còn có trúc chiếu u huỳnh ở trên người hắn, đã từng là hai đại Hỗn Độn Thánh linh. Tô Tử Mặc giết ra ngoài Âm Dương Thánh địa, bằng vào nguyên thần thánh cảnh, trực tiếp xé rách hư không, trốn vào trong đường hầm không gian, biến mất không thấy đâu nữa. Chờ tới lúc Âm Dương Thánh chủ gấp trở về, tô tử mặc đã rời đi âm dương thánh chủ tỏa ra thần thức tìm kiếm khắp đại thiên thế giới muốn tìm ra tung tích của tô tử mặc chỉ là hắn lục soát một hồi lâu lại vẫn không thu hoạch được gì thần thức của hắn đủ để bao trùm toàn bộ đại thiên thế giới nhưng ở bên trong đại thiên thế giới vẫn có một vài khu vực mà thần thức của hắn không có cách nào chạm đến giống như là các đại thánh địa từ khi chủ nhân của bốn đạo trở về toàn bộ tam thập tam thiên thần thức của hắn cũng khó có thể tiến vào trên không bên trên tịch diệt thánh địa hư không vỡ ra, một bóng người màu xanh cầm song kiếm trong tay, đằng đằng sát khí, từ trên trời hạ xuống. Tô tử mặc rời âm dương thánh địa, trốn vào trong hư không, đi thẳng tới tịch diệt thánh địa. Sau khi nguyên thần bước vào thánh cảnh, mang đến cho hắn một loại thu hoạch khổng lồ khác. Hắn cảm giác được khí tức của diệt thế hắc liên. Ngay ở phía tây, trước đây cô giao thánh nhân từng nói, diệt thế hắc liên liên quan đến bí ẩn của thánh địa. Mà tịch diệt thánh địa ở ngay hướng tây, Tô Tử Mặc ở trong âm dương thánh địa, chém hai đại thánh nhân thái âm, thái dương, trừ việc muốn trải đường cho Trúc Chiếu, U Huỳnh, ý đồ lớn nhất, chính là điều âm dương thánh chủ đi, thay đổi chiến cuộc bên trong thời không cấm địa. Mà giờ phút này, hỗn thế đại thánh còn đang bị tịch diệt thánh chủ đuổi giết. Dạ Linh cũng đang ở trong tay tịch diệt thánh chủ. Thực lực bây giờ của Tô Tử Mặc, căn bản là không có cách đối kháng với đại thánh, chớ nói chi là chống lại các đại thánh chủ có thiên đạo thánh khí trong tay. Cho nên, muốn hóa giải nguy cơ cho hỗn thế đại thánh, chỉ có cách thay đổi lực chú ý của tịch diệt thánh chủ. Thời không cấm địa mở ra, vốn là một trận cơ duyên thành thánh của các vị trí tôn, lại gây ra phản ứng dây chuyền, dẫn đến thánh nhân xuất hiện, cuộc chiến giữa các đại thánh bộc phát. Nhưng ai cũng không thể nghĩ tới, thế cục của trận chiến giữa các đại thánh này, đang bị một tu sĩ còn chưa bước vào thánh cảnh, lấy một phương thức nào đó ảnh hưởng dẫn động. Ai đó? Tô Tử Mặc vừa mới xuất hiện, rất nhiều thánh nhân bên trong Tịch Diệt Thánh Địa đã có phát giác, đồng loạt xuất hiện, là hắn, Hoàng Võ đến rồi. Hoàng Võ vừa mới chém hai vị thánh nhân ở trong Âm Dương Thánh Địa, cẩn thận kiếm trong tay hắn. Chư vị thánh nhân liên tiếp quát lớn. Tô Tử Mặc không nói lời nào, thuận theo khí tức của Diệt Thế Hắc Liên, một đường bay nhanh, thừa dịp chư vị thánh nhân của Tịch Diệt Thánh Địa còn chưa kịp tụ tập, mở ra một con đường máu, xâm nhập vào khu vực trung tâm của Tịch Diệt Thánh Địa. Ừm tịch diệt thánh chủ đang đại chiến với hỗn thế đại thánh phát sát được, thế công dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua, lông mày nhíu chặt. Diệt thế hắc liên. Tịch diệt thánh chủ ngay lập tức đoán ra ý đồ của tô tử mặc. Hỗn thế đại thánh đã mình đầy thương tích, nỏ mạnh hết đà, lại cho hắn thêm một chút thời gian, hắn sẽ có thể triệt để chấn áp hỗn thế đại thánh. Tế ra thiên đạo thánh khí, thậm chí còn có thể triệt để tiêu diệt hỗn thế đại thánh. Nhưng tịch diệt thánh chủ lại mơ hồ cảm thấy một tia bất an, Hắn ý thức được, nếu để cho Hoang Võ đạt được Diệt Thế Hắc Liên, có thể sẽ mang tới cho bọn họ uy hiếp càng lớn hơn. Hơn nữa, bây giờ Hoang Võ đang ở bên trong Tịch Diệt Thánh Địa. "Hỗn Thế, hôm nay tạm thời bỏ qua cho ngươi, nếu ngày sau ngươi còn dám nói năng linh tinh, ta nhất định sẽ tiêu diệt ngươi." Tịch Diệt Thánh chủ lạnh lùng nói một câu, đang định quay người rời đi. Đối với hắn mà nói, nếu như Hoang Võ đạt được Diệt Thế Hắc Liên ở trong Tịch Diệt Thánh Địa, có thể sẽ là một loại uy hiếp càng lớn hơn. Ha ha mặt mũi của hỗn thế đại thánh tràn đầy sự châm biếm chỉ vào tịch diệt thánh chủ cười to nói hổ con ngươi đánh không lại lão tử đây là muốn bỏ chạy trên thực tế hỗn thế đại thánh đã bị đánh tới tình trạng cực kỳ thê thảm nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua người tịch diệt thánh chủ hít hít mắt sát tâm nổi lên nhưng hắn trần chờ một lát vẫn giữ vững lý trí hừ lạnh một tiếng không dây dưa với hỗn thế đại thánh nữa quay người rời đi ầm um, thân hình của hắn vừa mới chui vào trong hư không một cây trường côn đã đánh cho đường hầm không gian vỡ nát thành mảnh nhỏ hỗn thế đại thánh lại một lần nữa ra tay ngăn cản tịch diệt thánh chủ người muốn chết sát ý trên người tịch diệt thánh chủ dường như là đã ngưng thành thực chất thì thánh thương trong tay ong ong run rẩy chỉ vào hỗn thế đại thánh ở phía xa nói từng chữ hỗn thế đại thánh bị thi thánh thương chỉ tới cũng run rẩy một trận hắn tự nhiên là cũng có thể thấy rõ thế cục đoán ra ý đồ của tô tử mặc nếu như hắn có hết khả năng ngăn chặn tịch diệt thánh chủ Tô Tử Mặc sẽ có cơ hội lấy được Diệt Thế Hắc Liên, trưởng thành Hỗn Độn Thánh thể chân chính. Ta đây là đang đánh bạc tính mạng để giúp ngươi, tiểu tử ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng." Trong lòng Hỗn Thế Đại Thánh mặc nghiệm một câu, chủ động phóng về phía Tịch Diệt Thánh chủ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.